cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 641, thế nào? Diệp mộ phàm vẻ mặt đang hốt hoảng, lúc này điện thoại lại reo lên. Diệp mộ phàm lúc này không có ý định bắt máy, ánh mắt Diệp oản oản thoáng nhìn qua hướng điện thoại của Diệp mộ phàm, ba mẹ anh điện tới. Không sao, nghe đi. Diệp mộ phàm lúc này mới trần chờ, nhận nghe điện thoại, alo, mẹ. Mộ phàm, mẹ nghe oản oản nói, hôm nay con phải đi truyền thông quang diệu phỏng vấn à vâng hiện tại con đang ở công ty cái kia phỏng vấn kết thúc rồi à kết quả như thế nào diệp mộ phàm đè nén tâm tình kích động đã kết thúc rồi mẹ con hiện tại đã được nhận làm tổng thanh tra của truyền thông quang diệu cái gì lương uyển quân nghe vậy kinh ngạc không thôi rất nhanh bên kia truyền đến thanh âm nghiêm túc của diệp thiệu đình lấy bối cảnh lý lịch của con người ta có thể nhận con đã là một vấn đề làm sao có thể để cho con làm tổng thanh tra? Đúng vậy, Mộ Phàm, con đừng vì an ủi chúng ta mà nói như vậy. Diệp Mộ Phàm có chút khó xử hướng về Diệp Bạch đang ngồi đối diện, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Khụ khụ, ba, mẹ, con nói thật, ba mẹ không tin con sao?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. "Không phải là ba mẹ không tin con, chính con cảm thấy chuyện này có thể sao?" Oản Oản có đang ở cùng con không, để cho nó nghe điện thoại, mẹ hỏi nó một chút có phải là thật hay không. Diệp mộ Phàm thần sắc bất đắc dĩ, Oản Oản không ở đây, con. Diệp mộ Phàm lời còn chưa dứt, lúc này, thanh niên đối diện đột nhiên đưa tay tới, có thể để cho tôi với cha mẹ anh nói vài lời được không? Chuyện này, Diệp Mộ Phàm một mặt trần chờ, nhưng đối phương sắc mặt bình tĩnh, lại là cấp trên của mình, thấy vậy liền đem điện thoại đưa tới, có hơi lúng túng mở miệng nói, ba mẹ tôi không tin tôi đã vượt qua phỏng vấn được nhận làm tổng thanh tra. Không sao, để tôi giải thích, Diệp Oản Oản cười một tiếng, cầm điện thoại di động lên. Alo, mộ phàm, alo, mộ phàm con còn đó không? Diệp Oản Oản lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào, âm thanh mềm mại mà mở miệng, alo, mẹ, là con, Oản Oản. Diệp mộ phàm ban đầu thấy cảm động với cấp trên nhà mình khi được quan tâm, một giây sau cả người đều giống như bị sét đánh, Trợn mắt há mồm hướng về, chàng trai đối diện nhìn lại, trong nháy mắt cho là mình xuất hiện ảo giác. Cái cái gì thế này, hắn làm sao nghe được âm thanh của Oản Oản từ Diệp Bạch? lạ Oản Oản a, nhanh nói cho mẹ, anh con xin việc kết quả thế nào?" Nó nói đã xin được làm tổng thanh tra, cái này làm sao có thể chứ? Bên kia điện thoại Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình không phát hiện bất cứ dị thường nào, tiếp tục truy hỏi. Diệp Oản Oản nhìn anh trai nhà mình đã hóa thành tượng đá tiếp tục mở miệng ba mẹ anh nói là sự thật người phụ trách quang diệu rất tán thưởng anh ấy chắc là đã điều tra qua biết những tạo hình kia của tụ tinh giải trí là từ tay anh mà ra cho nên mới mời anh ba cũng biết quang diệu tạo hình khối nghệ sĩ quả thật rất yếu rất thiếu nhân tài nghe diệp oản oản giải thích diệp thiệu đình cùng lương uyển quân rốt cuộc cũng tin tưởng vậy thì tốt vậy thì tốt thật sự là quá tốt mẹ một mực không yên tâm con ở quang diệu hiện tại tốt rồi anh con cùng con ở cùng một công ty vừa vặn có thể phối hợp với con diệp oản oản gật đầu liên tục dạ dạ anh cũng đã biết quan tâm con ba mẹ hai người yên tâm đi cái kia con còn có việc khi nào gặp mặt sẽ cùng mọi người nói rõ được 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 con cùng anh con buổi tối cùng nhau về nhà ăn cơm đi được nha con muốn ăn cá rán mẹ làm chấm chấm chờ diệp oản oản cùng ba mẹ trò chuyện xong Diệp Mộ Phàm vẫn như cũ đờ đẫn bên cạnh, nhìn thấy biểu tình của Diệp Oản Oản quả thật là giống như gặp em, em. Diệp Oản Oản đã đổi giọng nữ, nháy mắt một cái, thế nào, anh trai? chương 642, em gái anh không có khả năng nghịch thiên như vậy. Tiếng, anh trai, này của Diệp Oản Oản tựa như sấm sét nổ vang trong đầu của Diệp Mộ Phàm. Oản, Oản Oản, anh là Oản Oản, miệng nó, tôi có phải là đang nằm mơ hay không? Em, em chính là lão đại mới nhậm chức ở Quang Diệu Diệp Bạch. Không đúng, Diệp Bạch không phải là đàn ông sao? Không đúng, không đúng, Diệp Bạch lại là phụ nữ. Diệp Mộ Phàm cả người đều ngốc nghếch rồi, lời nói đã bắt đầu không mạch lạc. Có cần thiết phải kinh ngạc như vậy không? Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu mày, lười biếng ngồi xuống một bên ghế salon. Giờ phút này, Diệp Oản Oản mặc dù vẫn là một thân trang phục nam, nhưng quanh thân khí chất ác liệt trong trẻo lạnh lùng đã hoàn toàn biến mất vẻ mặt cũng nhu hòa xuống, dần dần thêm mấy phần cảm giác quen thuộc. Diệp mộ phàm lúc này mới rốt cục có chút tin tưởng, người trước mắt thật sự là em gái nhà hắn, che trái tim thiếu chút nữa chợt ngừng đập, nói nhảm. Anh mới vừa nãy thiếu chút nữa đều bị em dọa đến trái tim cũng ngừng đập rồi đó biết không? Em đây quả thực là suốt quỷ nhập thần mà. Cấp trên của mình một giây liền trở thành em gái, ai có thể chịu được? Diệp mộ phàm nhìn cô một thân trang phục nam từ trên xuống dưới, khó có thể dùng lời diễn tả được mà nuốt nước miếng em em vậy thật biết chơi đó vậy chẳng lẽ em không bị người ta phát hiện sao diệp oản oản nâng cầm lên chân mày khẽ nhếch anh ruột cũng không phát hiện anh cảm thấy người khác sẽ phát hiện sao diệp mộ phàm tỏ vẻ không cách nào phản bác không đúng không đúng quan trọng là em con miệng nó rốt cuộc là thế nào mà em có thể lăn lộn đến hoàn cầu còn lăn lộn đến vị trí này phải biết một nghệ sĩ của công ty Bộ Kinh tế Tổng thanh tra quyền lợi thậm chí so với tổng giám đốc còn lớn hơn, đây là vị trí nắm thực quyền, cơ hồ nắm giữ tất cả nghệ sĩ cùng tài nguyên, nếu không Chu Văn Bân ban đầu cũng sẽ không ở quang diệu một tay che trời. Làm sao lăn lộn đến bây giờ? Diệp Oản Oản không khỏi nhớ lại hết thảy mọi chuyện phát sinh trong thời gian này. Suy nghĩ kỹ một chút, vào tới nay quả thật coi như thuận lợi, tiến triển so với trong tưởng tượng của cô còn nhanh hơn sự kiện Hàn Thiên Vũ để cho cô có được tư cách tiến vào công ty, lạc thần để cho cô đứng vững bước chân, cung hút càng là thu hoạch ngoài ý muốn, để cho cô tiết kiệm không ít thời gian, trực tiếp chen vào đẩy Chu Văn Bân đi. Nghĩ như vậy, cô có phải hay không hẳn là đối với cung hút tốt một chút? Diệp Oản Oản phục hồi tinh thần lại, đơn giản nói với Diệp Mộ Phàm một chút mình làm sao vào được quang diệu. Mặc dù tin đồn có liên quan đến Diệp Bạch, Diệp Mộ Phàm đã sớm có nghe thấy, nhưng lần này là em gái tự do phóng khoáng, không màng thế sự nhà mình chính miệng nói ra, thật sự là khiến cho hắn cảm thấy không tin nổi. Sự kiện danh chấn toàn bộ giới giải trí, Hàn Thiên Vũ Thô Bỉ lại là sự kiện em gái của hắn ở phía sau màn một tay tẩy trắng. Không người giúp đỡ, lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa để lạc thần một đêm bùng nổ, là em gái của hắn, đem cung húc từ chỗ Chu Văn Bân đào tới, cũng là em gái của hắn. Vốn đang lo lắng đủ điều, lo lắng ở nơi này lão đại khôn khéo đáng sợ phía dưới không dễ giả mạo, lo lắng coi như hắn may mắn tiến vào cũng sẽ bị người coi thường. Kết quả, lão đại chính là em gái của hắn, quả thực là hậu trường vững như bản thạch, ai dám đụng đến hắn. Diệp mộ phàm nhìn chằm chằm Diệp oản oản, bỗng nhiên cảm thấy cô Kim Quang lấp lánh. Cho nên nói, Kim Đô Bích Hải là em dùng sự kiện Hàn Thiên Vũ kia làm điều kiện, nhưng là cái tên cáo giả đó lại âm thầm bày trò với em, dùng phòng khoản cách xù kềm chế em. Diệp Mộ Phàm một mặt tức giận. Diệp Oản hoàn hiện tại thu nhập mặc dù phi thường khả quan, nhưng nghĩ trả hết nợ phòng khoản ít nhất còn phải hơn mấy năm. Chương 643, liền không có liêm sỉ như vậy. Diệp Oản hoàn thần sắc nhàn nhạt, lấy cá tính của Trừ Hồng Quang, xem như cũng dự liệu mà thôi. Một số tiền lớn như vậy, còn có ba món nợ ở nơi đó, cái này muốn trả lại như thế nào? Diệp Mộ Phàm sắc mặt hơi trầm xuống diệp oản oản mặt không đổi sắc em nếu dám muốn cái nhà này tự nhiên có biện pháp trả hết món nợ này thấy diệp oản oản một thân trang phục sạch sẽ gọn gàng bộ dáng trong lòng đã có dự tính diệp mộ phàm không khỏi cảm thấy em gái nhà mình làm sao có cảm giác an toàn như vậy đây làm hắn còn muốn lên dâng cho lão đại một điếu thuốc lá rồi em có kế hoạch gì không diệp mộ phàm hỏi em chuẩn bị tự mình làm một bộ phim kịch bản đã chuẩn bị xong vai chính bên kia đang xem xét, hiện tại anh cũng tới, tạo hình em không cần lo, trước mắt chỉ còn lại là kéo đầu tư. Diệp Mộ Phàm có chút kinh ngạc, chính mình đóng phim. Hiện tại thị trường điện ảnh kịch liệt như vậy, bao nhiêu người bỏ vào rồi mất hết vốn liếng. Chi tiết cụ thể gặp lại em sẽ từ từ nói với anh, hiện tại chúng ta đi shopping trước đã. Diệp Oản Oản đứng dậy mở miệng nói. À, shopping làm cái gì? Diệp Mộ Phàm không hiểu anh đã là tổng thanh tra của công ty rồi dĩ nhiên phải đi đặt mua mấy thứ như trang phục và đạo cụ diệp mộ phàm nghe vậy nghĩ đến trước chính mình ăn mặc thế này đi phỏng vấn đối mặt ánh mắt khác thường hơi hơi sạm mặt lại hiện tại người trước mắt cũng phát hiện chuyện này rõ vô cùng hoàn hoàn nói không sai muốn nhậm chức hắn quả thật cần mua mấy thứ giống như quần áo nếu không há chẳng phải là cho em gái mất thể diện diệp mộ phàm thần sắc hơi có chút cuốn bách chẳng qua là anh sợ rằng không có tiền mua. Diệp Oản Oản sậm mặt lại nhìn anh trai mình, Hà Tuấn Thành người ta chiếm tác phẩm của hắn được mấy triệu, hắn thế nhưng vẫn không biết gì, thật không biết nên nói cái gì với hắn. Diệp Oản Oản mở miệng, em trước cho anh mượn, tháng sau phát tiền lương trả em, mua mấy bộ quần áo chỉ hết của anh nửa tháng tiền lương mà thôi, dù sao cũng hơn là cầm đi ăn nhậu chơi bời. Diệp Mộ Phàm gật đầu liên tục, được rồi, tất cả nghe theo em, bất quá anh có một điều yêu cầu. Yêu cầu gì? Diệp Mộ Phàm ho nhẹ một tiếng, cái đó, em có thể đổi về nữ cùng anh đi dạo phố được không? Hai thằng đàn ông cùng nhau đi dạo phố có phải kỳ lạ hay không? Sẽ bị hiểu lầm thành, em cũng hiểu được. Anh không phải là nam nữ đều có thể sao? Còn quan tâm cái này? Diệp oản oản một bộ ngữ khí đương nhiên. Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt sù lông, đệt, ai nói anh nam nữ đều có thể, không phải là đã nói cho em đừng nghe những tên cẩu bằng hữu kia của anh nói bậy sao? không phải là là tốt rồi hiện tại dưới tay em cũng là nam nghệ sĩ em còn sợ không an toàn đây ở trong lòng em anh liền không có liêm sỉ như vậy à anh nghĩ sao ngoặc kép ngoặc kép không nghĩ tới chính mình ở trong lòng em gái lại là hình tượng như vậy hắn muốn thay đổi triệt để lần nữa làm người rời công ty dưới sự yêu cầu mãnh liệt của diệp mộ phàm diệp oản oản trước tìm chỗ thay đổi quần áo về nữ rất nhanh Diệp Oản Oản lái xe đi đến trung tâm thương mại bán quần áo lớn và xa xỉ nhất, giúp Diệp Mộ Phàm mua quần áo. Oản Oản, như thế nào? Diệp Mộ Phàm thay xong một thân vest xa chê giới hạn, từ trong phòng thử đồ đi ra. Vào lúc này Diệp Mộ Phàm từ trên xuống dưới rực rỡ hẳn lên, trên người mặc một thân Âu phục màu đỏ thắm, vốn là màu kén người mặc, lại khiến hắn nổi bật lên tính phong lưu phóng khoáng, tiêu sái mê người, bên cạnh nhân viên tất cả đều tránh ở một bên hoa si anh trai nhà mình nhan sắc giá trị cao, cô cũng không nói, cộng thêm quần áo giá trị, càng sặc sỡ lóa mắt. chương 644, nhan sắc giá trị nhân với 100. Có lúc tạo hình cùng phục trang đối với người ảnh hưởng thực sự rất lớn, loại ảnh hưởng này là từ ngoài vào trong. Trên người diệp mộ phàm cái loại này tự nhiên không kềm chế được, khí chất quý công tử dạo chơi nhân gian phảng phất lại bắt đầu trở lại. So với trước kia khắp người hận đời u buồn cùng với chán trường, quả nhiên vẫn là cái bộ dáng này tương đối thuận mắt hơn. Được, rất tuấn tú, bộ này cũng mua. Diệp Oản Oản hài lòng gật đầu. Ai, vẫn là vật liệu tốt ăn mặc thoải mái, em xem anh trước kia đến những cửa hàng kia, quần áo khiến da thịt anh nhạy cảm đến phát bệnh sởi rồi. Diệp Mộ Phàm nâng cổ tay lên, phía trên còn nổi sởi màu đỏ. Diệp Oản Oản không nói gì, anh bị bệnh công tử đúng hơn. Diệp Mộ Phàm nhất thời nói, em nói anh mà không thấy ngại sao? Da thịt em so với anh còn nhạy cảm hơn được không? Có biết anh mỗi lần lựa chọn quần áo cho em tốn sức bao nhiêu không? Rất sợ cái nào không phù hợp em sẽ bị dị ứng. Có không, em cảm thấy mình vẫn tốt chán a." À. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Mấy năm này thật giống như không hề nhạy cảm. Trước kia quả thật đã bị chiều hư rồi. Diệp Oản Oản không nói vấn đề này nữa, chỉ cách đó không xa một bộ Âu phục màu xanh đen mở miệng nói, "Anh đi thử bộ đó thử xem." bộ màu đầm kia diệp mộ phàm hỏi đúng không phải chứ mắt em sao vậy bộ kia rõ ràng không thích hợp khí chất của anh ai nói là mua cho anh hả diệp oản oản nhíu mày em để cho anh mặc thử không phải là mua cho anh vậy đó là mua cho ai diệp mộ phàm nói lấy nói để đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt nhất thời có chút khó coi rồi hỏi em sẽ không phải là muốn mua cho bạn trai chứ đúng vậy anh giúp anh ấy thử xem xem thế nào Diệp Oản Oản ngược lại cũng không phủ nhận. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời đen hơn, một mặt nghiêm túc đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản, em mua cho hắn quần áo mắc như vậy. Oản Oản, em xác định tiểu tử kia nói đều là lời thật sao? Em nhất định phải suy nghĩ kỹ càng chút đi, hiện tại đàn ông không có mấy ai tốt. Nghe câu kia của Diệp Mộ Phàm, đàn ông không có mấy ai tốt, Diệp Oản Oản một mặt không nói gì, ai đời lại đi mắng chính mình. Diệp Mộ Phàm, Oản Oản, em đừng xem thường, vạn nhất hắn thấy em có tiền dáng dấp lại ưa nhìn, đối với em lừa gạt tài sản lừa gạt tình cảm làm sao bây giờ. Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản càng thêm hết ý kiến. Diệp Oản Oản, lừa gạt tài sản, lừa gạt tình cảm. Diệp Mộ Phàm, đúng vậy. Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản hết ý kiến, thật lâu sau, cuối cùng mở miệng thành khẩn nói, anh, anh suy nghĩ nhiều quá rồi, coi như lừa gạt tài sản lừa gạt tình cảm, đó cũng là em lừa gạt người ta có ý gì? Ý trên mặt chữ, được rồi, đừng có suy nghĩ linh tinh, nhanh đi thay cho em xem. Diệp Oản Oản thúc giục. Diệp Mộ Phàm dưới sự thúc giục của Diệp Oản Oản, lòng không phục đi vào phòng thử quần áo. Mấy phút sau, Diệp Mộ Phàm sụ mặt đi ra, được chưa? Diệp Oản Oản sờ lên cằm, nhìn rất lâu, a, à, thế nào cảm giác là lạ. Đã nói không thích hợp với anh mà. Diệp Mộ Phàm tức giận mở miệng. Diệp Mộ Phàm thử thăm dò hỏi thăm, bạn trai em hình dáng thế nào, loại hình gì? Nói cho anh nghe một chút. Diệp Oản Oản cân nhắc một chút chọn lời, sau đó mở miệng, "Hình dáng, đại khái là với giá trị nhan sắc của anh nhân với 100 đi." Sắc mặt của Diệp Mộ phàm nhất thời đen như đáy nồi, em nói mạnh miệng như vậy cũng không sợ đau đầu lưỡi. Diệp gia gen tốt, sinh ra đều là mỹ nam mỹ nữ, hắn càng là người có nhan sắc giá trị cao, đến cả cô cũng nói điều này, nếu nói bạn trai cô dáng rất không tệ hắn còn tin tưởng, chứa nói tên kia giá trị nhan sắc của hắn nhân với 100, cái này cũng lố quá rồi. chương 645, là người đã có bạn trai. Diệp Oản Oản cũng không giải thích, lấy bộ này đi, không cần thử nữa, ngược lại anh ấy mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Diệp ngộ Phàm Tại sao có loại cảm giác thất sủng lòng chua sót thế này? Lúc trước em gái luôn đuổi theo ở phía sau hắn nói, anh đẹp trai nhất, Hiện tại lại còn nói cái tên kia so với hắn đẹp trai gấp trăm lần. Đem từ trên xuống dưới thanh toán xong, Diệp Oản Oản lái xe đi đến một chỗ khác. Còn muốn đi nơi nào, Diệp mộ phàm không hiểu. Đi thì biết. Sau mười mấy phút, Diệp Oản Oản dừng ở một cửa hàng duy nhất có Mercedes-Benz kỳ hạn ở đế đô. Diệp Oản Oản mới vừa đến liền có nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiến lên đón. Diệp tiểu thư, cô đã tới. Mau mời vào, vị này là anh tôi diệp tiên xin mời nữ nhân viên cửa hàng bận rộn chào hỏi thấy diệp mộ phàm mặt mũi tuấn giật nhìn lén hắn mấy lần xin chào diệp mộ phàm đầu óc mơ hồ đi theo diệp oản oản cùng nhân viên cửa hàng sau lưng xe tôi đặt đã tới chưa diệp oản oản hỏi nữ nhân viên cửa hàng phục hồi tinh thần vội vàng mở miệng đã đến rồi hôm nay có thể ký hợp đồng được rồi ạ à. được hiện tại bắt đầu luôn được không diệp oản oản hỏi Dĩ nhiên có thể, mời cô ngồi bên này, xin chờ một lát ạ. À. Nhân viên cửa hàng nói xong liền đi sắp xếp. Diệp oản oản đem thủ tục xe tất cả đều làm xong, rất nhanh, một nhân viên làm việc đem một chiếc xe mới tinh màu đỏ thấm lái tới. Nhìn thấy chiếc siêu xe kia, ánh mắt của Diệp mộ phàm nhất thời sáng lên. Yêu xe dù sao cũng là thiên tính của đàn ông, mà hắn thích nhất siêu xe trong đó bảng hiệu chính là Mercedes-Benz, màu sắc cũng phi thường phù hợp tâm ý của hắn. Diệp Oản Oản đứng ở trước xe, nói với Diệp Mộ Phàm đang ở một bên, thử đi. Diệp Mộ Phàm nhất thời xứng sốt, anh. Mua cho anh. Cái gì? Diệp Mộ Phàm nhất thời mặt đầy ngỡ ngàng, mua, mua cho anh. Mấy năm nay hắn cũng sắp quên siêu xe có hình dáng gì. Kết quả nhà đầu này vì tiện lấy một chiếc siêu xe ném vào trước mặt của hắn, nói cho hắn. Diệp Oản Oản quét mắt Diệp Mộ Phàm bộ dáng đờ đẫn bộ, không muốn. Vậy thì thôi, muốn, muốn muốn muốn, Diệp Mộ Phàm thấy thế nhanh như chấp không kịp bịt tai tựa một làn khói ngồi vào trong xe, thử cảm giác. Diệp Mộ Phàm thò đầu ra cửa xe, oản oản, em, em thật muốn cho anh à. Xe này rất đắt ga. Mặc dù năm đó thời điểm còn là Diệp gia đại thiếu gia, xe thể thao gì đều gặp qua, nhưng cũng bất quá là năm đó, đã 4 năm, chiếc xe kia của hắn xài đến sắp hỏng cũng không đổi. Suy nghĩ một chút cũng khó trách hắn mỗi lần nói phải đi chờ trầm mộng kỳ, Trầm Mộng Kỳ đều kiếm cớ, sợ là khinh thường ngồi cùng hắn trên chiếc xe dởm. Diệp Oản Oản mở miệng, đào anh qua đây, tự nhiên muốn tỏ một chút thành ý. Diệp Mộ Phàm nhất thời nói, em gái đào anh, không cho tiền lương anh cũng tới được không? Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, đưa một sâu chìa khóa cùng thẻ phòng qua, anh ở chỗ đó tốt xấu lẫn lộn, chuyển tới nhà trọ công ty đi. Nhìn qua chìa khóa cùng thẻ phòng, vào giờ phút này, sống hơn 20 năm Diệp Mộ Phàm rốt cuộc biết, chân chính đối tốt với một người, không phải là hư tình giả ý lời ngon tiếng ngọt, mà không phải nói hai lời liền đi mua đồ mua xe lại nhét thẻ cho hắn. Sắc trời không còn sớm, anh trực tiếp lái đến nhà trọ đi. "Vậy còn em?" Diệp Mộ Phàm hỏi. Diệp Oản Oản mở miệng yếu ớt, "Em là người đã có bạn trai." Diệp Mộ Phàm nhất thời mặt tối sầm, "Em nhất định phải nói như vậy với người đang thất tình sao?" "Diệp Oản Oản, không nhét thức ăn cho chó cho anh đã nhân từ lắm rồi." Diệp mộ phàm, không có nhét. Hắn mới vừa rồi đã bị nhét một bụng được không? chương 646, đêm mưa gió người về. Gần đây, thâm thành liên tục có chuyện khác thường, tư giả hàn không thể không tự mình đi qua một chuyến. Từ khi tin tức tư giả hàn bị bệnh nặng truyền đi ra ngoài, ngoài sáng trong tối đều không có một ngày ngừng náo loạn. Hắn còn chưa có chết mà những người này cũng đã bắt đầu không nhẫn nại được nữa rồi, ở trong tối kéo bè kết phái, thậm chí cùng thế lực bên ngoài cấu kết với nhau, nếu như hắn chết rồi, tư gia này sợ là như thiên hạ đại loạn mất, đến lúc đó, toàn bộ tư gia chắc chắn sẽ bị chia rẽ. Cô biết hôm nay tư gia Hàn khẳng định sẽ không trở lại, nên buổi tối Diệp Oản Oản muốn trở về đến Cẩm Viên. Nơi này đã từng là nơi cô căm ghét nhất, sợ hãi nhất nhưng bây giờ lại là chỗ an tâm của cô. Đảo mắt khoảng thời gian sau khi đại hội gia tộc đã trải qua 3 tháng, Lúc đó cô cùng chủng tộc lão cam kết nhất định sẽ đem thân thể của tư giả hàn chăm sóc lại tốt hơn, dù sao căn cứ theo lý luận của Tôn Bách Thảo, nếu như cô có thể làm được những yêu cầu kia của bác sĩ Tôn thì thân thể của tư giả hàn có thể từ từ khôi phục lại như bình thường được. Ba tháng nay, thân thể của tư giả hàn lúc tốt lúc xấu, nhưng cũng không có phát căn bệnh lớn nào cả, tình hình tạm thời ổn định, hai lần kiểm tra theo thông lệ gần đây, thân thể của tư giả hàn không có dấu hiệu tiếp tục trở nên tồi tệ hơn nữa. Một đám tộc trưởng muốn nhân cơ hội này mà nhảy vào phân chia chiếm thế lực nhưng 3 tháng này vẫn không làm được, bởi vì sự cường thế của tư giả hàn nên bọn họ nhất thời cũng không làm sao mà thực hiện ý đồ của mình được. Mặc dù tạm thời vượt qua mấy tháng nguy hiểm nhất kia rồi, nhưng Diệp Oản Oản vẫn y như cũ không dám buông lỏng chút nào, những tộc trưởng kia sẽ không từ bỏ ý đồ cẩu mình dễ dàng như vậy được. Nếu thân thể của tư giả hàn ngẫu nhiên xảy ra bất cứ vấn đề gì, đều sẽ trở thành lý do cùng nhược điểm mà bọn họ có thể sử dụng được cô có chút lo lắng tình huống bên kia nên Diệp Oản Oản gửi cho hứa dịch một tin nhắn. Thân thể của anh ấy như thế nào rồi? Sự tình vẫn thuận lợi chứ? Đợi rất lâu nhưng hứa dịch ở bên kia đều chưa có trả lời lại, cô đoán chừng là rất bận bịu. Thân sắc của Diệp Oản Oản hơi chăm chú mà liếc nhìn bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, tối nay thâm thành sợ lại là một đêm không ngủ rồi. Ngồi dựa ở trên ghế salon trong phòng khách, Diệp Oản Oản vừa chờ bên kia trả lời vừa đọc kịch bản. Thời gian bất tri bất giác đi qua, đảo mắt đã là đêm khuya, ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào bắt đầu rơi xuống ít hạt mưa, hàn ý nhẹ nhẹ xuyên thấu vào không khí. Diệp Oản Oản có chút tập trung không được sự chú ý của mình vào trong trang sách nữa, liền nhìn chằm chằm kịch bản một hồi đến phát ngốc, chung quy là cô có chút không tập trung a. À. Diệp Oản Oản cũng không có chú ý tới, trong bóng đêm, ngoài cửa, một chiếc xe màu đen quen thuộc lặng yên không một tiếng động mở trở lại. Người làm thấy Diệp Oản Oản chậm chạp không đi ngủ, không nhịn được nhắc nhở, Oản Oản tiểu thư, ngài là đang đợi cửu ra sao? Cửu ra đi công tác, hẳn sẽ không có nhanh như vậy mà trở lại đâu, ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi, hiện tại đã trễ lắm rồi. Mãi đến khi người giúp việc nhắc nhở, Diệp Oản Oản mới phát hiện đồng hồ treo tường đã qua 12 giờ, cũng đã là dạng sáng, vì vậy vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đi tắm đi ngủ. Được, tôi biết rồi, các cô cũng đi nghỉ ngơi đi. Diệp Oản Oản bỏ áo khoác trên người mình sống, buông kịch bản trên bàn rồi đứng lên. Diệp Oản Oản mới vừa đứng lên, cánh cửa chính vừa dày vừa nặng đột nhiên chậm rãi được đẩy ra, một trận khí lạnh ban đêm nương theo lấy gió lạnh trong nháy mắt theo bên ngoài tràn vào trong phòng khách. Nhìn thấy Tư Dạ Hàn đang đứng ở cửa mặc một chiếc áo gió màu đen, Diệp Oản Oản nhất thời sướng sốt. Vạt áo của anh ở trong gió chuyển động, hàn ý trên mặt so với đêm mưa còn sâu hơn, đậm đến mức mùi máu tanh từ trên người hắn không thể phiêu tán mà tới. Cửu ra, cửu ra, tất cả đám người hầu trong nhà đều nơm nớp lo sợ xếp thành hai hàng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng khuôn mặt của tư dạ hàn. Diệp oản oản một mặt kinh ngạc, làm sao sớm như vậy đã trở về rồi. Sự tình xong xuôi rồi sao anh? Ừm, tư dạ hàn nói, đem trên người áo khoác ngoài giao cho người làm một bên. Trong khi nói chuyện, đã xài bước mà đi tới trước mặt cô, chương 647, anh không ở bên cạnh, em không ngủ được. Diệp Oản Oản mặc một bộ đồ ở nhà, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, trong tay cầm một sấp tài liệu, nhiệt độ ấm áp trên mặt trong nháy mắt xua tan cái lạnh giá vạn dặm cùng sát phạt kia. Giống như trong đêm tối lạnh lẽo theo bản năng đi đến chỗ có nhiệt độ ấm áp, tư giả hàn nghiêng người đi qua, tựa hồ là muốn ôm cô một chút. Bất quá, hắn lại lập tức đứng dậy nói, anh đi tắm đã đại khái là hắn sợ khí lạnh cùng huyết tinh trên người mình quấy rối đến cô đi nhưng trong nháy mắt khi tư giả hàn đứng dậy thân thể cũng đã bị một vòng tay ấm áp ôm lại tư giả hàn đầu tiên là ngẩn ra ngay sau đó nhẹ nhàng đem cô ôm trở về làm sao trễ như vậy mà em còn chưa ngủ diệp oản oản than thở chắc là bị anh lây bệnh a à? tư giả hàn không ở bên cạnh cô lại có thể bị mất ngủ tư giả hàn dường như không có thể lý giải được lời cô nói ánh mắt hướng về phía cô nhìn rồi hỏi lại, em nói vậy là có ý gì? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, đáy mắt lộ ra tia rảo hoạt, ý trên mặt chữ, chính mình đoán A. Mỗi lần đều là anh nói vòng vo như đi đường núi, bây giờ cô để cho anh cũng nếm thử một chút mùi vị đốt não này đi. Tư giả hàn nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, ngay sau đó ánh mắt nhỏ sâu mà nhìn chằm chằm cô, mở miệng đáp anh không ở đây, em không ngủ được. Diệp Oản Oản nhất thời có chút kinh ngạc, lợi hại rồi lại có thể đoán chúng tư giả hàn một bộ ngữ khí đương nhiên nói chỉ là suy đoán bình thường thôi không phải là bị anh lây bệnh cho đó chứ nghe nói như vậy diệp oản oản tỏ vẻ anh đã nói đúng nên không muốn đề cập đến chuyện đó nữa đúng rồi hứa dịch đâu không có cùng anh đồng thời trở về sao diệp oản oản hướng về phía sau lưng của tư giả hàn nhìn một cái tư giả hàn còn có chút chuyện cần xử lý nên chưa về được ồ nha diệp oản oản gật đầu khó trách không có trả lời tin nhắn của cô nha. Diệp Oản Oản không có hỏi nhiều chuyện tư giả hàn đi đến thâm thành, nhìn anh một thân toàn mùi máu tanh liền có thể đoán được đại khái mọi chuyện rồi. Tốt rồi, nhanh đi tắm đi, trên người lạnh như vậy, đừng bị cảm, vừa vặn em có mua cho anh quần áo, tắm xong đi thử một chút đi. Diệp Oản Oản có chút hưng phấn thúc giục nói. Tư giả hàn, được. Phòng ngủ trên lầu. Tư Dạ hàn sau khi tắm xong, diệp oản oản lập tức đem bộ âu phục mà cô hôm nay mới mua lấy ra cho tư giả hàn thử một chút chờ tư giả hàn thay xong sau đó diệp oản oản gật đầu liên tục quả nhiên em đã nói rồi bạn trai em mặc cái gì đều dễ nhìn anh trai lại còn không tin anh trai em sao sắc mặt của tư giả hàn thoáng qua một tia khác thường không thể nhận ra đúng vậy hôm nay anh ấy tới bên em phỏng vấn làm thợ trang điểm biết diệp bạch chính là em gái mình thì anh không thấy biểu tình kia của anh ấy như thế nào đâu diệp oản oản cười nói với tư giả hàn chuyện xảy ra hôm nay thời điểm cùng anh ấy đi mua quần áo em thấy được một bộ này cảm thấy anh mặc khẳng định đẹp mắt liền mua a à. thích không ừm ánh mắt của tư giả hàn xéo qua rơi vào kịch bản đang để trên giường tiện tay cầm lên hỏi đây là cái gì cái này a à, trước kia không phải là đề cập với anh rồi sao em chuẩn bị quay một bộ phim mới đây là kịch bản không bột đố gột nên hồ trước khi quay em đương nhiên cần phải kéo được sự đầu tư đã diệp oản oản buông tay nói gần đây cô đi tìm rất nhiều loại kịch bản a à. tiếp trước cô xem qua không ít phim truyền hình cùng điện ảnh kinh điển dựa vào trí nhớ của cô hoàn toàn có thể mang kinh điển mà tương lai có khả năng nổi tiếng kia trước thời hạn quay phim lại làm như vậy khó tránh khỏi sẽ cướp lấy cơ duyên của người khác thay đổi quá nhiều chuyện dùng loại phương thức này đạt được lợi ích, cũng không phải là chuyện cô mong muốn. Bất quá, có một bộ kịch bản tương đối đặc thù. Kiếp trước, tập đoàn Diệp Thị cùng giải trí Hoàng Thiên quay một bộ phim thanh xuân thần tượng nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc. chương 648, Cửu Gia Tức Giận Bộ phim này từ diễn viên đến thành viên chế tạo nòng cốt tất cả đều là người có danh tiếng, được ghi lại vô số, trở thành đại biểu phim thần tượng thanh xuân ở châu Á, sau đó được trình chiếu thành các phiên bản khác nhau ở các quốc gia trên thế giới nhưng biên kịch sáng tạo ra bộ phim này từ lâm kết cục lại phi thường bi thương hoàn cảnh mà từ lâm từng trải qua có chút tương tự diệp mộ phàm là học trò của kim bài biên kịch hoàng thiên đàm trấn tân nhưng trên thực tế đàm trấn tân người được gọi là kim bài biên kịch viết ra được mấy bộ kịch bản phi thường có linh khí tạo được lửa lớn đều xuất phát từ tay học trò của hắn từ lâm trong vòng biên kịch này lợi dụng danh thầy trò hoặc là lấy danh nghĩa hướng dẫn để giành lấy danh tiếng từ người biên kịch mới chưa bao giờ được người khác nghe danh không phải số ít. Sau hai bộ phim nổi tiếng lớn, Từ Lâm đương nhiên không cam lòng cả đời làm người đứng sau mà không ai biết đến, muốn đòi lại quyền lợi của mình, khi đó đàm chấn tân cùng giải trí Hoàng Thiên đã đáp ứng lời yêu cầu đó rồi, nhưng ai biết được bộ thứ ba đó lại không có tên của hắn, mà hắn chỉ được cho có ba chục ngàn đồng tiền bồi thường mà thôi. Từ Lâm không chịu nổi bị lừa dối như vậy nữa, quyết định tự lập, mang theo kịch bản mới nhất của chính mình chuẩn bị đi tìm công ty khác hợp tác. Bởi vì Từ Lâm đối với Đàm Chấn Tân người lão sư quá mức tôn kính cùng tín nhiệm, cho nên trước đó đã từng đem kịch bản mới đưa cho Đàm Chấn Tân xem qua. Nhưng Từ Lâm hiển nhiên đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Đàm Chấn Tân cùng Hoàng Thiên. Đàm Chấn Tân đã sớm đem kịch bản của Từ Lâm thay hình đổi dạng khi danh kịch bản, dù Hoàng Thiên đã biết rõ kịch bản là do Từ Lâm sáng tác nhưng dưới tình huống muốn bảo vệ danh tiếng của Đàm Trấn Tân Kim bài viết kịch bản nên đã lựa chọn cùng Đàm Trấn Tân cấu kết với nhau làm việc xấu, lấy tốc độ nhanh nhất đem bộ phim này quay ra thành phẩm. Lúc đó kịch bản mới của Từ Lâm mới được làm ra một nữa đã bị Đàm Trấn Tân cùng giải trí Hoàng Thiên trả đũa, nói hắn xâm phạm bản quyền, ăn trộm kịch bản thầy giáo của mình. Bởi vì thời gian đưa ra kịch bản của hắn so với đàm chấn tân muộn hơn nên từ lâm có miệng cũng khó trả lời, chỉ có thể đeo trên lưng tiếng xấu bị buộc vào người, trơ mắt nhìn lấy những người đó trộm đi kịch bản cầu chính mình, đặc biệt nổi tiếng, thanh danh vang dội. Trong ngày hôm ấy nơi mà bộ phim này đạt được giải bộ phim xuất sắc nhất, từ lâm ở trong nhà đốt than củi tự sát. Kịch bản cô đưa cho cung húc, chính là cô dựa vào ký ức kiếp trước viết ra, bộ kịch bản này đã nổi tiếng khắp cả nước. Đời này, Dựa theo thời gian suy tính, Từ Lâm còn chưa có viết xong bộ kịch bản này, cô tìm một cái website đăng lên trên đó. Bằng ký ức của mình, cô trước thời hạn đem kịch bản viết ra, đăng lên trước tất cả mọi người. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ bắt sâu. Đến lúc đó không chỉ có thể đánh cho Hoàng Thiên một cái, còn có thể đem Từ Lâm nhận về dưới quyền mình. Tư giả dạ hàn nghe vậy, trong mắt lược lật qua kịch bản mà cô viết ra một chút, nhìn thần sắc, tựa hồ có hơi không quá cao hứng chốc lát sau hắn ngẩng đầu lên hướng về diệp oản oản nhìn lại nói lôi kéo đầu tư sao diệp oản oản nháy mắt một cái rồi đáp đúng vậy không sai a à, không đầu tư không có tiền làm sao đóng phim à em đã nghĩ qua rồi có mấy ông chủ của các công ty lớn rất thích đầu tư loại kiểu phim thần tượng thanh xuân như thế này cho nên cơ hội kéo được vốn đầu tư vẫn là rất lớn a à. diệp oản oản vẫn tiếp tục nói sắc mặt của tư dạ hàn lại càng kém hơn một hồi lâu sau mở miệng đáp thật sao diệp oản oản rốt cuộc cũng phát hiện ra thái độ của tư giả hàn đột nhiên là lạ rõ ràng mới vừa rồi còn rất tốt đẹp a à? a à, làm sao vậy tại sao anh dường như không quá cao hứng vậy diệp oản oản thử hỏi dò tư giả hàn đem kịch bản của cô buông xuống ánh mắt trực tiếp thẳng hướng cô nhìn lại tại sao không tìm anh diệp oản oản nghe xong sau khi hiểu được ý tứ của anh nhất thời có chút sửng sờ hắc tìm, tìm anh sao? Thấy Diệp Oản Oản một bộ dạng hoàn toàn không có suy nghĩ qua đến chuyện nhờ mình, sắc mặt của tư giả hàn nhất thời đen hơn, đúng vậy. Dựa vào cái gì mà không thể tìm hắn? Hắn là một tòa kim sơn lớn như vậy ở ngay chỗ này, cô lại còn phải đi tìm người khác lôi kéo đầu tư sao? chương 649, Kim Chủ không dễ đào A. À. Diệp Oản Oản thấy vậy, nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, Ê, nhưng ban đầu anh đưa cho em ba điều quy ước em có thể tự do dung tiền nhưng không được cho phép cầu xin anh giúp đỡ sao tư giả hàn lúc ấy chắc chắc cô sẽ ở bên ngoài đụng bể đầu chảy máu sau đó ngoan ngoãn trở về cầu anh ấy sao kết quả thì đại ma đầu tinh anh một thời lại bị chính lời nói của mình gài bẫy đôi môi của tư giả hàn mím thành một đường thẳng một lát sau mặt không thay đổi mà mở miệng nói cái này cùng nhờ giúp đỡ không liên quan chỉ như chuyện hợp tác bình thường mà thôi Nói xong, tư giả Hàn hướng đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống, nhìn cô một cái, tiếp tục mở miệng, hiện tại em có một cơ hội, có thể thuyết phục anh. Diệp Oản Oản đang hợp tác bình thường. Nghe tư giả Hàn vừa nói như thế, thật giống như cũng không có cái gì không đúng. Trước mắt cô đang có một nhà đầu tư giàu có sang chói, không tận dụng dường như cũng không nên a. À. Huống chi vị kim chủ này đều đã chủ động mở đầu muốn đầu tư cho cô rồi. Vì vậy diệp oản oản ho nhẹ một tiếng nói được rồi tốt vậy em đây hiện tại bắt đầu nha tư giả hàn có thể cái kịch bản này diệp oản oản đã đầu tư thiết kế chuẩn bị rất lâu cho nên như xe chạy quen đường mở miệng nói thứ nhất bối cảnh của truyền thông quang diệu là chi nhánh công ty giải trí hoàn cầu thực lực hùng hậu tài nguyên cùng nhân mạch đều phi thường phổ biến em có thể vì bộ phim này xin được một nguồn tài nguyên lớn tư giả hàn hơi hơi nghiêng người tay bám lấy cái chán dường như cũng không có ý tứ động tâm Diệp oản hoàn bất chấp tiếp tục mở miệng nói thứ hai đội hình diễn viên trước mắt ứng cử viên cho nhân vật nam chính là Cung Húc người có lượng fan lớn nhất mặc dù kỹ thuật diễn xuất của Cung Húc bị người khác lên án chê bai nhưng gần đây em đã tập trung thời gian làm huấn luyện chuyên nghiệp đối với hắn quan trọng nhất là bộ kịch bản này phi thường thích hợp với hắn em có lòng tin bộ phim này có thể trở thành bộ phim có thể cứu vãn hình tượng của Cung Húc trước mặt công chúng đến lúc đó đề tài tuyệt đối sẽ liên quan đến hắn a Mặt Tư Giả Hàn vẫn như cũ không có biểu tình, thậm chí thời điểm khi nghe được tên của Cung Húc, anh lại hơi nhíu mày một chút. Không phải chứ, cô nói như vậy nửa ngày, không chỉ không thể cải thiện được tâm trạng của anh, mà cô làm không tốt lại còn làm giảm mất đi phần tâm trạng đang tốt lúc nãy nữa chứ. Diệp Oản Oản không dám nhắc lại chuyện có Cung Húc nữa, chỉ có thể vội vàng nói thêm, thứ ba là kịch bản. Hiện tại người đầu tư chỉ quan tâm đến đạo diễn cũng đội hình diễn viên nòng cốt ngược lại người nhìn đến kịch bản rất ít, nhưng trên thực tế, kịch bản mới là điểm chủ chốt của một bộ phim, phim điện ảnh truyền hình do nước hát cùng nước em mở tạo ra chính là lấy kịch bản làm trụ cột, biên kịch lấy toàn bộ những bộ kịch bản hay nhất, cho nên tạo ra rất nhiều vai diễn chất lượng cao, dẫn đầu giới giải trí trước các nước khác rất nhiều. Diệp Oản Oản nói khô cả họng, kết quả tư giả hàn hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Diệp Oản Oản có chút không biết nên nói gì nữa, đem kịch bản ném một cái, uống hơn nửa ly nước một lúc. Kim chủ là vàng, nhưng con miệng nó cũng quá khó đảo đi. Ánh mắt của tư giả hàn đuổi theo cô, một bộ biểu tình thúc giục nói, làm sao lại dừng lại rồi. Tiếp theo thì sao? Khóe miệng của Diệp oản oản hơi rút ra, tiếp tục đại ra người A. Cuối cùng anh cũng có lại cút phản ứng A. Diệp oản oản hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng, tóm lại, em có lòng tin, cũng có thể bảo đảm, bộ phim này cuối cùng sẽ có sức ảnh hưởng mang lại thu nhập lớn số tiền anh có thể nhận được sẽ gấp trăm lần có khi còn hơn nữa đó thật ra thì nguyên bản bộ phim này cô đã có ý trong công ty chính là kiếp trước công ty đầu tư vào là hoàng thiên nhưng bây giờ nghĩ lại nếu bộ phim này kiếm được nhiều tiền như vậy cô làm gì mà không giữ cho người trong nhà a à? mặc dù tư dạ hàn tiền đã quá nhiều rồi nhưng người nào còn ngại nhiều tiền hơn chứ nói tới chỗ này Ánh mắt của Diệp Oản Oản chuyển một cái, đi tới trước mặt Tư giả Hàn, con mắt lóe sáng lấp lánh cuối cùng mở miệng nói một câu, "Cho nên a, à, chỗ béo bở không cho người ngoài a." À. Nghe được câu nói, "Chỗ béo bở không cho người ngoài", gương mặt của Tư giả Hàn đang nhăn nhó rốt cuộc cũng có thay đổi. "Đồng ý." Chương 650, anh làm sao lại đáng yêu như thế? Nghe được câu mà Tư giả Hàn nói, anh đồng ý, kia Diệp Oản Oản tỏ vẻ một mặt mộng bức cô vừa nói cái gì a à? rõ ràng mới vừa rồi anh còn coi tiền tài là cặn bã làm sao tại lúc cô không giải thích được liền thuyết phục được anh rồi chẳng lẽ cũng bởi vì câu chỗ béo bở không cho người ngoài kia sao vốn là hôm nay cô nghĩ coi tư giả hàn thành nhà đầu tư mô phỏng diễn tập một cái dù sao nếu như cô có thể thành công hạ gục thuyết phục được một đại boss như tư giả hàn thì còn có ai mà cô nói không được chứ kết quả cái người này hoàn toàn không dựa theo suy nghĩ của cô mà làm việc Cô bận rộn thuyết trình nửa ngày như vậy, hoàn toàn không có ý định xem xét a. Diệp Oản Oản gục đầu than thở, cái kịch bản này không phải là do cô tạo ra hoàn toàn, nhưng cô lại muốn dùng nó để đi dò hỏi một người mỗi ngày kiếm được 100 triệu cho nên dù người đó có thấy trên đường rất một chút tiền thì người đó sẽ nhặt sao? Khẳng định là không rồi. Tư Giả Hàn dùng một chiếc bút máy khoanh lại một cái trên kịch bản rồi nói, em muốn bao nhiêu? Cái giọng nói muốn bao nhiêu tùy tiện này là náo đến dạng nào a? À? Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm kim chủ nào đó đang ở trước mắt cô, anh thật sự là muốn đầu tư à? Đây không phải là chính mình đánh mặt mình sao? Biểu tình của tư giả hàn rõ ràng có chút không được tự nhiên, vẫn còn bày ra một biểu tình, quy tắc bản tôn lập ra, bản tôn muốn thay đổi liền đổi, làm sao vậy? Diệp Oản Oản thấy vậy không nhịn được bật cười, một tay nâng cầm lên, cười híp mắt nhìn người đàn ông trước mắt nhìn như cao lãnh, lại ngạo kiều lại im lìm nói, bảo bối a, à anh làm sao đáng yêu như thế a? À? sắc mặt của Tư Dạ Hàn nhất thời cứng đờ, kinh ngạc nhìn biểu tình lười biếng chế nhạo của cô. Diệp Oản Oản thả kịch bản trong tay xuống, mở miệng cười nói: không phải là anh muốn dạy em, không phải là anh muốn cho em tự mình rèn luyện, để cho em có thể một mình đảm đương, một ngày kia chính mình cũng có thể ứng đối hết thảy sao? Nghe hai chữ tự mình trong miệng Diệp Oản Oản, vành môi của Tư Dạ Hàn càng thêm thẳng băng nếu như có thể anh làm sao có thể nguyện ý để cho cô tự mình đối mặt chứ thậm chí anh còn hy vọng cô cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu trái tim của Diệp oản oản vô cùng đau đớn như bị một trận côn trùng gặm nhấm vậy ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía anh mở miệng nói Tư Dạ Hàn tương lai nếu như anh không ở bên cạnh em em sẽ chiếu cố chính mình thật tốt cố gắng làm được như hy vọng của anh nếu như anh tại Diệp oản oản dừng một chút tiếp tục mở miệng em cũng hy vọng có thể cùng anh đứng sóng vai tiếng nói của diệp oản oản rơi xuống trong nháy mắt trong ánh mắt của tư giả hàn giống như có khói lửa đầy trời bàn tay rộng lớn bỗng nhiên giữa đầu của cô lại dùng sức hôn lên môi của cô bởi vì mới vừa tắm xong đầu của tư giả hàn hơi ướt không khí mát lạnh nương theo hơi nước ướt át dây dưa liên tục nơi thân thể cô bị đụng chạm giống như giấy lên một đám lửa nhỏ lồng ngực hô hấp càng ngày càng ít chờ thời điểm rốt cuộc có thể hô hấp, Diệp Oản Oản vừa nhấc mắt liền đối mặt với con người của người đàn ông ở phía trên cô như vòng xoáy phảng phất có thể đem linh hồn của cô đều. Hút vào trong đó, Diệp Oản Oản bị đè ở trên ghế salon mềm mại, tóc của tư giả hàn ướt át mà xốc sách, quần áo ngủ mới vừa động đã có chút ít phân tán, lộ ra một mảnh ngực mặc dù bởi vì bị bệnh mà quá độ trắng nõn nhưng cũng không lộ vẻ yếu đuối, đi xuống dưới là đường cong cực kỳ đẹp đẽ cùng cơ bụng vốn sẵn có lực. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng lắc đầu một cái, để cho mình từ trong một màn sắc đẹp này ổn định lại, ưm, thầy thuốc tôn nói, thân thể của anh chưa hoàn toàn khôi phục như trước, không thể vận động dữ dội à. Tư giả Hàn nghe vậy, sắc mặt nhất thời cứng đờ, đáy mắt một mảnh âm trầm đầy vẻ áo não. Diệp Hoàn Hoàn thấy vậy bật cười, ngón tay sờ vào bên trong mái tóc ngắn đen nhánh trấn an mà xoa xoa, cuộc sống tương lai còn dài mà, tương lai còn dài mà. Audio điện tử võ tấn bền chương 651, bộ dáng sinh hoạt sau khi cưới Ngay, sau còn dài Khóe miệng của tư giả hàn không dễ dàng phát giác kéo ra Diệp oản oản ở một bên vuốt lông Vừa mở miệng hỏi, tư giả hàn, em có một vài vấn đề muốn hỏi anh Trên ghế salon rất lớn Tư giả hàn trực tiếp ở bên cạnh cô nằm xuống Ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, đáy mắt vẫn không tiêu tán sắc dục, vấn đề gì. Diệp Oản oản trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mở miệng hỏi, "Chính là muốn hỏi một chút, trong lý tưởng của anh, chuyện sinh hoạt sau khi cưới của chúng ta như thế nào?" Trong lúc bất tri bất giác, tâm tư muốn rời khỏi của cô dường như càng ngày càng nhạt, thậm chí bắt đầu suy tính đến vấn đề sống chung với Tư Dạ Hàn. Kiếp trước chuyện cô và Tư Dạ Hàn sống chung sau khi kết hôn thật sự là không thể gọi là kỷ niệm đẹp mà đó là ác mộng thì đúng hơn. Sinh hoạt sau khi cưới khó được khi tư dạ hàn trầm mặc rất lâu, một lát sau, mới rốt cục mở miệng đáp củi gạo dầu muối tương giấm trà. Diệp Oản Oản nghe vậy không khỏi nhíu mày, rõ ràng là cô không ngờ tới câu trả lời của tư dạ hàn lại có thể như vậy, vô cùng bình thản. Bình thản đến không có chút đặc sắc nào cả. Cô còn tưởng rằng với cá tính cạo đại ma đầu, câu trả lời nhất định là bất đồng cùng người khác mới đúng. Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là anh cô gọi tới ưm ừ, em nhận điện thoại đã sắc mặt của tư giả hàn lạnh lùng nói điều quy định thứ ba khóe miệng của diệp oản oản nhất thời kéo ra điều quy định này chắc như bàn thạch không thể lay động biết biết điều thứ ba không cho chiêu chọc người khác phái mà nhưng đó là anh ruột của em a đã trễ thế này vạn nhất có chuyện gì gấp tư giả hàn trầm mặc không nói gì coi như là miễn cưỡng không so đo nữa được rồi So với trước kia thì khi cô nhìn nam nhân khác chỉ một ánh mắt thôi cũng không được, bây giờ coi như đã là tiến bộ cực lớn rồi, cô nên cho anh khích lệ mới đúng. Cảm ơn thân ái, Diệp hoàn hoàn trên mặt của anh hôn một cái, ngay sau đó nhận điện thoại di động. Alo, anh, xảy ra chuyện gì sao? Làm sao đã chế thế này còn gọi điện thoại cho em? Đầu bên kia điện thoại di động, Diệp mộ phàm nghiêm trang mở miệng nói, hôm nay khi anh nhìn thấy là thần cùng cung hút, trong đầu có chút linh cảm nửa đêm không ngủ được nên đã thiết kế mấy bộ tạo hình phong cách khác hiện giờ cho bọn hắn anh mới gửi đến email của em đó em xem một chút đi diệp oản oản nghe vậy không nhịn được than thở a à, anh thật là cần cù mà diệp mộ phàm tức giận nói không cần cảm ơn diệp mộ phàm nói xong ấp úng mở miệng bây giờ em đang cùng người đàn ông đó ở cùng nhau sao tình huống hiện tại của em là gì ở chung sao không phải là người đàn ông xa lạ là bạn trai quang minh chính đại của em. Diệp Oản Oản đầu tiên là sửa lời của anh trai mình, ngay sau đó trả lời, gần đây thân thể của anh ấy không thoải mái nên em ở bên này cùng anh ấy. Mặc dù biết em gái mình bây giờ đã không giống như ngày xưa nữa, nhưng Diệp Mộ Phàm vẫn còn chưa quá yên tâm, nhớ kỹ điều ban ngày anh nói với em, chính mình phải bỏ ra tâm tư quan sát nhiều hơn. Biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản bận rộn đi trấn an đại ma đầu ở bên cạnh mình như giấm biển xôi trào, Cục cưng, anh chớ để ý a, à, anh ấy chung quy là lo lắng em bị anh lừa gạt tài sản lừa gạt tình, thật sự là buồn lo vô cớ. Coi như lừa gạt tài sản lừa gạt tình, cái kia chắc cũng là em lừa anh chứ. Tư giả hàn, đêm khuya, sau khi đem tư giả hàn dỗ ngủ xong, Diệp Oản Oản tại WeChat đăng một tin nhắn. Cuộc đời còn lại nguyện cùng anh, Củi gạo dầu muối tương dấm 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 trà. Vốn cho là đã chế thế này sẽ không có người trả lời tin nhắn của cô, kết quả không nghĩ tới, rất nhanh liền có mấy người ở phía dưới bình luận. Lâm khuyết, đêm khuya phóng độc có còn chút công đức nào hay không hả? Đầu độc cầu độc thân lúc nửa đêm muốn bằng hữu của mình đều bị ngược sao? Tạ chiết chi tiểu bạch thỏ sâu sắc nha. Hứa dịch, đếm một cái, có chín cái dấm, ừ. Diệp Mộ Phàm đã che giấu cảm ơn, đóng ngoặc vuông. Chương 652, tài sắc kiêm thu. Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản liền thấy phía dưới bài đăng trên WeChat kia tăng thêm không ít lời bình luận, từ người làm nữ đến hộ vệ tất cả đều có. Giờ phút này, cô bừng tỉnh phát hiện, trước kia cô đối với những người đó cơ hồ không có chút liên hệ nào, mà bây giờ bọn họ đã em cô như một phần của tư dạ hàn rồi. Diệp Oản Oản tiện tay kéo xuống một cái, kéo đến khi thấy người chưa bao giờ đăng hay bình luận tin tức gì tư giả hàn lại có thể đưa ra bình luận của mình cuộc đời còn lại nguyện ngươi tài sắc kiêm thu phúc tài sắc không phải là hắn sao ý tứ này là nguyện cuộc đời còn lại của cô thu nhận anh ấy sao thực sự là cảm động lòng người a sau khi rửa mặt xong diệp oản oản đang muốn xuống lầu đi tìm người mới vừa đi ra khỏi cửa thời điểm đi ngang qua thư phòng liền nhìn thấy một người từ bên trong đi ra diệp tiểu thư sớm trong tay tần nhược hy ôm lấy một chồng tài liệu nhìn thấy diệp oản oản sắc mặt không có chút nào biến hóa khác thường a à. nghe nói diệp tiểu thư chuẩn bị bắt đầu quay một bộ tác phẩm mới nếu như cần giúp đỡ điều gì tiểu Thư tùy thời có thể mở miệng nha tần nhược hy một bộ ngữ khí hữu hảo mở miệng nói đa tạ nhưng không cần đâu như vậy a à, cũng đúng nha tôi nghĩ a à, cửu khẳng định sẽ ăn bài là tôi quá lo lắng rồi diệp oản oản nhất thời hơi nhíu mày cười như không cười hướng về tần nhược hy nhìn một cái cuối cùng vẫn không nén được tức giận lời này rõ ràng là đang ám chỉ cô lợi dụng dựa vào tư giả hàn đây mà thời điểm ở kiếp trước đã là như vậy khi đó cô đã từng cũng nghĩ tới chuyện muốn độc lập không muốn ngày ngày ở nhà tư giả hàn khi đó đầu tư cho cô mấy cái hạng mục để cô chơi đùa đáng tiếc cuối cùng tất cả đều bị mất hết vốn liếng sau khi chuyện này xảy ra liền bị người do tần nhược hy sai tới nói chuyện đại ý là năng lực của cô chưa đủ căn bản không có thể đảm nhiệm được vị trí chủ mẫu đương thời tần tiểu thư quả thật quá lo lắng rồi diệp oản oản nói một câu xoay người rời đi quang diệu truyền thông đến công ty diệp oản oản mở ra một buổi giới thiệu đem diệp mộ phàm giới thiệu cho nhân viên công ty biết vị này là tổng thanh tra tạo hình mới nhậm chức của chúng ta diệp mộ phàm đứng lên mọi người khỏe chứ tôi họ diệp mọi người có thể gọi tôi là felix sau này sẽ là đồng nghiệp, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, dưới sự quản lý như sấm rền gió cuốn của Diệp Oản Oản, bầu không khí của công ty có sự thay đổi rất lớn. Nói trắng ra là, lợi ích quyết định hết thảy, thủ hạ có phục cô hay không bọn họ không quan tâm, mấy người đó nhìn xem cô có thể mang theo bọn họ kiếm được nhiều tiền hay không thôi. Mà theo tình huống trước mắt, uy tín của Diệp Oản Oản vẫn còn rất cao cho nên cho dù cô đưa một người ở trên trời xuống làm tổng thanh tra tạo hình thì toàn bộ mọi người cũng đều không có ý kiến gì, tất cả đều bày tỏ sự hoan nghênh, huống chi một thân từ đầu đến chân của Diệp Mộ Phàm từ dáng điệu đến khí chất cũng quả thật có thể dọa người. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh Felix lão sư. Sau khi Diệp Thiệu Đình ngã đài, Diệp Mộ Phàm liền trong vòng giải trí này biến mất biệt tích suốt 2 năm, giờ phút này trong vòng có lẽ đã không có mấy người biết hắn, biết tên của hắn. Tốt rồi, sau này bộ phận tạo hình liền ở dưới sự quản lý của Felix Lão Sư, mọi người có thể làm quen với nhau một chút, có vấn đề gì liên quan với phương diện tạo hình, đều có thể trực tiếp đi tìm hắn A. À. Dặn dò một phen xong, sau đó, Diệp Oản Oản đơn độc một mình đem Diệp Mộ Phàm gọi tới trong phòng làm việc, cùng hắn giới thiệu cặn kẽ một chút tình huống công ty trước mắt. Lạc thần không cần bận tâm, hắn sẽ hoàn toàn phối hợp với anh, cung húc mặc dù có thợ trang điểm của chính mình, nhưng căn bản chỉ là trưng bày mà thôi, hắn từ trước đến giờ muốn chính mình mặc quần áo loại nào sẽ mặc loại đó cho nên người này phỏng chừng yêu cầu anh đặc biệt lưu ý một chút diệp oản oản dặn dò một đối tượng yêu cầu được chú ý trọng điểm không thành vấn đề còn có bên tổng công ty hoàn cầu kia có mấy nhân vật cỡ lớn tôi đã đề cử anh bất quá điều tôi có thể làm cũng chỉ có cung cấp tài nguyên mà thôi đã đầy đủ rồi diệp oản oản gật đầu một cái ngay sau đó cười một tiếng đưa tay cầm điện thoại đưa tới trước mặt của Diệp Mộ Phàm, nhìn cái này một chút đi. Thứ gì? Diệp Mộ Phàm thuận theo ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn lại, kết quả, nhìn tới trên điện thoại di động là một tin tức bát quái liên quan tới Trầm Mộng Kỳ. Chương 653, biểu đạt thành ý. Trên màn hình điện thoại di động chính là tin tức đang đứng đầu trang giải trí bát quái. Tựa đề là, giáo chủ thời thượng Trầm Mộng Kỳ xảy ra tai nạn xe cộ ở hiện trường quay phim, đi kèm là hình ảnh, trên người trầm mộng kỳ mặc quần da, trang phục xe đua mô tô, tóc xoăn xóa vai, quả thật có thể nói là đặc biệt. Phía dưới bình luận ngay từ đầu là đám fan ruột thổi phồng mọi chuyện, cuối cùng bị người đi đường cùng một vài người có ánh mắt nhìn thời thượng nói ra làm cho thương tích đầy mình. Cái này gọi là độc lập độc hành sao? Tôi thấy là hình như não của thợ trang điểm đang đi đâu hóng gió mới đúng chứ? Nhìn không tốt đẹp gì, xấu xí chết mất, nếu như đây là thời thượng, quả thực là đang vũ nhục khiếu thẩm mỹ của chúng ta. Không nghĩ tới thời thượng giáo chủ cũng có thời điểm tạo hình sai lầm như thế này, bộ đồ này thật sự là quá tệ, đoán chừng là muốn bắt trước kiều khả hâm đi, bất quá không có bộc lộ ra được vẻ đẹp trai tiêu sái cọc kiều khả hâm, hoàn toàn là học đòi theo một cách vụng về rồi. Tôi đột nhiên phát hiện cái mông của trầm mộng kỳ thật đẹp a, à, bắp đùi thật thô. Lúc trước sao tôi lại có thể không phát hiện ra nhỉ, còn cảm thấy vóc người của cô ấy tốt vô cùng nữa chứ diệp mộ phàm mặc nhiên không lên tiếng mà nhìn những lời bình luận kia ngay trước thời điểm hắn thiết kế tạo hình cho mộng kỳ từ trước đến giờ nhất luôn luôn để tâm đều cố ý tránh xa điểm yếu của cô ấy cho nên bọn họ không có phát hiện ra được là điều đương nhiên thế nào tâm tình có khá hơn một chút nào hay không diệp oản oản mở miệng nói gần đây hắn luôn cảm thấy em gái mình trở nên có chút xa lạ nhưng sự quan tâm tới mình từ xưa tới nay vẫn luôn không thay đổi người không quan trọng mà thôi. Diệp Mộ Phàm mở miệng đáp, vì thứ người như vậy lãng phí bất kỳ loại tâm tình gì đều không đáng. Cùng lúc đó, tại giải trí tụ tinh, Trầm Mộng Kỳ giận đến mức xé trên mấy tờ báo trên bàn một cái, sau đó giận không kìm chế được mà trừng mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện mình, Hà Tuấn Thành, anh làm cái gì vậy? Không phải nói là một bộ vẻ ngoài kia tuyệt đối không có vấn đề gì sao? Khổ, cái kia quả thật không có vấn đề tạo hình ban đầu cho kiều khả hâm cũng sử dụng cách này không sai biệt với nhau lắm a à, khi đó phi thường kinh diễm a à, cho nên nói ý của anh là không phải là vấn đề tạo hình là vấn đề của tôi sao mộng kỳ cô đừng nên kích động tôi không phải là có ý này cô trời sinh quyến rũ dĩ nhiên là mặc cái gì lên người cũng đều dễ nhìn những người đó hoàn toàn là kẻ mù mắt mà hà tuấn thành anh đừng giả bộ ngớ ngẩn cho tôi tôi chuẩn bị tham gia lễ thời thượng phong vân rồi, nếu lại xảy ra vấn đề, anh có biết hậu quả không? Mộng kỳ, mộng kỳ. Trầm mộng kỳ phịch một tiếng đóng cửa lại, Hà Tuấn thành đụng phải cánh cửa làm cho một mũi màu xám, mặt đầy âm vụ vẻ. Đáng chết, đều do Diệp mộ phàm cái thằng quát con vô dụng đó. Xem ra, phải làm chút việc để cho thằng nhóc kia sáng mắt ra mời được. Ngày đi làm thứ nhất, Diệp mộ phàm vội vàng nhanh chóng, cả ngày một khắc cũng không có nghỉ ngơi, bất quá, cảm giác do kiểu bận rộn này mang lại làm cho hắn cảm thấy rất phong phú cùng hưởng thụ. Vừa mới chuẩn bị lên xe, tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời muốn nổi giận đùng đùng Hà Tuấn Thành. Trên mặt Diệp Mộ Phàm âm trầm rất nhanh thối lui, vừa thở ơ không đếm xỉa tới nhấc máy lên, alo. Alo, Diệp Thiếu A, à, có rảnh không? Chúng ta nói một chút, ngữ khí của hà tuấn thành vô cùng ân cần mở miệng nói ồ nói chuyện gì chuyện lần trước đây đúng là do tôi không đúng chẳng qua chỉ là một người đàn bà mà thôi nha diệp thiếu ra ngày năm đó cũng là du hí hoa tùng cần gì phải so đo như vậy chứ a à, diệp mộ phàm thấp cười nhẹ một tiếng đáp nói xong rồi sao hà tuấn thành nuốt nước miếng rất sợ hắn cúp điện thoại vội vàng nói tôi đã nghĩ qua rồi để tỏ lòng thành ý của tôi chỉ cần ngài nguyện ý trở về tới giúp tôi, giá tiền tuyệt đối để cho ngài hài lòng. Thời khắc này Diệp Mộ Phàm đã hoàn toàn không có vẻ giận dữ của đêm đó nữa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chìa khóa xe trong tay đáp lại, được a. Chương 654, vậy thì lại chờ đi. Hà Tuấn thành vui mừng quá đổi, trong lòng tràn đầy giễu cợt cùng khinh bỉ. Quả nhiên lấy tình hình nghèo kiết xác hiện tại của diệp mộ phàm thì chỉ cần nói chuyện có liên quan đến giá tiền một chút đủ đã để cho hắn hài lòng ngay lập tức sẽ quy thuận theo hắn mà thôi a à. hắn còn tưởng rằng mộ phàm còn có nhiều cốt khí gì nữa chứ a à, nếu không phải là hắn nhìn thấy hắn ta còn có chỗ dùng được thì trong mắt mình mộ phàm bất quá chỉ là một con chuột trong cống ngầm thôi ở nơi nào đáng giá để hắn nói chuyện ôn tồn như vậy được chứ diệp thiếu ra quả nhiên thẳng thắn thế này mới đúng nha cần gì phải giận dỗi với tôi mà gây khó dễ nhau chứ? dù sao chúng ta cũng đã hợp tác lâu như vậy rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đái cậu đâu. cậu ở đâu? chúng ta bây giờ gặp mặt nói chuyện được chứ? Hà Tuấn Thành không kịp chờ đợi mở miệng nói. được a, à, chúng ta gặp nhau tại chân núi Long Tiềm Thành Bắc đi. được được được, không gặp không về. ánh chiều tà le lói, núi Long Tiềm ngoại ô lạnh tanh mà an tĩnh, trên đường cơ hồ không có bất kỳ xe cộ cùng người đi đường nào cả. Hà Tuấn Thành lái xe chạy rất nhanh, nửa giờ sau đã đến nơi rồi. Trong lúc đó, Diệp Mộ Phàm vừa tới hầm đậu xe của vạn cảnh danh huyền. Đem xe dừng lại tắt máy xong sau đó, sách theo chìa khóa thông thả tự đắc tiến vào thang máy. Mở cửa nhà trọ ra, Diệp Mộ Phàm đang thoải mái nằm trên ghế salon thì điện thoại của Hà Tuấn Thành gọi tới. Diệp Mộ Phàm quét mắt màn hình điện thoại di động hiện tên người gọi đến, không nhanh không chậm từ tủ lạnh bên trong lấy ra một chai nước suối uống một hớp, lúc này mới chậm rãi tiếp nhận cuộc điện thoại, alo. Alo, Diệp Thiếu, tôi đã đến rồi, cậu đang trên đường đi sao? Hà Tuấn Thành hỏi. Diệp Mộ Phàm rung nhẹ hai chân, mặt không biến sắc tim không đập mở miệng đáp, lên đường A, đã ở trên đường. Được được được, vậy tôi chờ cậu A. Ok, Diệp Mộ Phàm treo điện thoại di động ném qua một bên, nhưng sau đó xoay người đi lấy quần áo sạch đi tắm hà tuấn thành ngồi ở trong xe thỉnh thoảng nhìn lấy đồng hồ đeo tay rất nhanh lại qua một phút đồng hồ diệp mộ phàm còn chưa tới hà tuấn thành cũng không gấp tiếp tục chờ xe của hắn là xe thể thao đương nhiên sẽ tới sớm loại xe cùi bắp kia của diệp mộ phàm lại nửa giờ trôi qua diệp mộ phàm vẫn còn chưa tới hà tuấn thành mới gọi cuộc điện thoại thứ hai đi qua alo diệp thiếu a cậu đã tới chưa diệp mộ phàm mặc đồ ngủ nằm ở trên giường một bên uống rượu chát vừa lật nhìn tạp chí Fashion đáp trên đường kẹt xe, phỏng chừng còn một hồi nữa mới tới nơi được. Hà Tuấn Thành, ồ được rồi, vậy đại khái còn bao lâu? Diệp Mộ Phàm, phỏng chừng 10 phút đi. Kết quả, 10 phút lại qua, Diệp Mộ Phàm vẫn không có đến, Hà Tuấn Thành không thể làm gì khác hơn là lại gọi điện thoại tới. A, à, ở trên đường đây, Diệp Mộ Phàm lúc này ngay cả tìm lý do mới cũng đều lười nên dùng lại câu nói cũ sắc mặt của Hà Tuấn Thành dần dần hơi không kiên nhẫn, từ khi thành danh đến nay, đều là người ta chờ hắn, hắn là Hà Tuấn Thành từ lúc nào phải chờ đợi người khác vậy. Nhưng hôm nay, hắn hết lần này tới lần khác chỉ có thể chờ đợi. Hắn cũng là người có vận khí tốt, dựa vào bản lĩnh ngày thường cấu kết với một vài người phụ nữ, sau khi vào công ty liền cấu kết Trầm Mộng Kỳ, dụ được Trầm Đại Tiểu Thư vui vẻ. Vừa vặn Trầm Mộng Kỳ dường như cùng với Diệp ra có thủ oán gì đó, không muốn Diệp mộ phàm ra mặt, hắn thuận tiện phù sa không chảy ruộng ngoài liền lợi dụng luôn cả diệp mộ phàm vì thế hắn không chỉ có nữ nhân chơi đùa còn kéo được danh tiếng coi như là được thời đắc ý nhưng bây giờ ngược lại rồi cũng bởi vì diệp mộ phàm không nghe lời ngu mốc này làm hại hắn bể đầu suốt chán cũng còn may muốn định đoạt cái người ngu mốc này dễ như trở bàn tay cho hắn ít tiền liền có thể ngoan ngoãn nghe lời đến lúc đó hết thảy mọi thứ đều vẫn là của hắn chẳng qua chỉ là sóng gió nhất thời mà thôi, không ảnh hưởng nhiều đến hắn được a. À. Hà Tuấn thành hít sâu một cái đáp, ha ha được, không gấp. Diệp mộ Phàm liếc mắt ném điện thoại di động ở một bên, tiếp tục thưởng thức rượu vang, thong thả tự đắc mở miệng a, vậy thì lại chờ đi. Chương 655, anh qua đây, tôi cho anh biết. Mặt trời chậm rãi hạ xuống, sắc trời càng ngày càng mờ. Đảo mắt đã hơn 2 giờ đi qua xung quanh đã là một mảnh đen nhánh. Địa phương quỷ quái này trước không thôn sau không tiệp, trên núi là một mảnh nghĩa trang, u ám, lạnh buốt. Hà Tuấn Thành xoa xoa đôi bàn tay của mình, khẽ nguyền rủa một tiếng, không biết đây là lần thứ mấy gọi điện thoại qua cho Diệp mộ phàm nữa nhưng hắn vẫn phải gọi, Diệp Hiếu, cậu chạy xe đã tới chưa? Sẽ không phải lại bị hư trên đường đấy chứ, nếu không tôi đi đón cậu nhé. Nhanh nhanh thôi, còn có 5 phút nữa là đến rồi mới vừa rồi hắn cũng nói 5 phút tiểu tử này rõ ràng là cố ý đùa dẫn hắn A à. Hà Tuấn thành giận đến thiếu chút nữa trực tiếp chửi tục vậy tôi ở trong xe ngay trước bảng hướng dẫn cậu trực tiếp đi tới bên này là được a à. được biết rồi diệp mộ Phàm cúp điện thoại rượu vang uống gần nửa bình tạp chí cùng một nhóm tài liệu cũng đã xem xong lúc này rốt cục mới chậm rãi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài sau một tiếng diệp mộ Phàm rốt cuộc ngồi trên một chiếc xe taxi lưỡng thững đi tới. Hà Tuấn Thành suốt ruột đã đợi Diệp Mộ Phàm 4 giờ, cả người đều thiếu chút nữa phát điên. Kết quả, khi nhìn thấy Diệp Mộ Phàm còn phải cười híp mắt tươi cười nói chuyện, ai nha, Diệp Thiếu, cậu đến là tốt rồi. Hôm nay vận khí không tốt lắm a, à, trên đường xảy ra chuyện nhiều quá nha, nhưng không có gì là tốt rồi, thật tốt, thật tốt mà. Biết rõ Diệp Mộ Phàm là cố ý nhưng hắn vẫn không thể nói cái gì được. Đáng chết, Chờ hắn giải quyết được chuyện này thì Diệp Mộ Phàm kia nhìn hắn làm sao mà chỉnh chết hắn a. À. Bất quá, Diệp thiếu a, à, làm sao cậu lại hẹn nói chuyện ở nơi như này vậy, có muốn đổi một chỗ khác hay không, chọn chỗ nào đo một bên uống ít đồ một bên trò chuyện. Hà Tuấn Thành luôn cảm thấy địa phương quỷ quái thế này thật kinh sợ. Diệp Mộ Phàm đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, phun ra một vòng khói, rồi nói, chỗ này tốt vô cùng a, à, an tính, lại không người. Được 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 chỉ cần cậu thích là được, vậy chúng ta nói chuyện chính sự đi, chỉ cần cậu chịu tiếp tục làm việc cho tôi, mỗi tháng tôi cho cậu 10 ngàn, thế nào, quá ổn rồi đúng không? Hà Tuấn Thành hấp tấp nói ra mục đích của mình. Diệp mộ phàm hút một hơi khác rồi nhả khói ra, trong miệng lẩm bẩm 10 ngàn A. Thấy Diệp mộ phàm trần chờ, Hà Tuấn Thành một bộ ngữ khí hào sảng nới tiếp, như vậy đi, tôi cho cậu hai chục. Trong công ty nhân viên chính thức cũng không có cái giá này đâu diệp Ngộ phàm nghe vậy thật thấp cười một tiếng vậy ba chục ngàn ba chục ngàn không sai biệt lắm với tiền lương của tôi rồi nha hà tuấn thành một bộ ngữ khi bố thí mở miệng nơi a à, tiền lương của hắn là ba chục ngàn nhưng thu nhập từ danh tiếng mang đến cho hắn đâu chỉ dừng ở con số này nó gấp trăm lần đi ba mươi ngàn này giống như tiền cho mấy đứa ăn mày đi giọng điệu của hà tuấn thành trầm ổn nghiêm túc mà mở miệng nói tiếp diệp thiếu a à. Tôi biết cậu bây giờ đang trải qua thời kỳ không dễ dàng gì, chính cậu cũng biết tình huống bây giờ của cậu là gì a, à? nhị thuốc nhà cậu cũng không phải là đèn đã cạn dầu, sẽ không để cho cậu ra mặt. Thành thật mà nói, cậu đi đâu cũng không lấy được cái giá này đâu, thậm chí có thể ngay cả cánh cửa công ty của người ta cũng không vào được, ba của cậu lại thiếu nợ trầm trọng, đi theo tôi, ít nhất cậu áo cơm không lo có phải không? Diệp Ngộ Phàm hơi nhíu mày, nói rất có đạo lý nhìn một cái là biết có triển vọng thuyết phục mộ phàm, sắc mặt Hà Tuấn Thành lập tức vui mừng, cậu còn muốn cái gì, có thể mở miệng nói a à. Diệp mộ phàm cười khẽ, kéo giọng nói, tôi muốn cái gì, anh qua đây, tôi cho anh biết. Hà Tuấn Thành lập tức dương mắt mà xít tới. Diệp mộ phàm ném thuốc lá trong tay đi, dùng chân dập tắt lửa, sau đó, câu môi cười một tiếng, hướng về Hà Tuấn Thành nhìn lại. Một giây kế tiếp, trong nháy mắt khi Hà Tuấn Thành đi tới trước mặt hắn, phanh, một tiếng vang thật lớn. A, à, Hà Tuấn Thành mới vừa tới gần lập tức gào thét bi thương thê thảm một tiếng, bị một quyền đập té xuống đất. chương 656, em gái A, em thắng rồi. Hà Tuấn Thành bị đánh đến mắt nổ đom đóm, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, che lấy nơi mũi đã bắt đầu chảy máu, giống giận la lên, diệp mộ phàm, cậu điên rồi sao? Diệp mộ phàm âm khí âm u mà từng bước từng bước đến gần, còn có thể càng điên hơn, anh có muốn thử một chút không? Mặt Hà Tuấn Thành lộ vẻ hoảng sợ, cậu cậu muốn làm cái gì? Cậu chớ làm loạn a. À? A, à, cậu đang làm gì vậy? Hà Tuấn Thành chính là một tiểu bạch kiểm. nhưng Diệp Mộ Phàm lại là người khác hắn, hắn đánh nhau từ nhỏ đến lớn, Hà Tuấn Thành căn bản không phải là đối thủ của hắn, hai ba lần liền bị Mộ Phàm kiềm chế, sau đó lại dùng sợi dây không biết từ đâu lấy được trói lại chặt chẽ. Diệp Mộ Phàm, buông tôi ra cậu nghĩ cho rõ ràng hậu quả mà mình phải gặp lại đi. Diệp mộ phàm không để ý đến chuyện Hà Tuấn Thành đang la lớn, đem điện thoại di động trên người hắn móc ra ném đi chỗ khác, sau đó như sách con gà con một đường đem hắn mang tới trên núi. Cuối cùng, Diệp mộ phàm đem Hà Tuấn Thành làm thành bao bố, ném vào trong một vùng toàn lăng mộ, Hà Đại Tổng Giám, thật tốt hưởng thụ đêm này đi. Hà Tuấn Thành quét mắt chung quanh rậm rạp chẳng chịt ngôi mộ, đều nổi ra gà, sợ đến mức giọng đều bị lạc đi. Thảo buông tôi ra, buông tôi ra. Diệp Mộ Phàm, con mẹ ngươi a. Hiện tại hắn rốt cuộc biết được tại sao Diệp Mộ Phàm lại muốn hẹn hắn ở cái địa phương này rồi, nhưng đã quá muộn. Diệp Mộ Phàm giơ bàn tay lên xoa đầu, trên đỉnh đầu là ánh trăng. Nghe Hà Tuấn Thành gào thét, thong thả tự đắc xuống núi. Diệp Mộ Phàm, ngươi cái vương bát đàn này cứu mạng, cứu mạng a, có người hay không a? Nhanh tới cứu người a. Hà Tuấn Thành liền cứ như vậy gân giọng kêu suốt một đêm, nhưng hơn nửa đêm, bên trong toàn là mộ, có quỷ còn ở tạm được, làm sao có thể có người. Sau khi trở về, Diệp Mộ phàm ngủ một giấc đến lúc tự nhiên tỉnh lại, da thịt bóng loáng thủy nộn, thần sắc rất tốt mà đi tới công ty. Vừa tới phòng làm việc liền nghe được mấy đồng nghiệp ở đó bát quái nghị luận. "Ta đi, thiệt hay giả a, à, thật là Hà Tuấn Thành, tổng thanh tra tạo hình giải trí tụ tinh Hà Tuấn Thành." Mặt chụp rất rõ ràng chính là hắn không sai đi. Hắn đã đắc tội với người nào, lại có thể bị người khác buộc lại ném tới bên trong mộ vậy. Đang nói chuyện gì vậy? Diệp Mộ phàm mơ hồ thật giống như nghe được tên của Hà Tuấn Thành, vì vậy đi tới. Felix tổng thanh tra. Tổng thanh tra chào buổi sáng. Chúng ta đang nói đến bài post sáng nay trên Weibo rất hấp dẫn đây, có người đi vào núi Long Tiềm tảo mộ, nhìn thấy một người đàn ông bị trói chặt ném vào bên trong ngôi mộ người đi đường sợ đến mức thiếu chút nữa cho là gặp quỷ chụp nên đưa ảnh mình chụp được lên trên mạng kết quả có người trên mạng phát hiện được người đàn ông kia lại là hà tuấn thành của truyền thông tụ tinh ngài nói xem có ly kỳ không ly kỳ hay không a à. diệp mộ phàm hơi nhíu mày mặt không đổi sắc mở miệng ừ thật ly kỳ lúc này điện thoại di động của diệp mộ phàm vang lên biểu hiện là diệp oản oản gọi tới diệp mộ phàm trên mặt thong thả nhất thời chuyển thành khẩn trương đi nhanh lên đến phòng vệ sinh sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhận alo oản oản a à. giọng nói của diệp oản oản quả nhiên có chút không tốt lắm trực tiếp nói ngay vào điểm chính chuyện của hà tuấn thành là anh làm sao song đời quả nhiên bị phát hiện rồi diệp mộ phàm chột dạ không dứt lắp ba lắp bắp mở miệng cái kia cái gì em gái à em em đừng nóng giận a à. anh sẽ không bao giờ nữa xúc động như vậy nữa không bao giờ làm loạn nữa làm sao không cởi hết y phục của hắn lại trói còn nữa, anh không cảm thấy ném ở cửa chính trụ sở hiệp hội quản lý đế đô thời thượng tốt hơn sao? Đầu kia điện thoại di động Diệp Oản Oản hơi có chút ngữ khi bất mãn mở miệng nói. Ê, câu nói kế tiếp của Diệp Mộ Phàm nhất thời bị nghẹn trở về. Em gái A, à, em thắng rồi. chương 657, ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Diệp Mộ Phàm ho khan lên tiếng, chuyện này, cái này không tốt lắm đâu, ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Diệp Oản Oản mở miệng nói tiếp: "Được rồi, muốn chỉnh hắn, sau này còn có rất nhiều cơ hội, trước tiên anh nên chuyên tâm làm việc đi. Em đi đến trụ sở chính của Hoàn Cầu họp đã, tìm cơ hội cho anh xem có thể vào đoàn làm phim thịnh thế hoàng chiêu hay không, trở về tới sẽ cho anh tin tức." "Được rồi, tạ ơn lão đại nhiều." Cao ốc trụ sở chính giải trí Hoàn Cầu, trong phòng họp. Trử Hồng quan tâm tình vui thích mà nhìn tất cả mọi người ở trước mặt liên tục khen ngợi Diệp Oản Oản ha ha ha, trong thời gian ngắn như vậy, ngạch lợi nhuận của quang diệu tăng lên gấp đôi, Diệp Bạch ha, cậu làm rất không tồi. Phía dưới các quản lý cấp cao thấy vậy đều thay nhau nịnh hót phụ họa. Diệp Tổng Thanh cha đúng là hậu sinh khả úy ha. Trừ Tổng là quả nhiên là người có thể nhìn xa trông rộng A. Không tệ không tệ, ánh mắt của Trừ Tổng quá được đi, nhìn một cái liền chọn chúng Diệp Tổng Thanh tra thất thiên lý mã này. Diệp Oản Oản khiêm tốn mở miệng, Toàn là do trừ tổng ngài ấy có phương pháp giáo dục a. À. Đối với câu trả lời của Diệp Oản Oản, Trừ Hồng Quang rất là hài lòng, tốt rồi, không cần khiêm tốn, tôi trọng dụng cậu, cũng là bởi vì cậu quả thật có năng lực, nhưng dù sao cậu cũng là người trẻ tuổi, đừng chỉ vì mới có một chút thành công mà tâm tư không thuần, từ đó sinh ra tâm tư dị thường là điều không nên. Trừ Hồng Quang tán dương nhưng đồng thời cũng không quên nhắc nhở Diệp Oản Oản. Dù sao Diệp Oản Oản hiện đang phát triển quá nhanh, đó cũng không phải là người hắn mang bên người, nên hắn không yên tâm là điều khó tránh khỏi. Diệp Bạch xin nhớ kỹ lời dạy dỗ của Trừ tổng, còn có một việc, tôi muốn xin phép Trừ tổng." Diệp Oản Oản mở miệng nói. "Ồ, cậu cứ nói đi đừng ngại." Diệp Oản Oản mở miệng nói, nghe nói thợ trang điểm cho Thịnh Thế Hoàng Chiêu còn chưa có xác định, bên này tôi đã chọn được một người thích hợp, không biết có thể để hắn tới thử xem hay không. Nếu như không thích hợp, Trừ tổng tùy thời có thể đổi người tôi còn tưởng là chuyện gì, loại chuyện này nhỏ thôi mà, cậu để cho hắn trực tiếp đi qua báo danh đi, thợ trang điểm liền xác định là hắn đi, nếu là người cậu đề cử, vậy chắc chắn sẽ không sao đâu. Trừ Hồng Quang Hào phóng mở miệng nói. Đa tạ trừ tổng, Diệp Oản Oản cũng không ngoài ý muốn của mình, cô mới vừa lập công, trừ Hồng Quang để tỏ lòng của mình thì yêu cầu nhỏ như vậy vẫn sẽ thỏa mãn cô mà thôi. Chỉ bất quá, hiện tại trừ Hồng Quang đang là ngoài mặt đối với cô tín nhiệm coi trọng mà thôi, con này cáo già, tuyệt đối sẽ không hoàn toàn yên tâm để mặc cô muốn làm gì thì làm như vậy đâu, chỉ sợ không bao lâu sẽ có hành động, cô nhất định phải trước thời hạn làm xong hoàn toàn những dự định của mình mới được. Sau khi hội nghị kết thúc, trong phòng làm việc của Chủ tịch Hoàn Cầu, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon, vừa nhìn thấy Trừ Hồng Quang lập tức ân cần xít tới cậu, cậu mở hội nghị xong rồi hả? Ừ, hôm nay làm sao lại có thời gian rảnh rỗi tới tìm cậu vậy? trừ hồng quang bất động thần sắc mà quét nhìn cháu ngoại mình một cái con người của người đàn ông đó chuyển động thần sắc lo lắng mở miệng nói cháu nói cậu nghe a à, chẳng phải là cháu đang thay cậu lo lắng sao cậu thật sự tín nhiệm tiểu tử diệp bạch kia như vậy à dù sao không phải là người mà cậu tự mình mang bên người một công ty lớn như quang diệu vậy mà cậu lại yên tâm giao cho đến trong tay một người bên ngoài sao cậu nhìn chu văn bân đi hắn ta đã đi theo cậu nhiều năm như vậy đều không nhờ vả được huống chi một người ngoài này đây. Chữ Hồng Quang làm sao có thể không biết cháu ngoại nhà mình đang coi trọng quang rượu dù sao đây cũng là cục thịt béo a, liền đáp, nhìn bộ dạng gấp gáp này của cháu kìa, Diệp Bạch mới vừa tiếp lấy quang rượu không bao lâu, công ty tạm thời còn không ổn định, cháu gấp cái gì? Hắn ta nghe được ý tại ngôn ngoại của chữ Hồng Quang, nhất thời vui mừng quá đổi, nói cậu, vậy ý này của cậu chính là chờ ổn định xong xuôi liền để cho cháu nắm giữ hả? Cậu Nguyên Lai like cậu đã sớm có ý định a, à. cậu quả nhiên anh minh thần vũ, là cháu quá lo lắng. Trừ Hồng Quang bị đứa cháu này tâm bốc rất vui thích, tiểu tử thúi, trở về tìm hiểu cho tốt tình huống của Quang Diệu một chút, đừng đến lúc đó luống cuống tay chân. Đáy mắt hắn tràn đầy đắc ý, cháu đã biết rồi cậu, cậu yên tâm đi. Chương 658, lại không phải đi gây sự. Ra khỏi cửa chính công ty giải trí Hoàn Cầu, Diệp Oản Oản gọi điện thoại thông báo cho Diệp Mộ Phàm biết kết quả. Anh, bên kia đã xác định rồi, anh chuẩn bị một chút, mau sớm đi đến Thịnh Thế Hoàng chiêu báo danh nha. Hắc, Diệp Mộ Phàm bối rối chừng mấy giây mới phản ứng lại được, làm, giải quyết xong rồi. Chuyện này liền giải quyết được rồi hả? Trực tiếp đi báo danh sao? Không muốn thử qua một chút sao? Không cần, chính miệng trừ Hồng Quang đã quyết định chọn anh rồi. Loại vị trí như thợ trang điểm này, không giống với việc tuyển chọn vai diễn trọng yếu, đối với chữ hồng quang mà nói sẽ không quá để ý đâu, tiện tay làm ra một chuyện như vậy là rất bình thường. Nhưng cơ hội này đối với Diệp Mộ phàm lại vô cùng trọng yếu, có thể bắt lấy hay không, có thể lợi dụng cơ hội này để bộc lộ tài năng hay không, thì phải dựa vào chính hắn rồi, dù sao muốn nổi tiếng theo nghệ sĩ quá chậm, anh cô cần phải có một tác phẩm có sức ảnh hưởng sẽ là cách nhanh nhất. Thừa dịp bây giờ cô còn có quyền phát biểu, sẽ tận lực tranh thủ tài nguyên. Sau đó, sợ là không có dễ dàng như vậy nữa rồi. Nhưng có thể nắm lấy cơ hội hay không, chỉ có thể xem chính bản thân anh làm thế nào thôi. Diệp Oản Oản mở miệng nhắc nhở. Anh hiểu được mà, Oản Oản, anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhu hòa mấy phần, "Ừ, anh đi làm tiếp đi, em đi một chuyến đến đoàn làm phim kinh long 2 nhìn Lạc Thần một chút đã." "Được." Trong khi đó, tại một hiện trường quay phim khác. Kết thúc chưa? Trên mặt của cung húc tràn đầy vẻ mong mỏi Đạo diễn đài phát thanh vội vàng chậm chậm đi tới Kết thúc kết thúc Húc ca Buổi tối người trong đài muốn mời anh đi ăn chung Không biết có được hay không a à. Không đi Cung húc nghe xong đáp lại Sau đó lập tức soạt một cái đứng lên xải bước mà thẳng bước đi ra ngoài Ê Đạo diễn lúng túng đứng tại chỗ Tiểu trợ lý đuổi bám chặt theo Húc ca Húc ca anh chậm một chút ha à. Chúng ta giờ muốn đi nơi nào vậy Đi đến đoàn làm phim Kinh Long 2, Cung Húc trả lời: "À, đến đó làm gì nha?" Tiểu trợ lý không hiểu. "Dĩ nhiên đi tìm Diệp ca, hắn không có thời gian tới đây, tôi đây liền đi tìm hắn." Cung Húc một bộ ngữ khí đương nhiên đáp lại: "Ê, cái này có được không? Có muốn nói với Diệp ca một tiếng trước hay không?" Tiểu trợ lý yếu ớt hỏi. "Làm gì làm gì, cái biểu tình này của cậu là gì vậy? Tôi đi tìm Diệp ca." lại không phải đi gây sự cần gì phải thông báo trước với diệp ca chứ cung hút một mặt bất mãn nói dạ 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 tiểu trợ lý lau mồ hôi quan hệ giữa hắn với lạc thần như thủy hỏa bất dung vậy vào lúc này chạy đi đến đoàn làm phim hắn làm sao có thể không lo lắng vạn nhất gây ra chuyện gì tới hắn thì tiểu trợ lý nhỏ như hắn làm sao có thể nói chuyện cùng diệp ca được a à? chỉ có thể hy vọng diệp ca vào lúc này đã họp xong đi đến đoàn làm phim rồi cùng lúc đó đế đô hiện trường quay Kinh Long 2. Vì quay bộ phim này, đoàn làm phim đã mướn toàn bộ cảnh khu. Giờ phút này, toàn bộ người trong đoàn đang khẩn trương mà tiến hành quay phim. Nhân viên làm việc tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, máy quay phim hướng ngay một đôi nam nữ trẻ tuổi ở trong rừng, lạc thần cùng nữ diễn viên là Mạnh Tiểu Nhu. Trong kinh long đương triều quốc sư tính tới được sẽ trở thành tai tinh làm hải quốc, sẽ khiến cho đại vương triều trải qua diệt vong, thánh thượng hạ lệch Nhất định phải diệt trừ người này. Quốc sư tính đến được ngày sinh tháng đẻ cùng vị trí của người này, nhưng khi mọi người đến tìm lại không tìm được Lâm Lạc Trần, vì cái gọi là Quốc Thái dân an, liền dứt khoát muốn diệt trừ hậu hỏa về sau dùng một cây đuốc đốt cháy rụi cả thôn. Lúc đó người của toàn thôn đều chết hết, chỉ có Lâm Lạc Trần, Vân Hải cùng Thanh Thanh cùng nhau trốn thoát. Ba người cùng nhau chạy trốn tới phủ tướng quân, gia nhập trại lính. Kết quả, nhiều năm sau thân phận của Lâm Lạc Trần bị phát hiện. Lúc đó Vân Hải đang ở bên ngoài sa mạc lớn làm nhiệm vụ, cũng không biết chuyện này. Thanh Thanh phụng bồi Lâm Lạc Trần cùng nhau chạy trốn, cuối cùng Thanh Thanh vì ngăn cản một kiếm cho Lâm Lạc Trần mà chết. Chương 659, sai lầm. Thanh Thanh chết là một trong những chất xúc tác làm thay đổi lớn nhất tâm tình của Lâm Lạc Trần, cũng là cấm kỵ lớn nhất trong lòng Lâm Lạc Trần. Sau khi Lâm Lạc Trần gia nhập Tà giáo, cả người tính tình đại biến, đoạn tình tuyệt yêu. Mãi đến khi trong một lần chiến đấu, Lâm Lạc Trần ngoài ý muốn phát hiện một một vị nữ đệ tử của giáo phái tên là Mạnh Tiểu Nhu, tướng mạo cùng thanh thanh rất giống nhau. Bởi vì Mạnh Tiểu Nhu cùng nữ tử mà mình mến yêu tướng mạo tương tự nên Lâm Lạc Trần không có giết nàng, mà là đưa nàng dẫn tới trong lều của mình dưỡng thương. Trong quá trình hai người chung đụng, Mạnh Tiểu Nhu dần dần phát hiện Lâm Lạc Trần cùng với đại ma đầu trong ấn tượng của chính mình hoàn toàn khác nhau càng lâu ngày sinh tình, sinh tình yêu. Mà Lâm Lạc Trần cũng lâm vào sự dần vật của bản thân, biết rõ nàng không phải là Thanh Thanh, nhưng vẫn không nhịn được từ trên người nàng tìm cái bóng của Thanh Thanh, thậm chí đối với nàng sinh ra tình cảm. Hôm nay màn diễn này, chính là một tuồng kịch mạnh tiểu nhu tỏ tình đối với Lâm Lạc Trần. 3, 2, 1, bắt đầu. Quay phim bắt đầu, trong rừng cây. Nữ hài một thân váy màu xanh nhạt, mặt mũi đáng yêu, nam nhân một bộ hắc bào, khuôn mặt lạnh giá giống như băng nguyên bên trên trắng ngần tuyết đọc. Nữ hài si mê nhìn chăm chú nam nhân trước mắt mình, hoàn toàn không cách nào che giấu đáy mắt ái mộ, hay gò má ửng đỏ mà mở miệng, a à, a à trần, ta thích ngươi. Đối mặt với đại ma đầu trong mắt mọi người này, trên mặt của nữ hài lại không chút nào chán ghét cùng căm ghét, chỉ có tràn đầy sự sùng bái, một hình tượng tiểu nữ hài tràn đầy tình yêu mà tinh tế được diễn viên nữ thể hiện quá tốt. Sau đó, ống kính nhắm ngay lạc thần. Lúc này lạc thần hẳn là nên lộ ra khiếp sợ, quan trọng nhất là lộ ra ái hận đan sen quấn quýt cùng với một phần nguyên bản tình cảm vốn đã mất đi, bộc lộ vẻ luống cuống cùng ngượng ngùng mà một chàng trai nên có, còn lộ ra cảm giác không chân thật. Nhưng mà, giờ phút này, trên mặt của lạc thần, vẫn hoàn toàn lạnh lẽo, chẳng qua là chân mày hơi hơi nhíu lại, nhưng biểu tình rõ ràng có chút cứng ngắc. Cát, đạo diễn ném kịch bản trong tay xuống đất 17 lần rồi vai diễn đơn giản như vậy, cậu rốt cuộc còn muốn quay bao nhiêu lần nữa? Lạc thần, cậu còn có thể quay nữa hay không? Không thể quay liền thừa dịp còn sớm mà cút đi. Mấy ngày nay Lạc thần cùng Mạnh Tiểu Nhu diễn chung với nhau vẫn luôn không thuận lợi, hôm nay đã quay liên tục cả một ngày rồi, Tống Kim Lân rốt cuộc bộc phát sự tức giận của mình. Tống Kim Lân ngày thường đều là một bộ dáng văn nhược thư sinh, nhưng chi khi bắt đầu quay phim liền phi thường nghiêm khắc, mắng chửi người cũng không chút lưu tình sắc mặt của lạc thần một trận tái nhợt thật xin lỗi đạo diễn tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng hiện tại quay những phần của người khác trước chính cậu đi tìm cảm giác của mình đi nếu lại ân cậu cũng không cần đến đây nữa đâu trở lại khu nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi bên này diễn viên chia ra rõ ràng làm mấy phái cầm đầu chính là lăng thiếu chiết của giải trí hoàng thiên thấy lạc thần hôm nay cả ngày bị đạo diễn mắng cẩu huyết lâm đầu mấy tiểu diễn viên khác vây quanh lăng thiếu chiết đang xì xào bàn tán sách cái gì tân sinh thời đại thực lực phái thần tượng à cái kỹ thuật diễn xuất này là thật sao thật là thổi phồng quá mức mà trước kia còn tưởng rằng kỹ thuật diễn xuất của hắn thực sự rất tốt hóa ra chỉ có thể diễn mặt nhăn nhó vai diễn hơi có chút tình cảm liền diễn thành như vậy lại còn có người bắt thiếu chiết của chúng ta đánh đồng với hắn nữa chứ bên ngoài những người đó sợ là mù đi đúng vậy nghệ sĩ hết thời chính là hết thời a không ra hồn gì cả các ngươi, trợ lý tiểu tình của Lạc Thần đang muốn mở miệng, Lạc Thần khẽ gật đầu một cái, ngăn lại hành động của tiểu tình. Hắn sớm đã hình thành thói quen ẩn nhẫn, cũng không muốn gây thêm phiền toái cho Diệp ca, huống chi đó vốn chính là vấn đề của hắn. Chương 660: Cố ý bới móc. Lạc Thần nắm chặt bàn tay để bên người lại, không nói một lời về tới trên ghế của mình để nghỉ ngơi. Mới vừa cầm ly cà phê một bên lên, kết quả bên cạnh một nữ nghệ sĩ tỏ vẻ không cẩn thận đưa chân đẩy lạc thần một chút ly cà phê trong tay lạc thần thoáng một cái nhất thời dội hất tới trên người của lăng thiếu chiết ai nha lạc thần cậu làm sao lại không cẩn thận như vậy a à? đem quần áo của thiếu chiết đều làm dơ hết rồi kìa. nữ nghệ sĩ nhất thời cao giọng chỉ trích đồng thời một mặt ân cần lấy khăn giấy ra lau chùi vết bẩn trước ngực của lăng thiếu chiết lăng thiếu chiết có chút bệnh thích sạch sẽ nhất thời chân mày nhíu chặt bẩn chết mất cũng không phải là do loại rác rưỡi này sao cùng hắn ở cùng một đoàn làm phim thật là đủ chán ghét rồi mà cậu còn ngớ người ra đó làm gì vậy còn không mau cho nói xin lỗi thiếu chiết đi nữ nghệ sĩ lạnh lùng nói tiểu tình không nhịn được nữa như gà mẹ bảo vệ lạc thần vạn san san cô có lầm hay không a à? rõ ràng là cô đưa chân ra làm lạc thần nhà chúng ta vấp phải vì thế cà phê trên tay lạc thần mới bị đổ người phải nói lời xin lỗi cũng nên là cô mới đúng chứ con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đua chân ra vấp vào hắn. Mọi người có nhìn thấy không? Vạn san san hướng về mấy người nghệ sĩ chung quanh khác nhìn lướt qua. Những người đó lập tức miệng đồng thanh mở miệng, không có không có, chính là lạc thần chính mình làm đổ ly cà phê. Là lạc thần cố ý cầm ly cà phê đổ vào người lăng thiếu chiết. Đúng đúng đúng, là hắn ghen tị cố ý, thật là quá đáng mà. Ngươi, các ngươi, quả thật là ngậm máu phun người, tiểu tình giận đến gần chết sau khi lăng thiếu chiết thành danh luôn luôn thích đùa bỡn người khác, lấn áp người mới, huống chi là lạc thần người đã có thù quốc từ lâu này. Giờ phút này, hắn đầu tiên là nhìn lạc thần một cái, ngay sau đó thần sắc ngạo nghễ mở miệng nói, đừng nói tôi khi dễ người mới, không xin lỗi cũng được, nhưng bộ quần áo này 800 ngàn, bồi thường thì chuyện này coi như xong. Mọi người vừa nghe đến giá cả của bộ quần áo đều lộ ra biểu tình kinh ngạc không thôi. Uây, bộ quần áo này lại có thể mắc như vậy sao? dĩ nhiên là đắt rồi, đây chính là bộ đồ được thiết kế giới hạn, toàn cầu chỉ có 10 bộ, chỉ một viên nút nạm kim cương thôi đều đã là 100 ngàn rồi. Vừa nghe đến bộ quần áo này lại có thể mắc như vậy, tiểu tình nhất thời cũng luống cuống, chỉ chẳng qua là dơ bẩn một chút, tắm một cái không được sao. Tại sao phải bồi thường? Âm thanh bén nhọn của vạn san san mà mở miệng nói, tắm một cái là được, cậu đang nói đùa sao? Loại quần áo này sao có thể tẩy sạch thông thường được? coi như là bị dơ bẩn một chỗ nhỏ, thì cả bộ quần áo cũng xem như bị phá hủy đó. mà thôi, chúng ta không cần cùng cậu loại người như thằng nhà quê có nói cậu cũng không hiểu. lạc thần một mặt âm trầm nắm tay lại, hắn mới làm xong một bộ phim, tiền đóng phim sau khi cầm tới tay cũng được một triệu, hơn nữa tất cả đều đã dùng làm tiền thuốc thang cùng tiền giải phẫu cho mẹ hắn rồi. hắn từ nơi nào có thể kiếm được nhiều tiền như vậy nữa a? À? làm sao? không bồi thường nổi à? sách không có tiền còn giả trang cao quý làm cái gì chứ? Đúng vậy, ngoan ngoãn nói xin lỗi không được sao? Giả trang cái gì nha. Hoàng Thiên cùng Hoàn Cầu từ trước đến giờ bất hòa, Lăng Thiếu Chiết cùng Lạc Thần ân oán cũng là từ xưa đến nay, những người này đã sớm muốn lợi dụng chuyện hôm nay để gây sự rồi. Trước kia chẳng qua là một chút va chạm nho nhỏ, lần này nhìn Lạc Thần bị đạo diễn tức giận mắng chửi, đương nhiên bọn họ phải nắm chặt cơ hội bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Lăng thiếu chiết nhìn thanh niên mặt mũi tuấn Mỹ trước mắt mình, vừa nghĩ tới thời điểm chính mình năm đó diễn kinh long một, hắn đường đường là nhân vật nam chính, kết quả khắp nơi lại bị một nam phụ đè một đầu, trong lòng liền vô cùng tức giận. Càng làm cho hắn tức giận hơn chính là, tin tức quay kinh long 2 vừa ra tới, những nghị luận kia lại bắt đầu hiện ra, thỉnh thoảng có người lấy bọn họ ra so sánh, hơn nữa tiên đoán bộ phim thứ hai này biểu hiện của lạc thần sẽ càng xuất sắc audio điện tử võ tấn bền. Chương 661, tôi tưởng là ai? Hắn cũng đã là một người nổi danh rồi, kết quả lại còn bị một nghệ sĩ hết thời đè xuống, thử hỏi hắn làm sao có thể nuốt trôi được cục tức như vậy chứ? Hôm nay nếu vạn san san đã đưa ra cơ hội này thì hắn Lăng Thiếu Triết dĩ nhiên là vui vẻ thuận theo rồi. Lấy vị trí hiện tại của hắn, coi như là đoàn làm phim biết được chuyện này cũng chỉ có thể đứng ở bên hắn mà thôi có thể nào có khả năng đi quản lạc thần một người vô danh trong suốt ba năm, bây giờ có xuất hiện lại nhưng chỉ đóng nam thứ được. Rõ ràng là từ các người cố ý gây chuyện trước, các người cũng quá khi dễ người rồi. Tiểu tình giận đến không chịu được nữa la lên. Lạc thần trầm mặc đứng ở nơi đó, coi như trước mắt hắn tức giận, nhưng ở trước mặt cấp bậc nghệ sĩ như lăng thiếu chiết này, cái gì cũng không được a. À. Lấy địa vị cùng thân phận của hắn bây giờ, đâu có chút cao quý gì chẳng qua chỉ là nói lời xin lỗi mà thôi. Giới giải trí phân chia cấp bậc rất rõ ràng, loại chuyện ỉ mạnh hiếp yếu này quá tầm thường nên hắn đã sớm biết rồi. Huống chi chờ lát nữa Diệp ca có khả năng sẽ tới, hắn không thể gây cho Diệp ca thêm phiền toái được. Lạc thần hít sâu một hơi, thật tôi xin lỗi. A, à, lang thiếu chết nghe vậy, khẽ xì một tiếng, mở miệng nói, chỉ là nói lời xin lỗi không thôi thì không thể được, giày này của tôi cũng có chút bẩn, lau sạch cho tôi là được. Lăng thiếu chiết một bộ ngữ khí hào phóng nói. Anh nói cái gì? Tiểu Tình giận đến kêu thành tiếng. Sắc mặt của lạc thần cũng nhất thời biến đổi. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều đang ôm lòng xem kịch vui, đột nhiên mọi người đều nhìn về hướng phía sau lưng lạc thần, bao gồm cả Tiểu Tình. A à, cung cung húc cung húc làm sao lại tới đoàn làm phim kinh long hai chứ? Lạc thần chỉ cảm thấy trên vai đột nhiên nặng xuống, sau đó một âm thanh quen thuộc cần ăn đòn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Yo, tôi tưởng là ai lại mang hàng hiệu ra đùa. Nguyên lai like là lăng thiếu chiết A. Cung húc cười híp mắt nhìn lăng thiếu chiết đang đối diện ngồi ở trên ghế dài bằng da thật, cặp mắt như ẩn như hiện lộ ra mấy phần tả ác. Cung húc, lạc thần có chút kinh ngạc nhìn một cánh tay đầy thân mật của cung húc đang để trên bả vai của mình. Lăng thiếu chiết nhìn thấy cung húc, sắc mặt nhất thời đen xuống, thì sao, anh có ý kiến sao? nếu như nói lạc thần cùng hắn chẳng qua là có thù cũ mà nói thì cung húc có thể nói là đối thủ một mất một còn của hắn rồi. Kiểu chọn vai diễn của hai người giống nhau, lại là công ty đối địch, thường xuyên có va chạm. Ha ha, không có, dĩ nhiên không có. Cung húc cầu môi nhìn lạc thờ một cái, đột nhiên đem cà phê trong tay của hắn cầm tới. Sau đó, cung húc cười híp mắt đi tới trước mặt của lăng thiếu chết đứng lại, sau đó đem ly cà phê dơ cao, không nói hai lời, hướng tới trên quần lăng thiếu chiết tạt xuống, một giọt cũng không dư thừa. Cung húc, anh làm cái gì vậy? Lăng thiếu chiết đứng lên, giận đến tím mặt. Vào lúc này phần dưới của lăng thiếu chiết đều ướt. Làm cái gì sao? Cung húc nhíu mày, đón lấy, đưa tay ra. Tiểu trợ lý đi theo sau lưng hắn lập tức chạy tới, đưa chi phiếu cùng bút đi qua. Cung hút liền cầm bút lên một cái, trên chỗ chi phiếu viết số 180, sau đó vỗ một cái vào trên người của lăng thiếu chiết, rồi trả lời, hiện tại, bộ quần áo này là của tôi, tiểu ra tôi tạt chính là quần áo của mình, cùng anh có quan hệ cái dám gì chứ? Anh rêu rao bậy bạ cái gì vậy? Lăng thiếu chiết quả thật là sắp tức đến bể phổi rồi, anh. Ai, tôi thế nào, không phải là anh nói bồi thường tiền là được sao? Cung hút một mặt vô tội đáp lại. Phúc tiểu tình ở một bên cười ra tiếng, một mặt mắt lóe sáng mà nhìn về phía cung hút. Về phần lạc thần, hắn cũng không ngờ tới là Cung Húc vẫn luôn cùng hắn đối nghịch lại sẽ thay mình giải vây, vẻ mặt rõ ràng có chút phức tạp. Chương 662, càng vô lý, càng khi dễ người. A, à, Đông tử, Cung Húc thật là đẹp trai có hay không? Tiểu Tình mắt lẽ sao mà bưng lấy mặt, hư, để cho các người vô lý, để cho các người khi dễ người, hiện tại đụng phải chuyện càng vô lý, càng khi dễ người rồi. Tiểu trợ lý của Cung Húc, Ê. Lời này rốt cuộc là đang khen người hay là mắng chửi người đây? Bất quá, tiểu trợ lý hiếm thấy tỏ vẻ đồng ý gật đầu một cái, lần đầu tiên cảm thấy nghệ sĩ ngang ngược càn rỡ nhà mình, bộ dáng không nói lý lại còn thật đẹp trai. Lăng thiếu chiết giận đến mức đỏ từ mặt đến cổ, hết lần này tới lần khác lại không làm gì được hắn, hắn có thể dùng tiền đi chèn ép lạc thần, nhưng cung húc, làm sao có thể người liều mạng với hắn, hắn có thể dùng tiền đập chết người đó à? giờ phút này cung húc hiển nhiên chính là một người có quyền con ông cháu cha còn chờ cái gì đây cởi a à. mặc quần áo của tiểu gia trên người mình có thể thư thái như vậy sao lăng thiếu chiết anh vạn san san nổi gióa cung húc anh đừng khinh người quá đáng bên cạnh mấy nghệ sĩ khác của hoàng thiên cũng rối rít phụ họa cung húc anh quả thật là quá ngang ngược không biết lý lẽ Thức sự quá phận lại có thể đùa bỡn với bộ đồ hàng hiệu như vậy sao Cung Húc cười híp mắt, tâm tình rất tốt. à được. Nguyên lai like mấy người cũng cảm thấy tôi so với Lang thiếu chiết nhà mấy người mặc đồ hàng hiệu hơn hả? Không tệ không tệ, rất tự biết mình mà. Anh, anh anh. Cung Húc hoàn toàn là một kẻ khó chơi, một đám người nói nửa ngày nhưng không chiếm được hay phản bác được phân nửa chỗ tốt nào, tất cả đều bị hắn chọc giận đến gần chết. Lúc này, trong con người của Vạn San San thoáng qua một vệt tinh quang, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng lấy ra một cái điện thoại di động. Sau đó mở ra một đoạn video. Cung Húc, chờ tôi đem đoạn video này phát lên trên mạng, nhìn anh còn có thể phách lối giống như bây giờ hay không a. À? Video mở ra, chỉ thấy trong hình, đoạn video của Vạn San San ghi lại từ đoạn Cung hút dùng cà phê tạt vào người Lăng Thiếu chiết. Thấy vậy, một bên Lạc Thần cùng hai tiểu trợ lý đều đổi sắc mặt. Quá hèn hạ, lại có thể chơi đùa cắt văn lấy nghĩa. Ngay tại thời điểm Lạc Thần cùng hai tiểu trợ lý một mặt lo lắng, Cung Húc chính là suy cười ra tiếng, một bộ biểu tình nhìn kẻ ngu ngốc mà nói, sách, chỉ dùng loại đồ chơi này liền muốn uy hiếp tiểu gia tôi sao, tiểu gia còn có thể càng phách lối một chút, cô có tin hay không? Nhìn thấy phản ứng của Cung Húc, vạn san san thoáng cái bối rối, biểu tình đắc ý cũng cứng ở trên mặt. Dùng chiêu này tới uy hiếp người khác có lẽ còn tác dụng, nhưng uy hiếp Cung Húc thì... Cái tên này hoàn toàn là nợ nhiều nhưng không đè người được, heo chết không sợ bỏng nước sôi, danh tiếng đã kém đến mức tận cùng rồi, nơi nào còn sợ những loại vật này chứ? cung úc nhìn đông tử ở một bên nói, đi, lại đi mua cho tôi một chục cà phê tới đây. tiểu gia ta thêm mấy lần nữa, để cho cô chậm, chậm, quay, đủ. nghe nói như vậy, mấy tiểu nghệ sĩ hoàng thiên ở phía đối diện tất cả đều không dám thở mạnh một tiếng, mặt của lăng thiếu chiết đều trắng bệch, ánh mắt không vui nhìn vạn san san. nếu không phải là người phụ nữ này tự cho là thông minh hắn hiện tại làm sao sẽ giống như bây giờ không xuống đài được. vạn san san vào lúc này cũng là bể đầu suốt chán, cô ta làm sao biết được cung hút khó xử lý như vậy được? quả thật là đau thương không chạm được, khó chơi a. À? mắt thấy mọi chuyện đã náo đến không cách nào thu lại được, bó tay hết cách, vạn san san đột nhiên nghĩ đến tin đồn cung hút dường như rất kiêng kỵ người đại diện mới của hắn, vì vậy bật thốt lên mà nói cung hút, anh dám sao? nếu như bị người đại diện của anh biết được. Tôi nhìn xem anh làm sao cùng hắn trả lời chuyện này a." À. Tiếng nói của Vạn San San rơi xuống, biểu tình của Cung hút trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Vạn San San vốn chỉ là thuận miệng thử xem, nhưng nhìn biểu tình của Cung hút một cái, phát hiện mình lại bắt được điểm yếu của Cung Húc, nhất thời vui mừng quá đổi, nói tiếp, "Ha ha ha, anh cứ phách lối a. À. Tiếp tục phách lối a. À. Không sợ bị người đại diện của mình biết thì cứ tiếp tục náo là tốt rồi." chương 663, uy hiếp thất bại. Cung húc bình sinh ghét nhất là bị uy hiếp, nhất là đồ vật mà hắn để ý nhất nữa, ánh mắt nhất thời giống như băng nhìn về phía vạn san san. Thế nào, sợ rồi hả, không dám sao, vạn san san giờ phút này như hoàn toàn đã yên tâm là có chỗ dựa chắc chắn nói tiếp, hiện tại lập tức nói xin lỗi thiếu chiết của chúng tôi đi, nếu không tôi lập tức đem đoạn video này tung lên trên mạng đó. Đến lúc đó người đại diện của anh sợ là sẽ tức giận vô cùng nha tiểu tình cùng đông tử đứng ở bên cạnh thấy vậy tất cả đều nóng nảy không thôi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, những người này thật sự là quá vô sỉ, lại có thể mang Diệp ca ra uy hiếp cung húc. Điều cung húc quan tâm nhất chính là cách nhìn của Diệp ca đối với mình. Hiếm khi nhìn thấy cung húc ăn quả đắng như vậy, tâm tình của lăng thiếu chiết khá tốt, vô cùng thoải mái mà ngồi ở chỗ đó nói thế nào. Dáng vẻ của cung thiếu ra thật giống như rất không tình nguyện a à. a à, cung húc, không nghĩ tới anh cũng có ngày hôm nay. Tại lúc bầu không khí đầy rằng co, đông tử lanh mắt nhìn thấy một người đang đi về hướng của bọn hắn, nhất thời ánh mắt sáng lên, giống như thấy được cứu tinh. Diệp ca, Diệp ca anh đã đến rồi, tiểu tình vừa nhìn thấy Diệp bạch, nhất thời mặt đầy ủy khuất. Diệp oản oản quét mắt nhìn mấy người bên này hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Vạn san san hai tay ôm ngực, đứng ở nơi đó đáp, người đại diện Diệp, anh tới thật đúng dịp, quản cho tốt nghệ sĩ nhà mình đi. Một người hai người, diễn xuất không được, gây chuyện lại vô cùng tốt, tại đoàn kịch hoành hành ngang ngược, đùa bỡn người khác. Tiểu tình nóng nảy không dứt vội vàng đem toàn bộ quá trình nói một lần, Diệp ca, không phải như vậy đâu, là bọn họ gây chuyện trước, cô gái này cố ý dùng chân vấp phải lạc thần, lạc thần mới có thể không cẩn thận đem cà phê tạt vào trên quần áo của lăng thiếu chiết, sau đó bọn họ đòi hỏi muốn 800 ngàn, còn ép lạc thần lau giày cho hắn nữa con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đưa chân ra vậy, cũng đừng ngậm máu phun người như vậy chứ. Ngược lại phải xem cung hút kìa, cố ý đùa bỡn người khác, hướng thiếu chiết của chúng ta tạt cà phê lên trên người, tôi có video làm chứng đây. Vạn san san một mặt không có sợ hãi nói. Diệp oản oản nghe xong lời tiểu tình nói, ngay sau đó nhìn về hướng của cung hút, cậu cố ý hướng trên người của lăng thiếu chiết đổ cà phê hả? Cung hút vào lúc này ở nơi nào còn có phân nửa phách lối mới vừa rồi nữa, Nhìn thấy Diệp Oản oản liền hoàn toàn ỉu xìu, khẩn trương đứng ở nơi đó, tôi. Làm sao bây giờ? Diệp ca ghét nhất là hắn gây chuyện a. Vạn San San nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của Cung Húc, nhất thời càng đắc ý hơn, hướng về phía hắn qua qua điện thoại di động nói, Cung Húc, nếu không muốn người đại diện của mình nhìn thấy thì nhanh chóng ngoan ngoãn nói xin lỗi đi. Không nghĩ tới Cung Húc lại có thể thực sự giống như trong tin đồn vậy, hắn ta lại có thể vô cùng sợ người đại diện này mặt của lăng thiếu chiết lộ vẻ diếu cợt, thản nhiên ngồi ở chỗ đó, chờ cung húc nói xin lỗi với chính mình. Lạc thần gắt gao cắn môi, dù sao tất cả mọi chuyện đều là bởi vì hắn mà ra, nếu phải nói lời xin lỗi chắc cũng phải do hắn nói xin lỗi mới đúng, vì vậy không nhịn được nữa đứng ra mở miệng nói, Diệp ca, chuyện này không có quan hệ gì với cung húc, là tôi. Vạn san san khẽ xì một tiếng, không thiếu được phần của cậu đâu, cậu đương nhiên cũng phải nói xin lỗi rồi. Vạn san san nói xong nhìn về hướng của Diệp Oản Oản, nếu không chịu bảo nghệ sĩ nhà anh nói lời xin lỗi, tôi sẽ đưa đoạn clip này lên mạng. Người đại diện Diệp, anh nghĩ cho rõ ràng hậu quả nha. Dưới ánh mắt xem kịch vui của nghệ sĩ Hoàng Thiên, cùng tầm mắt khẩn trương hốt hoảng của Lạc Thần và Cung Húc, Diệp Oản Oản không mang theo chút nào tâm tình mà nhìn vạn san san, sau đó, sắc mặt lãnh đạm mở miệng nói hai chữ, đăng đi. Vạn san san, lăng thiếu Chiết, Lạc Thần. Cung Húc, hai người trong nháy mắt ngây ngốc đứng ở nơi đó, bao gồm cả Lạc Thần cùng Cung Húc cũng hoàn toàn ngây ngẩn. Nhất là Cung Húc, không cách nào tin được ngẩng đầu lên, dường như không thể tin vào tai của mình. Chương 664, tiểu gia tôi không sợ hãi. Diệp ca chẳng lẽ không phải nên để hắn nói xin lỗi à? Cung Húc đều đã chuẩn bị tốt tâm lý là bị mắng cẩu huyết đầy đầu, kết quả không nghĩ tới Diệp Oản oản lại có thể sẽ là phản ứng như vậy không chỉ một chữ cũng không có mắng hắn còn trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của đối phương sắc mặt của vạn san san nhất thời một trận thẹn quá thành giận nói anh anh nói cái gì anh có biết nếu đoạn video này được đăng lên đối với một người nghệ sĩ sẽ có ảnh hưởng như thế nào không anh là người đại diện mà có thể làm như vậy sao tôi sẽ cho anh một cơ hội xin cứ tự nhiên sau khi bỏ lại mấy chữ cũng không để ý đến phản ứng của đám người vạn san san Diệp Oản Oản nhìn về phía cung hút cùng Lạc Thần mở miệng nói, hai người các cậu, qua đây. Vâng, Lạc Thần cùng cung hút ngơ ngác liếc nhau một cái, ngay sau đó đi theo sát Diệp Bạch, hai tiểu trợ lý cũng đuổi sát theo. Sau lưng, vạn san san giận đến rậm chân tại chỗ. Đáng chết, hắn có ý gì, hắn thật sự cho rằng tôi không dám đăng sao, vậy tôi liền đăng cho hắn nhìn. Vạn san san vốn là chuẩn bị tiết lộ cho mấy chủ báo bát quái trong giới giải trí, nhưng dưới sự tức giận liền trực tiếp dùng tên của mình đem đoạn video đó đăng lên trên mạng bên trong phòng hóa trang cung hút khẩn trương không dứt mà gục đầu đứng ở nơi đó trong đầu nghĩ xong rồi xong rồi diệp ca nhất định sẽ cảm thấy chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài cho nên muốn đơn độc đối phó hắn lạc thần cùng hai tiểu trợ lý mặt cũng đầy lo âu diệp oản oản ngồi ở trên ghế trước bàn trang điểm ngẩng đầu nhìn cung hút đang thấp thỏm bất an Cung Húc bị nhìn càng thêm hốt hoảng, vẻ mặt đưa đám nói, "Diệp ca, tôi." Lời còn chưa dứt, Diệp Oản Oản đã mở miệng nói, "Mới vừa rồi, làm không tệ." Tiếng nói của Diệp Oản Oản hạ xuống trong nháy mắt, cung Húc nhất thời cả người đều ngây ngẩn đứng ở chỗ đó, dường như không phản ứng kịp chuyện mà mình mới nghe được là cái gì. "Diệp ca, anh mới vừa nói cái gì vậy?" Biểu tình của cung Húc ngơ ngác hỏi lại. Đông tử đứng ở một bên hưng phấn mở miệng, "Húc ca, diệp ca anh ấy đang khen anh đấy khen anh làm không tệ a à. ánh mắt của cung húc nhất thời đỏ lên sau đó gao một tiếng liền nhào tới trong ngực của diệp oản oản diệp oản oản nhất thời không có phòng bị liền cứ như vậy bị người ôm người nào đó dù đã lớn và trưởng thành như vậy nhưng chỉ nghe một câu của diệp oản oản liền như một chú cho con cọ cọ ở trên người của cô diệp oản oản một mặt không nói gì vội vươn tay sách sau cổ hắn đem hắn đẩy ra rồi nói đứng ngay ngắn cho tôi ồ ồ ồ cung húc đứng thẳng người mặt đầy vẻ cảm động sau đó nháy mắt một cái nói diệp ca anh làm sao lại mềm mại như vậy diệp oản oản nghẹn một cái mềm mại cái đầu anh a may mắn mới vừa rồi đẩy hắn ra nhanh nếu không thiếu chút nữa là lộ tẩy rồi đối với tiểu tử này thật sự là không có một giây phút nào có thể xem thường được mà diệp oản oản mở miệng đáp mặc dù hành vi bảo vệ người nhà của cậu đáng giá để khen ngợi nhưng hữu dũng vô mưu làm việc xúc động, tôi đã nhắc nhở qua cậu bao nhiêu lần rồi. Ân ân ân, tôi biết, tôi biết rồi. Diệp ca, tôi thật sự rất vui vẻ a. À. Đây là lần đầu tiên anh khen tôi làm tốt đấy. Cung Húc đã hoàn toàn đắm chìm ở trong tán dương của Diệp Oản Oản, rõ ràng hoàn toàn không đem những lời mà Diệp Oản Oản mới nói để vào trong tai của mình. Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản không nói gì mà liếc nhìn chàng trai trước mặt, nếu như vào lúc này phía sau hắn có cái đuôi Phỏng Trừng đã lắc vui vẻ sung sướng rồi. Thấy Diệp oản oản không có trách cứ Cung Húc, lạc thần cùng hai tiểu trợ lý cũng thở phào. Đông Tử lo âu mở miệng hỏi Diệp Ca, vậy đoạn video vạn san san quay lén kia làm sao bây giờ? Không đợi Diệp oản oản mở miệng, Cung Húc đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ kiêu căng phách lối của mình, mở miệng trả lời cắt, không cần bận tâm, tiểu sử của tiểu gia tôi đã quá tối rồi, còn sợ đen hơn một chút sao? Chỉ cần Diệp Ca không giận tôi tiểu ra tôi sẽ không sợ hãi. chương 665, thật, thật là đáng yêu. Nhìn thấy biểu tình cung húc không cho là nhục ngược lại cho đây là điều vinh quang, Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi mà nhéo nghi tâm một cái rồi nói, chuyện này tôi sẽ xử lý, các cậu không cần quan tâm. Nghe nói như vậy, trái tim đang hồi hộp của lạc thần mới thoáng để xuống. Dù sao chuyện này đều bởi vì hắn mà ra a à. Diệp Oản Oản nói xong, ánh mắt nhỏ nhìn về phía lạc thần, Lạc Thần, cảnh quay của cậu hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Đạo diễn mới vừa cùng tôi nói qua, hai ngày này tiến triển cảnh quay của cậu rất không thuận lợi. Thần sắc của Lạc Thần tịch mịch con người rũ xuống trả lời, Diệp ca, thật xin lỗi, vai diễn lúc diễn cùng Mạnh Tiểu Nhu xảy ra chút vấn đề, tình cảm của vai diễn đúng là điểm yếu của tôi, tôi đã thử mô phỏng qua rất nhiều lần, nhưng vẫn không cách nào dẫn tâm tình mình vào được. Diệp oản oản nhéo nghi tâm một cái, lúc cô mới vừa nói chuyện cùng đạo diễn đạo diễn cho cô nhìn hình ảnh lạc thần âm vấn đề quả thật có chút lớn vai diễn này lạc thần đã trải qua vô số luyện tập diệp oản oản khẳng định không thành vấn đề ai biết lại có thể xảy ra vấn đề này được tiểu tử mới hai mươi mấy tuổi tại sao lúc diễn vai tình cảm lại xảy ra vấn đề không cần hắn mang nhiều tình cảm vào thì cũng không đến mức diễn lúng túng như vậy được cung húc lẩm bẩm thật vô dụng vai diễn đơn giản như vậy cũng diễn không được đông tử nghe vậy khóe miệng co giật Húc ca, loại thời điểm này anh nói ít mấy câu đi, anh cũng không cảm thấy ngại mang tiếng kỹ thuật diễn xuất của người trong nhà mình kém sao? Diệp Oản Oản trầm ngâm rất lâu, Lạc Thần vẫn một mực im lặng không lên tiếng đứng ở một bên. Một lát sau, Diệp Oản Oản đứng lên, cởi áo khoác trên người ra, mở miệng nói, "Như vậy đi, cậu qua đây, chúng ta cùng diễn." "Diễn thử sao?" Lạc Thần ngẩn người. "Muốn làm sao diễn đúng, đúng không? Tôi diễn vai Mạnh Tiểu Nhu thanh thanh." cậu diễn vai của cậu. Diệp Oản Oản mở miệng. Một bên cung húc trợn to hai mắt, Thanh Thanh không phải con gái sao? Diệp Oản Oản, đúng thế, có chuyện gì sao? Cung húc, Diệp ca, anh lại muốn diễn vai một cô gái sao? Diệp Oản Oản, có vấn đề gì sao? Không có, không có, không có, cung húc liền vội vàng khoát tay, một mặt nịnh nọt nói, Diệp ca anh nói cái gì chính là cái đó. Bởi vì đối với diễn xuất thật sự không có hứng thú, nên cung húc liền tỏ vẻ chán đến chết mà ngồi ở trên ghế salon đối diện. Bắt đầu đi, Diệp Oản Oản đi hai bước, đứng ở trước mặt của Lạc Thần. Giờ phút này, Diệp Oản Oản cởi áo khoác ra, trên người mặc cái áo lông màu xám, bên trong phối hợp với áo sơ mi trắng, tóc màu nâu nhạt nhìn qua dị thường mềm mại. Thích, tốt, Lạc Thần sửng sốt một chút mới phản ứng lại được. Diệp Oản Oản nhắm mắt lại. Một giây đồng hồ, hai giây. Giây thứ ba, lúc mở mắt lần nữa hai con ngươi luôn luôn tỉnh táo lãnh đạm kia đã thay đổi vẻ ôn nhu giống như có thể đem người hòa tan giống như hắn là cả thế giới cùng tất cả tín ngưỡng của cô a à, a à thần vẻ mặt của cô ngượng ngùng khẩn trương bất an có thể chỉ thêm một giây nữa thôi liền sẽ lùi bước không tiếp tục nói nữa nhưng lại giống như rất dũng cảm có thể vì hắn mà bỏ ra tất cả cuối cùng ánh mắt của cô rốt cuộc trở nên kiên định ta thích ngươi Lạc thần chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng nổ vang, hai gò má trắng nõn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút xíu nóng đỏ lên. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên bộ dáng lúc hắn 16 tuổi lần đầu tiên được con gái tỏ tình, khi đó hắn luống cuống tay chân, hoàn toàn là dáng vẻ của tuổi trẻ đầy ngây ngô. Không người chú ý tới, ở hiện trường có người so với mặt của lạc thần còn muốn đỏ hơn nhiều. Cung húc vốn đang nhàm chán nâng cầm lên, Kết quả khi nhìn thấy Diệp Bạch diễn vai Thanh Thanh đối với Lâm Lạc Trần tỏ tình, cả người giống như cùng bị thiêu đốt. Rõ ràng là đàn ông, rõ ràng vẫn là hình tượng hoàn toàn tương tự, thậm chí ngay cả âm thanh đều là đàn ông, nhưng chẳng qua ánh mắt cùng biểu tình thay đổi mà thôi, làm sao lại để cho hắn cảm thấy thật giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Thật, thật là đáng yêu. Chương 666, nhớ kỹ cảm giác mới vừa rồi. Cái gì thế, điên rồi sao? hắn lại có thể cảm thấy một người đàn ông đáng yêu hắn cong rồi sao cung húc vội vàng xoa xoa mặt để cho mình thanh tỉnh một chút nhưng tưởng tượng lại một màn mới vừa rồi kia nhất thời lại đỏ mặt ngay tại lúc lạc thần cung húc cùng hai tiểu trợ lý đều thán phục liên miên diệp oản oản đã đổi lại gương mặt thanh lãnh trước sau như một hài lòng gật đầu một cái nói rất tốt sinh động hơn nhiều rồi đó tâm tình đã hoàn mỹ thêm mấy phần rồi ngay vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên, người của đoàn làm phim Tiểu Trần đi vào thông báo, lạc thần, cảnh quay của cậu chuẩn bị bắt đầu rồi. Đi thôi, nhớ kỹ cảm giác mới vừa rồi. Diệp Oản Oản dặn dò. Ừ, lạc thần rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, không biết tại sao đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng để xem xét kỹ thuật diễn xuất của Diệp Bạch, vội vàng đi theo trợ lý đi. Đi thôi, cùng đi xem một chút đi, dù sao cũng đã tới đây rồi. Thuận tiện học tập một chút, Diệp Oản Oản nhìn cung húc mở miệng nói. Kết quả, cung húc một mực ngốc đứng ngơ ngác tại chỗ. Thế nào, Diệp oản oản vỗ một cái lên bả vai của cung húc. Cung húc nhất thời giống như chạm điện nhảy cỡn lên. Diệp oản oản một mặt không hiểu. Cung húc nuốt nước miếng, vội vàng mở miệng đáp, à. Không có, không có việc gì, tôi không sao a. À. Đệt, quả thật là gặp quỷ. Gặp quỷ, hắn lại có thể tim đập thình thịch đối với một người đàn ông, còn một mặt say mê tự sướng, hơn nữa người đàn ông này lại là Diệp Ca hắn quả thật chính là một cầm thú a nguyên nhân nhất định là bởi vì quá lâu rồi hắn không có bạn gái a nhất định là như vậy nhất định là như vậy rất nhanh cảnh quay lạc thần ở bên kia lần nữa bắt đầu bên cạnh các nhân viên làm việc cùng nhau trò chuyện tựa hồ có lẽ như đối với lạc thần đã không còn ôm quá nhiều hy vọng mấy nghệ sĩ Hoàng Thiên một mặt diếu cợt chờ xem kịch vui Diễn viên Mạnh Tiểu Nhu cùng Thanh Thanh Lương Nguyệt cũng hơi không kiên nhẫn rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Trong rừng cây, Mạnh Tiểu Nhu ngượng ngùng ngẩng đầu lên, mở miệng tỏ tình, "A, A Trần, ta thích ngươi." Một giây kế tiếp, máy thu hình nhanh chóng cắt đổi quay qua quay biểu tình của Lạc Thần. Trong hình, biểu tình của Lâm Lạc Trần đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó tràn đầy phức tạp, biết rõ nàng là đệ tử phe đối địch, biết rõ nàng không phải là Thanh Thanh nhưng vẫn không điều khiển được tình cảm của mình đối với của nàng. Đại ma đầu đã đoạn tình tuyệt với yêu đương, giờ phút này lại hiếm thấy lộ ra vẻ ngây ngô thuộc về thiếu niên, lộ ra một mặt chân thật của hắn. Sắc mặt của Tống Kim Lân vẫn một mực nghiêm túc nhìn chằm chằm máy quay phim, giờ phút này trên mặt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, kêu một tiếng, rất tốt. Qua. Lạc Thần đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cúi người cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người không có việc gì không có việc gì loại chuyện diễn xuất này ai có thể một mực giữ tốt trạng thái được đúng vậy mới vừa rồi diễn rất tốt ra cố gắng lên nha mọi người dối rít khích lệ diệp oản oản biết lạc thần không giỏi giao tiếp với người khác cho nên có dặn dò tiểu tình cùng người bên đoàn làm phim quan hệ tốt một chút mặc dù mấy ngày nay một mực ân, mọi người cũng có chút nóng này bất quá ấn tượng của mọi người ở đoàn làm phim đối với lạc thần cũng không tệ lắm cho nên cũng không quá để ý vào lúc này, tiểu tình đã dựa theo lời dặn dò của Diệp Oản Oản, thông minh mà mở miệng nói, mọi người cực khổ rồi, hôm nay lạc thần mời khách, chúng ta đến phỉ thúy các ăn nhé. Còn có một chút quà nhỏ, xin mọi người nhất định phải nhận lấy. Có ăn lại có uống, mọi người nhất thời không phản đối, dối giết cười ha hả cảm tạ. Vạn san san cắn răng nghiến lợi nhìn đám người lạc thần, sau đó liếc nhìn Weibo càng ngày càng nhiều lời bình luận, cười lạnh một tiếng, đám người này thật đúng là heo chết không sợ bỏng nước sôi tôi cũng không tin bọn họ có thể chịu nổi được áp lực từ dư luận, dám không công khai xin lỗi. chương 667, muốn lấy. Vạn san san lấy lòng nhìn về phía lăng thiếu chiết, thiếu chiết, anh đừng nóng giận, đợi em đi sắp xếp người đem chuyện này làm tăng độ nóng lên. Sẽ có người giúp anh xả ra cơn tức này, anh chờ hắn bị chửi chết đi. Cùng loại con ông cháu cha không có phẩm chất này so đo, quả thật chính là hạ thấp cấp bậc của anh A. À. Nghe nói như vậy, sắc mặt đen nhánh của lăng thiếu chiết mới hơi hòa hoãn mấy phần. mặc dù cùng là tiểu sinh mới, nhưng danh tiếng cùng tiếng đồn của cung húc so với hắn hơn không phải là một chút. người là con ông cháu cha như thế sớm hay muộn cũng sẽ đem hắn đùa chơi tới chết mất. tiểu tình đang bận rộn lấy lòng mọi người, tặng quà cho nhân viên làm việc. diệp hoản hoản tự mình đi tới trước mặt người quay phim tiểu trần mấy cái thang thuốc này cô thử xem tình huống của cô cùng bạn gái của tôi không sai biệt lắm. Mỗi tháng mấy ngày đó đều đau dữ dội, sau đó tìm một lão trung y rất có kinh nghiệm bốc toa thuốc này, rất có tác dụng, cô có thể thử nhìn một chút. Thật ra thì diệp oản oản là từ phía Tôn Bách thảo kia mà hỏi tới, Tôn thần y tự mình kê đơn thuốc đương nhiên không có khả năng có lỗi rồi. Người của đoàn làm phim tiểu Trần nhìn thấy người đàn ông dung nhan tuấn mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, a, à, chuyện này cái này sao được. Rất cảm tạ Diệp Oản Oản không thèm để ý mở miệng đáp, không có gì, một cái nhấc tay mà thôi. Huống chi coi như là cảm ơn, cũng nên là tôi cảm ơn cô mới đúng, cảm ơn cô đã chiếu cố đối với lạc thần. Người của đoàn làm phim nhìn qua như là người làm việc vật, nhưng quản được tất cả chuyện vật của cả đoàn phim, có thể điều động được thành viên, phân phát vật phẩm đi các nơi, đủ loại công việc hàng ngày, có thể nói là tai nghe tám phương, mắt nhìn xung quanh. Hôm nay Tiểu Trần đã giúp được cô không ít chuyện, Mặc dù lúc Vạn San San bới móc chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng lúc đó Tiểu Trần Chính đã cầm điện thoại di động của mình quay hình ghi lại, vừa vặn quay đúng toàn bộ quá trình Vạn San San khi dễ lạc thần. "Không cần cảm ơn á, có thể giúp được anh là tốt rồi, tôi cũng nhìn không được bọn họ khi dễ người khác." Tiểu Trần ngượng ngùng mở miệng, sau đó, trong con ngươi tràn đầy thần sắc tiếc nuối. Lần đầu tiên cùng người đại diện Diệp này gặp mặt là tại thời điểm nghi thức mở máy, khi đó cô bởi vì đau đến mức sống không bằng chết nhưng khi đó lại vô cùng bận rộn, căn bản không đi được, hơn nữa cô cũng chỉ là một người nho nhỏ của đoàn làm phim, chỉ có thể gắng gượng. Chỉ có Diệp Bạch, cũng không biết suốt cuộc là như thế nào phát hiện ra chuyện cô đau bụng kinh, yên lặng để cho trợ lý của mình đưa cho cô một ly nước ấm, nước đường đỏ cùng thuốc giảm đau, còn để cho trợ lý giúp mình chia sẻ công tác với cô. Lúc đó cô còn miệng nó liền một cái ý nghĩ, muốn lấy. Ai, chàng trai cực phẩm như vậy, đáng tiếc đã có bạn gái. Cách đó không xa, Cung Húc nhìn người của đoàn làm phim tiểu Trần bị diệp oản oản dụ cười tươi như hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn mắt cỡ đỏ bừng, trong lòng không hiểu sao lại có chút không quá thoải mái. Không phải chỉ là một người nho nhỏ của đoàn làm phim thôi sao, tại sao phải tốt với cô ấy như vậy a? À? Thiệt là, nếu nhàn dỗi như vậy, không bằng tới dỗ hắn đi a. À? Cung Húc đang lẩm bẩm, bên cạnh tiếng bước chân truyền tới. Cung Húc, Lạc Thần muốn nói lại thôi. Nhìn người tới, cung húc lập tức lại biến thành một con gà trống trong trạng thái chiến đấu, làm sao vậy? Chuyện mới vừa rồi, lạc thần dừng một chút, cảm ơn anh. Cung húc nhất thời đôi bàn tay xoa xoa cánh tay, sắc mặt không được tự nhiên, đừng có dùng ánh mắt thành tâm như vậy nhìn tôi, tôi không phải là vì cậu mà làm chuyện này đâu. Tôi biết nhưng vẫn nên nói lời cảm ơn, vẻ mặt lạc thần trịnh trọng mở miệng nói. Đang nói gì vậy? Thấy Diệp Oản Oản đi tới, Cung Húc lập tức không kịp chờ đợi mở miệng, "Diệp ca, anh chừng nào thì cùng diễn với tôi, giúp tôi nhập đúng vai diễn của mình." "Diệp Oản Oản, tôi diễn, cậu không tiếp nổi đâu." Trong nháy mắt Cung Húc bị đả kích đến khuôn mặt nhỏ nhắn sụp xuống, "Kỹ thuật của tôi kém như vậy à?" "Chương 668, quan hệ rất tốt." "Cậu nghĩ sao, còn chưa có học đi được, liền muốn chạy sao?" Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, "Kịch bản tôi đưa cho cậu, cậu đã xem qua rồi sao?" vừa nhắc tới kịch bản cặp mắt của cung hút lập tức sáng lên nhìn rồi nhìn rồi tôi đi a à, quá tuyệt vời cái kịch bản kia quả thật như là vì chính tôi mà chế tác riêng ra a à. nhân vật nam chính quá tuấn tú có phải hay không đẹp trai rõ ràng là một người con nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp diệp oản oản thích là tốt rồi cung hút gấp gáp mà thúc giục diệp ca, chúng ta lúc nào bắt đầu quay a à, tôi đều đã không thể chờ đợi được nữa rồi a à diệp oản oản nghe vậy ánh mắt lóe lên không có nhanh như vậy đâu cậu trước tiến hành những công việc khác còn có bộ phim mà công ty an bài kia nữa bộ này không gấp à tại sao à tôi muốn quay bộ này trước a à? cung hút lầu bầu vốn là diệp oản oản chuẩn bị kéo đầu tư tới tìm diễn viên để quay bộ phim này với danh tiếng của hoàn cầu muốn kéo đầu tư không phải là việc khó gì nhưng là gần đây cô nhận được tin tức cháu ngoại trừ hồng quang đang âm thầm hỏi thăm cùng chú ý đến truyền thông quang diệu hơn nữa còn thường xuyên ra vào phòng làm việc của trừ hồng quang sợ là đã theo dõi quang diệu nếu chỗ béo bở không cho người ngoài đến lúc đó bộ phim này tại sao cô không dùng vốn của chính mình quay đây là lá bài tẩy lớn nhất của cô a không thể nhanh như vậy lại đưa ra được diệp hoàn hoàn chờ cậu đem kỹ thuật diễn của cậu luyện đến đạt tiêu chuẩn rồi lại nói coi như cô có thể dựa vào kỹ xảo đi dẫn dắt nghệ sĩ nhập vai diễn nhưng tiền đề cũng muốn diễn viên có bản năng cùng ý thức không phải nói bất kỳ một người bình thường nào cô cũng có thể làm cho hắn đột nhiên biết diễn cái kia không thực tế trái táo làm sao có thể mọc ra từ cây quất tử được đạo lý này giống nhau a à? kiến thức cơ bản của cung hút quá kém cho hắn thêm một chút thời gian cũng ổn thỏa hơn vậy cũng tốt cung hút ngoan ngoãn gật đầu sau đó cố ý nhìn về hướng lạc thần Trái táo nhỏ này có gì đặc biệt hơn người đâu, Diệp Ca đích thân lựa chọn kịch bản mới cho hắn nha ha ha. Tối nay công ty tụ họp, cậu hiện tại cùng tôi và Lạc Thần cùng nhau đi, được không? Diệp Oản oản hỏi. Cung Húc liền vội mở miệng, cùng nhau cùng nhau, dĩ nhiên là cùng đi với Diệp Ca rồi. Ngày trước những buổi tụ họp công ty kia đối với hắn mà nói quả thực là buồn chán, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi, nhưng có Diệp Ca dĩ nhiên không giống nhau. Được, vậy đi thôi nửa giờ sau quầy rượu vào lúc này trong quán rượu đã có không ít người đến vừa nhìn thấy diệp oản oản qua tới nơi dối rít đi tới chào hỏi tổng thanh tra diệp tổng thanh tra diệp ca ngài ngồi chỗ này đi diệp oản oản lần lượt gật đầu sau đó ngồi xuống vị trí ghế salon đối diện cung hút cùng lạc thần một trái một phải mặc dù sau đó cô lần lượt tiếp lấy không ít nghệ sĩ nhưng địa vị so với lạc thần cùng cung hút bất đồng cung hút không cần phải nói Lạc thần dù sao cũng là nghệ sĩ đầu tiên do cô tự tay mang đi a. À. Diệp Oản Oản mới vừa ngồi xuống, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là điện thoại của Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ alo, Diệp Bạch, đang ở chỗ nào vậy? Diệp Oản Oản, làm pha quán, công ty tụ họp, thế nào? Hàn Thiên Vũ, trùng hợp như vậy sao? Tôi đang ở gần đây, vừa vặn có chuyện tìm cậu thương lượng, có tiện nếu tôi tới đó không? Diệp Oản Oản, dĩ nhiên, hoan nghênh vô cùng hàn thiên vũ a à, tốt lắm 5 phút nữa tôi sẽ đến nơi diệp oản oản ok bên cạnh cung hút lỗ tai đều đã dựng lên diệp kha ai vậy hàn thiên vũ diệp oản oản trả lời cung hút lầu bầu a à, diệp kha quan hệ giữa anh cùng thiên vũ ca rất tốt nha hắn rõ ràng đã có người đại diện của mình rồi a à. tại sao có chuyện lại thích tìm anh thương lượng vậy chương 669, đi đâu đều sẽ mang tôi theo. Ghét nhất là, Hàn Thiên Vũ còn rất thích đùa nói muốn Diệp Ca đi làm người đại diện của hắn. Nếu so với Lạc Thần thì cũng còn may hắn hơn ở vài điểm, nhưng Hàn Thiên Vũ, hắn thực sự không sánh bằng A. Hắn quá rõ ràng Diệp Ca có bao nhiêu tán thưởng đối với Hàn Thiên Vũ. Tên kia quả thực là toàn năng 10 phần, danh tiếng lại tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Diệp Ca thật sự bị Hàn Thiên Vũ đào đi, vậy hắn làm sao bây giờ? Tí tách, thưa dịp diệp oản oản đi ra ngoài gặp Hàn Thiên Vũ, cung hút hướng về phía lạc thần nói, ngốc tử, qua đây. Lạc thần nghiêng một bên đầu ánh mắt hồ nghi. Cung hút một tay đem người nắm chặt lôi qua, ở bên tai lạc thần nhỏ giọng mở miệng, cậu nói xem Hàn Thiên Vũ đối với Diệp ca ân cần như vậy, có phải muốn đục khoét nền tảng thọc gậy bánh xe hay không? Lạc thần cao mày đáp, bọn họ chỉ là ba yên bè mà thôi cậu làm sao lại ngu như vậy? Nếu ngày nào đó Diệp ca không cần cậu nữa, tôi nhìn xem cậu có thể làm gì được. Ý đồ của cung húc hiện tại là lôi kéo thêm một đồng minh cho mình. Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu không phải sao? Lạc thần sắc mặt nghiêm túc, Diệp ca sẽ không làm chuyện đó đâu. Cung húc, cậu dựa vào cái gì cảm thấy Diệp ca sẽ không làm? Cậu cảm thấy cậu có chỗ nào có thể so sánh được với Hàn Thiên Vũ sao? Lạc thần, Diệp ca đã đáp ứng, chỉ cần tôi nguyện ý đi theo anh ấy, anh ấy đi nơi nào, đều sẽ mang tôi theo. Sắc mặt cung hút ngẩn ngơ, nhất thời giống như sấm sét giữa trời quang. Diệp ca lại có thể đối với lạc thần nói qua lời cam kết như vậy sao? A ah ha ha, cung hút, chúc mừng cậu A, lại nổi danh rồi. Cung hút đang bị đả kích, đường tinh hỏa một bên cười một bên đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh cung húc Vạn san san đang đoạn kia lên bua, hoàn toàn cũng không cần nói gì, càng không cần đến thủy quân anti fan vừa mới post lên đã được một lượng lớn bình luận cùng lượt xem khổng lồ làm cho đoạn clip đó ai ai cũng biết đến những người không phải là fan của lăng thiếu chiết bình luận nhanh nhất cộng thêm người đi đường không nhìn nổi cảnh tượng đó trong nháy mắt tiếng mắng chửi hội tụ với nhau mỗi lần có chuyện gì liên quan đến cung húc đều gây ra thanh thế thật lớn quả thực là một người nổi tiếng trong giới giải trí nói đến giá trị cừu hận hắn cũng được coi là phần độc nhất trong giới giải trí vạn san san tôi vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa nhưng có mấy người thật sự là khinh người quá đáng video phía dưới Weibo vô số tiếng mắng miệng nó quả thực là quá khinh người làm sao lại có loại người ngu ngốc như thế này chứ đồ não tàn tại sao thứ người chỉ có thể lấy tiền đánh người thổ phỉ ép người còn có thể tiếp tục tồn tại ở trước mặt công chúng như vậy bầu không khí trong giới chính là bị thứ người như vậy làm cho tồi tệ hơn nhiều đó nói xin lỗi Hướng lăng thiếu chiết nói xin lỗi đi. San san vậy mới tốt chứ, nên đưa thứ người như vậy ra ánh sáng. Yên tâm chúng ta tất cả đều đứng ở phía lẽ phải. Cung hút mang theo fan của anh cút ra khỏi giới giải trí đi. Người nói đùa sao, cung hút người ngu ngốc này còn có fan. Loại ngu ngốc này không phải là dựa vào chuyện bị người khác chửi mà lên được vị trí này sao. Nhìn trên mạng che ngập bầu trời lên án cùng tiếng mắng, đường tinh hỏa chắt lưỡi, chật chật, cậu xem đi à giá trị cừu hận bùng nổ mạnh mẽ, thời điểm mỗi lần mọi người chửi cậu đều vô cùng hài hòa đồng tâm hiệp lực đó có thấy hay không? Trong phòng bao những người khác cũng đều thấy được đoạn Weibo mà vạn san san đăng lên, vào lúc này đều đang sôi nổi nghị luận, mọi người cũng biết cung hút không bao giờ quan tâm đến loại chuyện này, thuận miệng chế nhạo mấy câu. Húc ca nghiêu bức a mỗi lần chuyện liên quan tới anh tất cả đều là trang đầu nha. Vạn san san có phải có bệnh hay không? ân oán giữa hai người cung húc cùng lăng thiếu chiết, cô ta ở giữa nhảy vào làm cái gì cơ chứ? Nhất định là vì muốn được nổi tiếng theo rồi, cung húc anh đừng phản ứng lại với thứ người như vậy. Cung húc hừ lạnh một tiếng, cô ta là ai vậy, hắn nổi giận với cô ta làm gì? Nhưng cung húc vẫn còn có chút lo âu nhìn về phương hướng của Diệp Bạch, thấy thần sắc Diệp ca của hắn vẫn đang như thường mà nói chuyện với Hàn Thiên Vũ, hoàn toàn không có dấu hiệu sinh khí mới thở phào nhẹ nhõm nhưng khi thở vào nhẹ nhõm trong lòng lại có một loại cảm giác mất mát trước nay chưa bao giờ có lan ra cả người. Nếu như lạc thần bị mắng như vậy, Diệp ca khẳng định từ sớm đã bắt đầu dỗ dành tìm cách giúp đỡ rồi, nhưng hắn bị chửi, Diệp ca lại không có phản ứng chút nào. chương 670, lúm đồng tiền đại gia ngươi A cầu gào tương đương. Đối với Diệp ca mà nói, hắn rốt cuộc được coi như là gì vậy? Diệp Bạch có coi hắn là nghệ sĩ mà mình đào tạo sao? hay vẫn là chỉ muốn lừa gạt hắn coi hắn là một người con nhà giàu cho nên chưa bao giờ nghĩ tới muốn hao tốn sức lực trên người của hắn đáng chết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy a à? hắn vào giới giải trí này chẳng qua chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi lại chưa từng nghĩ tới sẽ thực sự theo nghề này tiếp cận diệp bạch đều chỉ vì mứt hoa nhỏ của hắn đúng hắn là vì mứt hoa nhỏ a à? cung húc nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu cố gắng tự nói với mình như vậy nhưng tại sao hiện tại hắn ngày càng suy nghĩ những thứ chuyện loạn thất bát tao kia chứ còn mứt hoa nhỏ của hắn đã bao lâu rồi hắn không có nghĩ qua cung hút phiền não không dứt mà rót đầy tràn một ly rượu uống một hơi cạn sạch trong phòng khách mọi người đều đang vô cùng náo nhiệt ca hát có nữ nghệ sĩ ân cần đi tới trước mặt diệp bạch náo loạn muốn cùng hắn hợp ca hát bài lúm đồng tiền lúm đồng tiền lúm đồng tiền đại gia ngươi a sắc mặt của cung húc cả tối nay luôn âm tình bất định cảm thấy ai cũng đều không vừa mắt. Nguyên tắc của Diệp Oản Oản là đối với tất cả các nghệ sĩ đều sẽ giữ một khoảng cách nhất định, bởi vì hắn bây giờ là mặc nam trang, cho nên đối với những nghệ sĩ càng muốn tránh hiểm nghi, cho nên khéo léo từ chối. Nhưng vào lúc này bầu không khí vừa vặn vô cùng sôi động, mọi người đương nhiên không nguyện ý thả hắn đi, ồn ào lên nói, Diệp ca, hát một bài. Hát một bài mà, hoặc là anh thích bài hát gì, hát cái khác cũng được a. À diệp oản oản không cưỡng được liền tiện tay chọn một ca khúc sau đó gọi lạc thần người đang ở trong góc cả một đêm đều không nói lời nào lạc thần tôi nhớ được bài này cậu cũng thích cùng nhau hát được không đứa nhỏ này thật sự là quá hướng nội rồi công ty nhà mình tụ họp cũng ngồi yên tĩnh như vậy lạc thần nghe vậy ánh mắt nhất thời hơi hơi tỏa sáng có chút thụ sủng nhược kinh không nghĩ tới diệp oản oản sẽ nhớ đến gật đầu một cái đi tới phía có micro hai người cầm micro lên Diệp Oản Oản lên tiếng hát trước nấu, thần thanh máu nhiệt một chén canh, tinh cùng khổ vào hiệp cốt, ánh đao kiếm ảnh bên trong phẩm mấy phần, nhân thế chìm nổi. Lạc thần theo sát mở miệng, nói, chớ vội chớ dừng chớ xoay người, không thể buông tha chớ bàn về đường về, chớ có hỏi, có ai đợi. Diệp Oản Oản, đối đãi với ta xé ra nửa dặm cái này thần hôn càn khôn, ba thước thanh quang luân chuyển tẩy bụi mù, uống rượu mạnh nhất, yêu đẹp nhất người, nhìn biển rộng vân cao gợn sóng sinh giọng hát khàn khàn rõ ràng của Diệp Bạch, dù chỉ tùy ý ngồi dựa ở trên ghế salon với cái dáng vẻ lười biếng tùy ý kia, đáy mắt lưu quang thời gian chuyển động, như có thể chiếu sáng trói cả giải ngân hà. Rõ ràng là đang ở trong phòng khách quầy rượu, lại phảng phất như ở rừng trúc sa mạc lớn. Lạc thần sợ sệt trong chốc lát, nhưng vẫn chậm một nhịp mới tiếp nối lời hát, người ta nói giang hồ dâng lên nhiều nhất không sợ người, tới ba tiền rượu nóng mua tâm hồn của ta, giáo sơn xuyên điên đảo, giáo trời long đất lở, thiên địa này ta tới chống đỡ, nhanh bình sinh. Một khúc hát xong, toàn bộ tiếng vỗ tay như sấm động. Lợi hại lợi hại rồi. Không hổ là kim bài tổ hợp, phối hợp quá ăn ý. Cung hút loạn trò loạn trọng mà chen đến chọn bài hát, lên, tôi muốn chọn bài hát. Ta muốn, người tại bên thân ta, ta muốn xem người trang điểm, đêm này phong nhi thổi, thổi lòng ngứa ngáy, ta cô nương, thời gian quá rất dài, ta cô nương, người ở phương nào, mắt thấy trời sáng đều do đêm này sắc liêu nhân điên cuồng ta muốn hát bài hát yên lặng đem người nghĩ ta cô nương trong phòng bao tất cả mọi người cơ hồ đều chố mắt nhìn nhau tình huống này của cung húc là gì a à? phong cách không đúng thất tình thất tình người nói đùa đây cung húc sẽ thất tình sao thích cũng vậy đường tinh hỏa nhìn chầm trầm mặt của cung húc như có điều suy nghĩ sờ lên cầm bén nhạy phát hiện cái tên này có cái gì không đúng a à? ánh mắt nhìn lấy Diệp Bạch, có cái gì đó không đúng lắm. Đường tinh hỏa đảo mắt trợn tròn, sau đó lớn tiếng mở miệng nói, ai ai, ca hát có ý gì a? À? Chúng ta tới chơi trò chơi đi a. À? mọi người có muốn chơi, lời thật lòng đại mạo hiểm, không? Audio điện tử võ tấn bền chương 671, cậu có khả năng cong rồi, cậu muốn thế sao? Lời đề nghị của đường tinh hỏa được sự nhất trí đồng ý của mọi người, sau đó họ dối rít tiến tới. Không chơi đâu, tôi muốn ca hát, cung húc sứ vương ý niệm muốn cùng Diệp Oản Oản cùng nhau hát bài, lúng đồng tiền. Đường tinh hỏa một mặt không nói gì, lúc mới vừa rồi có cô gái muốn cùng Diệp Bạch hát cùng nhau, thằng cha này còn chê lên chê xuống nói gì mà, lúng đồng tiền đại gia ngươi, hiện tại chính mình lại muốn hát, thật không còn lời nào để nói mà. Diệp ca, theo tôi cùng nhau ca hát đi mà, tôi muốn hát, lúng đồng tiền. Diệp Oản Oản đáp, tôi không biết. Nhất thời Cung Húc thể hiện một bộ dạng chịu đựng đầy biểu tình ủy khuất gạt người. Anh theo cái ngốc tử này hát nhưng đều không muốn cùng tôi hát là sao? Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mắt liếc bộ dáng say khướt của Cung Húc, đem chén rượu trong tay của hắn đoạt lấy, sau đó móc ra một viên thuốc giải rượu, lột vỏ, nhét vào trong miệng của hắn. Cung Húc, a, à, cái gì vậy? Diệp Oản Oản đáp, thuốc giải rượu. Ăn ngon a, à, ánh mắt của Cung Húc sáng lên ai oán mới vừa rồi hiện lên nhất thời tất cả đều biến mất chợt nghiêng đầu hướng về phía đường tinh hỏa nhìn lại rồi nói đường tinh hỏa cậu mới vừa nói muốn chơi cái gì đúng không tới chơi tới chơi thôi sắc mặt của đường tinh hỏa càng thêm quỷ dị chỉ một viên đường liền giải quyết được cung húc rồi sao người anh em của tôi ơi cậu có khả năng cong rồi cậu muốn thế sao rất nhanh mọi người bắt đầu chơi trò thật lòng đại mạo hiểm đường tinh hỏa là một trong các cao thủ lần đầu tiên liền giúp chúng đại vương, ngay sau đó chọn chúng cung húc. A ha ha tương đương cung húc, lời thật lòng hay là đại mạo hiểm. Đường tinh hỏa đắc ý thoáng nhìn qua lá bài trong tay. Tâm tình của cung húc rất tốt sau khi ăn viên kẹo kia, lời thật lòng đi. Con người của đường tinh hỏa chuyển động, một cái tay nâng cầm lên, kéo dài âm thanh mở miệng nói, cung húc A, tôi hỏi cậu một vấn đề rất nghiêm túc, cậu nhất định phải nghiêm túc trả lời tôi nha. Hơn nữa nhất định phải nói thật vấn đề gì cung hút không nhịn được nhìn bộ dáng vòng vo này của hắn còn không có trò chơi gì là hắn không chơi nổi a à. đường tinh hỏa lại nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát sau đó mở miệng yếu ớt nói cậu thích đàn ông không nghe được vấn đề này tất cả mọi người đều là một trận ồn ào cả lên Phúc, đường tinh hỏa cậu đang đặt vấn đề gì đây a à? cậu lại có thể hoài nghi xu hướng giới tính của cung hút sao sắc mặt của cung hút đen như đáy nồi đường tinh hỏa cậu con miệng nó là đứa ngu ngốc sao đường tinh hỏa kiên nhẫn không bỏ tiếp tục truy vấn cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đấy cung húc nhìn hắn chằm chằm đáp thích đại gia ngươi a tiểu gia thích mỹ nữ mỹ mạo da trắng chân dài biết chưa đường tinh hỏa cậu con miệng nó có phải là thầm mến tôi hay không đường tinh hỏa khổ cậu suy nghĩ nhiều quá rồi để tránh làm cho quá rõ ràng đường tinh hỏa cố ý đợi mọi người chơi qua mấy vòng sau đó Rốt cuộc cũng tìm được một cơ hội thích hợp giúp chúng Diệp Oản Oản. Hai con người sáng loáng của Đường Tinh Hỏa nhìn chằm chằm Diệp Bạch người có gương mặt mà nam nữ đều thích kia, "A, à, tướng mạo này của Diệp Bạch thật sự là rất nguy hiểm a." À? Không đợi Đường Tinh Hỏa nói chuyện, Diệp Oản Oản trực tiếp lựa chọn Lời Thật Lòng. Mặc dù đối với cô mà nói, Lời Thật Lòng cũng rất nguy hiểm, nhưng đại mạo hiểm càng làm bậy hơn, đám người này chơi quá điên mà. Nghe được Diệp Oản Oản lựa chọn Lời Thật Lòng, đường tinh hỏa tỏ vẻ hợp ý của hắn A. Vì vậy, xoa xoa tay mà mở miệng hỏi ai, vừa vặn, Diệp ca A, tôi rất muốn hỏi anh một vấn đề. Vấn đề gì, Diệp oản oản không nhanh không chậm mở miệng nói. Đường tinh hỏa đầu tiên là nhìn về hướng của cung hút, ngay sau đó sờ lên cầm, ung dung mở miệng nói, hôm nay tại chỗ này có nhiều soái ca cùng tiểu thịt tươi như vậy. Nếu để cho anh lựa chọn một người để làm chuyện mà người gay mới làm mà nói thì anh sẽ chọn ai? Diệp Oản Oản, con miệng nó, đây là cái vấn đề quỷ gì a? À? Chương 672, rốt cuộc chọn ai? Cái gì gọi là chọn một người làm chuyện gay? Cái vấn đề này quả thật là đã đổi mới giới hạn cuối cùng của Diệp Oản Oản rồi. Phản ứng của Lạc Thần rõ ràng lớn nhất, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, Hàn Thiên Vũ đứng bên cạnh Diệp Oản Oản ngón tay cầm ly rượu dừng một chút, ánh mắt của cung húc soạt một cái chừng chừng mà nhìn về phía của Diệp Oản Oản, không nháy mắt một cái nào cả. Đường Tinh Hỏa tiện thể hề hề mà cười một tiếng, hoàn toàn là biểu tình không e sợ thiên hạ bất loạn, cố ý nhấn mạnh một câu, "Diệp ca, phải là vào hôm nay ở tại chỗ này trong những người này chọn một người nha." Tất cả mọi người đều là một trận ồn ào cả lên, có một vài tiểu thịt tươi trực tiếp hướng về phía Diệp Oản oản đưa lên ánh mắt quyến rũ, "Diệp ca, chọn em, chọn em a." À. Qua một bên đi, tôi cảm thấy Diệp ca càng thích tôi với loại hình đàn ông này mới đúng a. À thấy mấy người đàn ông kia đều ồn ào cả lên, các cô gái không nhịn được. "Ta đi a, à, các anh những người đàn ông này có còn liêm sỉ hay không hả? Còn nữa, bằng cái gì chỉ có thể lựa chọn đàn ông a?" À? "Đúng vậy, Đường Tinh Hỏa anh đang làm cái gì vậy? Vấn đề là tại sao không thể là từ trong mấy người con gái lựa chọn một người làm bạn gái chứ? Không công bằng." Thấy các cô gái đều bắt đầu than phiền mình, Đường Tinh Hỏa một mặt vô tội, nhún vai, "Các cô nếu muốn hỏi vấn đề này như thế các cô chờ lát nữa chính mình tự hỏi đi. Bất quá tôi phải nhắc nhở các cô một câu nha, Diệp ca của các cô là người đã có bạn gái, cho nên a, à, chớ suy nghĩ lung tung nữa nha. Nghe được lời của Đường Tinh Hỏa, mấy cô gái ở đây nhất thời một trận gào thét bi thương. Cái gì? Diệp ca đã có bạn gái sao? Ai ai ai, nói điểm chính nói điểm chính a, à. Diệp ca, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đâu đấy. Nhanh chọn người nhanh chọn người đường tinh hỏa gấp gáp mà thúc giục thấy mọi người đều nhìn mình chằm chầm, diệp oản oản bất đắc dĩ mở miệng nói một câu tôi không làm chuyện gay đường tinh hỏa cười hắc hắc nói tôi biết tôi biết cho nên tôi nói là nếu như mà nếu như không trả lời thì phải phạt ba ly rượu nha cái đường tinh hỏa này tối nay phát bệnh thần kinh gì vậy a à? diệp oản oản nhức đầu không thôi mà nhéo nghi tâm một cái ánh mắt nhìn lướt qua toàn bộ trong phòng khách chỉ có thể nhìn một chút rồi chọn một ai đó tương đối ổn thỏa mà thôi. Cô là một người đại diện, cái vấn đề này của đường tinh hỏa mặc dù chỉ là đùa giỡn, nhưng dù sao vẫn có mấy phần nhạy cảm, cho nên khẳng định không thể tùy tiện chọn một người không quen đùa kiểu này, nếu không ngày sau gặp nhau nhất định sẽ lung túng. Nhưng nếu như là người quen, phạm vi liền sẽ giảm đến rất nhỏ, số lượng người cô quen khi đi công tác ở bên ngoài tương đối ít. Chỉ có lạc thần, cung hút hàn thiên vũ thì so với những khác người càng thêm quen thuộc hơn một chút mà thôi lạc thần hoàn toàn không cần suy nghĩ đây là người đầu tiên diệp oản oản loại bỏ lạc thần rõ ràng nhận ra được ánh mắt của diệp oản oản ở trên người của mình thoáng lướt qua một cái rất nhanh liền rời đi bả vai không khỏi buông lỏng xuống nhưng lại không nhịn được lại nhìn về phía diệp oản oản diệp oản oản tiếp tục cân nhắc lạc thần khẳng định không được như thế cung húc thì sao cái tên này ngược lại rất không có liêm sỉ, đùa kiểu gì cũng không thể có quan hệ mập mờ với hắn được. Vào giờ phút này, bên trong phòng bao, tất cả mọi người đều đang hưng phấn trợn mắt chờ đợi sự lựa chọn của Diệp Oản Oản. Cung Húc nhận ra được ánh mắt của Diệp Oản Oản rơi ở trên người của mình, cả người đều hồi hộp, sống lưng không khỏi thẳng tắp, tim đập càng lúc càng nhanh, tiếp xúc được tầm mắt của Diệp Bạch, nhiệt độ tăng lên một chút xíu, cả người giống như món đồ ăn được đặt ở trong nước sôi mà nấu vậy. A à. Diệp ca sẽ chọn mình sao? Không thể nào, không thể nào a. À. Nhưng nếu như Diệp ca thực sự lựa chọn mình thì mình phải làm thế nào đây? Dù sao hắn cũng đẹp trai như vậy. Chương 673, vô cùng vinh hạnh. Nhưng là không được không được, hắn là một nam thẳng a. À. Nếu như Diệp ca thực sự chọn hắn, hắn nên lựa chọn như thế nào? Cung Húc tự mình lâm vào cảnh lo nghĩ vớ vẩn trong lòng trong phòng bao một ít hủ nữ giờ phút này đều đã kích động đến huyết dịch sôi trào a a a diệp ca rốt cuộc sẽ chọn ai a à? trời ơi khẩn trương chết tôi rồi tôi chọn lạc thần nhưng lạc thần là nghệ sĩ đầu tiên mà diệp ca nhận là kim bài hợp tác a à. có nhiều cảm giác cpa à. không 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 cô quá nông cạn rồi rõ ràng cung hút cùng diệp ca càng xứng đôi hơn được không ở trước mặt diệp ca cung hút quả thật là vô cùng ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ a à vừa hiền vừa dễ dụ a à. xin nhờ đi các cô có phải mới tới không hiểu tình huống hay không có hiểu nguyên tắc tới trước tới sau hay không a à? người đầu tiên đi cùng diệp ca rõ ràng chính là hàn thiên vũ hai người này mới là cặp đôi cp mà không ai nghi ngờ chút nào đó có được không trừ hàn thiên vũ tôi không chấp nhận bất luận kẻ nào cùng diệp ca của tôi có quan hệ cp a à, các cô chẳng lẽ không người chọn diệp ca cùng đường tinh hỏa sao Diệp Oản Oản hoàn toàn không biết mình đã bị mọi người ở trong tối tự sướng nói ba hoa, hơi suy tư sau đó, đem cung hút cũng loại bỏ. Nếu như vậy, cung hút cùng lạc thần đều là nghệ sĩ dưới tay cô, nếu có thể thì đưa hai nghệ sĩ này lên dựa trên loại xì căng đan này không tốt lắm. Vì vậy, cuối cùng chỉ còn lại một đối tượng mà thôi, Hàn Thiên Vũ. Hơn nữa, chọn Hàn Thiên Vũ quả thật là phương pháp an toàn nhất, cũng bảo đảm nhất. Diệp Oản Oản cân nhắc nhiều lần, sau đó, rốt cuộc đã đưa ra được quyết định của mình, dưới ánh mắt chú ý của tất cả mọi người, mở miệng nói, Hàn Thiên Vũ đi. Trong phòng khách yên lặng một giây đồng hồ, sau đó, tất cả mọi người ồ kêu lên, nhất là một vài hủ nữ. A, -a, 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 a, tôi biết mà, tôi liền biết ngay mà, Diệp ca của tôi rất trung thành sẽ không bị Hoa Hoa Thảo Thảo mê hoặc ánh mắt của mình đâu. Quả thật là CP Bạch Vũ không lay chuyển được a. À? Tại sao như vậy a? À? lại là hàn thiên vũ bất quá mặc dù quả thật cũng rất xứng đôi a bên trong phòng bao tương đối náo nhiệt hàn thiên vũ chính mình nghe được câu trả lời này xong sau đó cũng sửng sốt một chút tay cầm ly rượu một hồi đáy mắt dịu dàng không thể nhận ra lóe lên mặc dù hắn cơ bản có thể đoán được lý do vì sao diệp oản oản lại lựa chọn mình nhưng nghe được câu trả lời này vẫn không hiểu tự nhiên lại có một loại cảm giác cùng hắn thân mật hơn một tầng rồi lạc thần hơi nhắm con mắt lại ngón tay thoáng siết chặt người có quan hệ thân cận nhất với diệp ca quả nhiên vẫn là hàn thiên vũ bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên a à. ai cũng biết diệp ca cùng hàn thiên vũ quan hệ vô cùng tốt không phải là những người khác có thể so sánh được Đường tinh hỏa một mặt đồng tình mà nhìn về phía cung húc người kia lần này lại có thể không ở tại chỗ sù lông mà là vô cùng khác thường an tĩnh ngồi ở chỗ đó vẻ mặt che giấu trong bóng tối không biết đang suy nghĩ gì a ha ha Vô ca, Diệp ca muốn cùng anh làm chuyện gay a, à, cậu có ý kiến gì hay không?" Đường Tinh Hỏa một mặt chế nhạo nói. Hàn Thiên Vũ đầu tiên là nhìn người thanh niên bên cạnh một cái, hơi nhíu mày, vẻ mặt như thường mở miệng, vô cùng vinh hạnh. "Ồ ồ ồ, trong phòng khách nhất thời lại một trận ồn ào vang lên. Bởi vì mối quan hệ tốt giữa Diệp Oản Oản cùng Hàn Thiên Vũ, thái độ của hai người lại thản nhiên nên mọi người tất cả đều nghĩ là thiện ý đùa giỡn, không suy nghĩ nhiều nhưng là có vài người lại vào giờ phút này trong góc cung hút một tay siết chặt nơi vị trí trái tim mồ hôi lạnh nhễ nhại rơi đáng chết rốt cuộc chuyện gì xảy ra rõ ràng chỉ là một trò chơi mà thôi tại sao lúc tầm mắt diệp bạch từ trên người hắn rời đi tại sao khi tầm mắt của diệp bạch rơi vào trên người của hàn thiên vũ rồi từ trong miệng diệp bạch nói ra mấy chữ hàn thiên vũ trong lòng của hắn lại khó chịu như vậy Chương 674, sẽ bị đùa chơi chết mới thôi. Cái loại cảm giác nơi ngực bực bội đau đến cơ hồ không thể thở nổi. Cái loại tức giận này làm cho máu toàn thân đều như đang cháy, gần như muốn mất đi cảm giác khống chế. Cái loại muốn đưa hắn. Sắc mặt âm u của Cung Húc khẽ nguyền rủa một tiếng, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén như vậy nhìn về phía Đường Tinh Hỏa. Đường Tinh Hỏa cảm giác sống lưng mình lạnh lẽo, theo bản năng mà rụt cổ một cái. Trò chơi lời thật lòng đại mạo hiểm vẫn còn tiếp tục. Mặt Cung Húc không thay đổi mà rút một tấm bài. Đại vương, Cung Húc nhìn chằm chằm Đường Tinh Hỏa, lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Đường Tinh Hỏa bị ánh mắt của Cung Húc nhìn chăm chú làm trong lòng hắn có chút sợ hãi, đại mạo hiểm. Không không không, vẫn là thật lòng nói đi. Cùng Cung Húc chơi với nhau đã lâu, hắn cũng không dám chọn đại mạo hiểm. Lời thật lòng thật sao? cung hút lộ ra nửa điểm ngươi đã roi vào bẫy của ta rồi nhàn nhạt câu môi biểu tình dị thường khác người được vấn đề của tôi là nếu như bạn gái cậu cùng anh em tốt nhất của cậu cũng chính là tôi linh hồn trao đổi nhất định phải đâm chết một người hai người mới có thể đổi lại lẫn nhau cậu lựa chọn đâm chết người nào sắc mặt của đường tinh hỏa ngẩn ngơ một lát sau trực tiếp mắng ra âm thanh miệng đây quả thực là vấn đề mất mạng đó được không lão tử lựa chọn tự mình chết ha Nghe được vấn đề này, bên trong phòng bao tất cả mọi người đều là vỗ bắp đùi cười to không thôi. Ha 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 ha, cái vấn đề này, cung hút cậu quá trâu bò rồi. Quả nhiên mỗi lần hút ca đưa ra vấn đề đều là tuyệt sát a. À. Hút ca tức giận rồi. Mới vừa rồi lúc chơi trò chơi, cung hút ăn một viên kẹo ngọt, vẫn một mực cười hít mắt, không có lực sát thương gì, vào lúc này lại đột nhiên bạo phát. Phải biết, cung hút là cao thủ của trò chơi lời thật lòng đại mạo hiểm nha, nếu hắn nghĩ muốn hại ai thì như thế người kia nhất định sẽ bị đùa chết mới thôi sắc mặt của đường tinh hỏa như cha mẹ chết nói cung húc xem như cậu lợi hại tôi uống rượu nói xong chỉ có thể đem ba ly lớn rượu phạt uống vào bụng cung húc lại tiếp tục ngồi ở chỗ đó nói ok trò chơi tiếp tục bắt đầu đường tinh hỏa bị sặc một cái không khỏi cảm thấy càng thấm người sự thật chứng minh sự cảm của hắn là chính xác Cung Húc lần nữa rút được đại vương, hơn nữa chọn chúng hắn. Cung Húc, lời thật lòng, vẫn là đại mạo hiểm. Con người của đường tinh hỏa quay tròn loạn chuyển, mặc dù lời thật lòng rất thảm, nhưng đại mạo hiểm khẳng định thảm hại hơn. Vẫn là, lời thật lòng đi, đường tinh hỏa cắn răng. Cung Húc gật đầu một cái, sau đó mở miệng hỏi, nếu như bạn gái của cậu cùng anh em tốt nhất của cậu trao đổi linh hồn. Tại sao lại là cái vấn đề này? Đường tinh hỏa tan vỡ, gấp cái gì, cung húc liếc hắn một cái, tiếp tục mở miệng nói, nếu như bạn gái cùng anh em tốt nhất của cậu trao đổi linh hồn, mà cậu nhất định phải từ trong đó lựa chọn một người để ân ái, cậu sẽ lựa chọn ai? Đường tinh hỏa, cung tiểu húc, đại gia ngươi đấy. Ừ, cung húc cười híp mắt, trong ánh mắt chợt hiện ánh sáng bén nhọn. Có ai như cậu đặt vấn đề quỷ quái như vậy sao? Đường tinh hỏa cũng gần như bị mệt não rồi, không có cách nào a à cái vấn đề này hắn quả thực không có cách nào trả lời được đường tinh hỏa chỉ có thể tiếp tục uống ba chén rượu sáu ly đi xuống bụng cũng sắp ói tới nơi rồi trò chơi tiếp tục lần thứ ba đại vương lại là cung hút tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía của đường tinh hỏa mặc dù không biết tại sao nhưng mọi người cũng nhìn ra được cung hút đây là cố ý đùa giỡn với đường tinh hỏa đường tinh hỏa giờ phút này quả thật là hối hận mà lệ rơi đầy mặt Sớm biết thế hắn liền không tìm đường chết, không gây chuyện rồi. Nhưng là người anh em à, người ta không cùng cậu làm chuyện gây chuyện liên quan gì tới mình chứ. Cậu giận cá chém thất ai cũng được nhưng không cần giận cá chém thất trên người của mình chứ. chương 675, hắn cần ăn đòn mà thôi. Lời thật lòng hay là đại mạo hiểm, giọng nói của cung hút giống như ma âm rót vào tai. Đường tinh hỏa kêu thảm thiết rồi chạy chối chết, anh em à, hút ca cùng đại gia cậu giữ lấy cơ hội đi hỏi diệp ca đi đúng cậu đi hỏi diệp ca vấn đề này đi nha thật tốt ca à? tại sao lại đem cơ hội lãng phí ở trên người tôi như vậy cung húc nghe vậy động tác dừng lại một chút nhìn về hướng diệp oản oản đường tinh hỏa nói không sai lời thật lòng hay đại mạo hiểm quả thật là cơ hội tốt vô cùng có thể hỏi thăm được tin tức của mướt hoa nhỏ trên thực tế lấy tâm tư của hắn hẳn đã sớm nghĩ tới chỗ này rồi nhưng bây giờ hắn rốt cuộc đang làm gì đây lời thật lòng hay là đại mạo hiểm cung húc lặp lại thần sắc càng thêm âm u đường tinh hỏa chưa từng thấy bộ dáng đáng sợ như vậy của cung húc ực nuốt nước miếng một cái liền hướng về phía diệp oản oản cuống cuồng chạy tới diệp ca cứu tôi a à. đường tinh hỏa mới vừa bước ra một bước liền bị cung húc níu lấy cổ áo còn muốn chạy sao a a a nhẹ một chút nhẹ một chút nhẹ một chút Đường tinh hỏa thiếu chút nữa bị ghim đến mức tắt thở Diệp oản oản nhìn thấy cung hút không giải thích được đột nhiên ở đó điên cuồng đùa giỡn đường tinh hỏa Bất đắc dĩ nhéo nghi tâm một cái, đứng dậy nắm cổ tay của cung hút Tốt rồi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy Khi ngón tay trắng nõn mềm mại của Diệp bạch đặt lên cổ tay mình Trong nháy mắt sống lưng của cung hút cứng đờ, nhất thời giống như bị bỏng phải buông lỏng tay mình ra Gào, được cứu rồi a à đường tinh hỏa nhanh tay lẹ mắt vội vàng thừa cơ con người rụt lại quay người liền chạy như bay trốn vọt ra ngoài hắn làm sao làm cho cậu buồn rồi hả diệp oản oản mở miệng hỏi cung húc vùi đầu không nói tiếng nào vừa lúc nãy khi mới tiếp cận với sự đụng chạm thoáng qua của diệp bạch trên cổ tay của hắn lưu lại xúc cảm tất cả đều để cho hắn tâm phiền ý loạn hắn cần ăn đòn mà thôi cung húc mở miệng nói một câu nhưng sau đó xoay người rời đi khỏi phòng bao Diệp Oản Oản nhìn bóng lưng rời đi của Cung Húc, lộ ra thần sắc hồ nghi. Tâm trạng của Cung Húc dường như không đúng lắm nha. Diệp Oản Oản đang trầm ngâm suy tư, tiếng chuông báo từ điện thoại di động reo lên, là Tư Dạ Hàn gửi tới. Kết thúc rồi à, ánh mắt của Diệp Oản Oản bỗng nhiên nhu hòa, trả lời một câu, rất nhanh thôi, đoán chừng chỉ cần nửa giờ nữa thôi. Anh làm việc gần đây, Tư giả Hàn gửi mấy chữ này qua tới, sau đó liền không có thêm thông tin nào nữa. Nhìn cái tin này, Diệp Oản Oản hơi có chút không biết nên nói gì. Anh làm việc gần đây, chờ lát nữa thuận tiện tới đón em đi. Chỉ cần như vậy thôi mà không thể nói một câu hoàn chỉnh như thế sao. Cô cảm giác mình cũng luyện được thuật đọc tâm rồi. Ai, tính toán một chút, bạn gái cũng là muốn cưng chiều A. Diệp Oản Oản mặc dù trong lòng đang gào thét dữ dội, nhưng vẫn gửi qua một tin nhắn, ưm, chờ lát nữa cùng nhau về nhà được không? Ừ. Tư Dạ Hàn lập tức trả lời. Nhìn tin nhắn, ừ, đó, Diệp Oản Oản bật cười một tiếng. Hàn Thiên Vũ hơi có chút sợ sệt mà nhìn người thanh niên bên cạnh mình, ánh mắt của Diệp Bạch rõ ràng đang nhìn màn hình điện thoại di động, trong con người tỏa ra toàn vẻ ôn nhu. Là đang cùng, bạn gái gửi tin nhắn sao? Cùng lúc đó, bên trong phòng rửa tay. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Đường tinh hỏa vừa định len lén chạy trốn, kết quả lại bị cung hút chặn lại, một quyền đánh ở sau lưng hắn giữ hắn ở lại trên vách tường cản lại đường đi của hắn đường tinh hỏa vào lúc này thật sự là hối hận tím cả ruột tổ tông của tôi ơi cậu rốt cuộc muốn như thế nào a à? cung húc không nói một lời ánh mắt nhìn chằm chằm đường tinh hỏa mãi đến khi bắp chân của đường tinh hỏa đều bắt đầu run lên con miệng nó cái tên này cũng không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ cô chết hắn rồi ngay tại thời điểm đường tinh hỏa không dám thở mạnh Cung Húc không có dấu hiệu nào bỗng nhiên xít lại gần, sau đó hướng về phía hắn liền hôn một cái. Hôn một cái, hôn một cái. Chương 676, chứng minh là thẳng. Đường Tinh Hỏa cả người giống như sấm sét đánh trúng đầu, tôi miệng 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 nó. Cung hút cái vương bát đản này, cậu bị đập đầu ngã vào đâu nên điên rồi sao? Gào, trinh tiết của tôi, Cung hút đại gia cậu đấy. Đường Tinh Hỏa điên cuồng xoa xoa môi. Mà phản ứng của Cung hút, so với đường tinh hỏa còn lớn hơn, một tay đem hắn sốc lên, thiếu chút nữa bắt hắn cho lật ngược lại, ngay sau đó không ngừng dùng nước bắt đầu rửa cả khuôn mặt, vẻ mặt ghét bỏ đến cực hạn, miệng. Buồn nôn chết được, đường tinh hỏa nghe vậy thiếu chút nữa tức điên lên, miệng nó. Cậu buồn nôn, tôi còn miệng nó còn buồn nôn hơn nữa đây, cậu cưỡng hôn tôi, còn ghét bỏ tôi muốn ối, cậu có lầm hay không? SHIT, cung hút đem nước mở đến cỡ lớn nhất, trực tiếp đem cả đầu đều đặt ở dưới dòng nước lạnh. Đường tinh hỏa nhìn bộ dạng hiện tại của cung húc, nuốt nước miếng, yếu ớt mà mở miệng nói, tôi nói cung húc a, à, cậu sẽ không phải là thật sự cong rồi đi. Cung húc chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc ướt thấm đầy nước, ánh mắt âm trầm nhìn về phía đường tinh hỏa nói, cậu mới vừa, nói cái gì? Cong hả? Thích, không có, tôi không nói gì, không nói gì, không nói gì a, à. cậu nghe lầm a. À. Cậu hôn tôi như vậy mà còn có cảm giác ghê tởm, làm sao có thể cong nha ha ha ha, đường tinh hỏa khoát tay liên lực, cậu nhất định là thẳng, cậu là người thẳng nhất vũ trụ rồi. CMN, xong đời, không cẩn thận liền nói lỡ miệng ra rồi a. À. Lấy thái độ hiện tại của Cung Húc, hắn muôn ngàn lần không thể để cho hắn biết, mình đã phát hiện ra khả năng hắn cong là sự thật. Cũng còn may, khi Cung Húc nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt hòa hoãn không ít. Thật là cảm ơn trời đất. Yên lặng một lúc, Cung Húc mở miệng, "Vậy, hắn thì sao đây?" "À, hắn? Ai vậy?" Đường Tinh Hỏa không hiểu hỏi lại. Cung Húc hơi có chút phiền não nhìn lướt qua Đường Tinh Hỏa, "Diệp Bạch, hắn thích con trai hay là con gái?" Đường Tinh Hỏa nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Chuyện này, tôi làm sao biết a?" À? Đường Tinh Hỏa vừa nói vừa trách móc mà lầu bầu, "Mới vừa rồi tôi đã nhắc nhở cậu, để cho cậu quý trọng cơ hội đi hỏi Diệp Bạch, nhưng cậu không muốn." mà điên cuồng muốn đùa giỡn tôi, cậu nói đi đây là tội gì?" Cung Húc ánh mắt nguy hiểm liếc hắn một cái. Đường Tinh hỏa rụt cổ một cái, lập tức nghiêm túc trả lời, "Diệp ca không phải là có bạn gái sao? Cho nên, hắn chắc là thích con gái chứ. Vậy chuyện giữa hắn cùng Hàn Thiên Vũ là chuyện gì?" Vừa nhắc tới Hàn Thiên Vũ, nghĩ đến câu trả lời mới vừa rồi của Diệp Oản Oản, sắc mặt của Cung Húc nhất thời lại lạnh xuống, giọt nước dính trên gương mặt một mảnh hàn ý, đáy mắt đầy lửa giận bốc lên lúc như thế này đường tinh hỏa nào dám chọc giận hắn chỉ có thể dựa vào bản năng của mình đưa ra lời nịnh nọt lời nói đương nhiên là theo phe của cung hút mở miệng nói xin nhờ a à, dĩ nhiên là đùa cậu không nhìn ra diệp bạch là cố ý chọn hàn thiên vũ sao chính là vì tránh hiểm nghi mà thôi dù sao hôm nay ở chỗ này cậu không phải là nghệ sĩ dưới tay hắn sao nếu như bị truyền ra ngoài có si căng đan cùng quy tắc ngầm sẽ không tốt A. À? nghe được lời phân tích của đường tinh hỏa nói diệp bạch không thích hàn thiên vũ phiền não trong lòng cung húc thoáng cái hóa giải mấy phần nhưng vừa nghĩ tới chuyện đường tinh hỏa nói hắn đã có bạn gái hắn yêu thích con gái phiền não mới vừa hóa giải lại bắt đầu tăng thêm đáng chết thời khắc này cung húc giống như một con sư tử nóng này đường tinh hỏa giống như nàng dâu nhỏ bị ức hiếp giúp ở trong góc rất sợ cung húc vì muốn chứng minh mình là thẳng lại nhào lên gặm hắn một cái nữa làm bậy a à, hắn muốn bảo vệ trinh tiết của hắn hắn đang trêu ai gẹo ai đây a à lần sau hắn không bao giờ dở trò bát quái tin tức của người khác nữa, giá phải trả thật sự là quá lớn mà. chương 677, hôn một cái thử xem. Sau khi tụ họp kết thúc, tại cửa quán rượu, mọi người lần lượt đứng lên từ biệt nhau rồi rời đi. Hàn Thiên Vũ, Diệp Bạch, cậu trở về bằng cách nào? Bạn của tôi đang ở gần đây, thuận đường đưa tôi đi về chung. Diệp Oản Oản trả lời. Chỉ còn Lạc Thần, Cung hút. Hàn Thiên Vũ còn có đường tinh hỏa đang đợi xe mà thôi. Hàn Thiên Vũ nghiêng đầu nói chuyện với Diệp Oản Oản, Lạc Thần đang cùng trợ lý của mình nói chuyện điện thoại, trước đây hắn rất thích đứng ở trước mặt Diệp Oản Oản nói chuyện, thế mà giờ đây hắn cùng cung húc hai người vô cùng khác thường đứng ở phía sau cách xa Diệp Bạch mấy bước. Ánh mắt của đường tinh hỏa ở trên người Diệp Bạch, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ cùng cung hút từng người một xẹt qua ánh nhìn, hiếu kỳ đến mức làm lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn. Hắn luôn cảm thấy có gian tình đâu đây, nhưng hết lần này tới lần khác lại không tìm được. Cung Húc cất bước đi tới trước mặt Hàn Thiên Vũ, một mình gọi hắn qua một bên. "Thiên Vũ ca, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh." Ánh mắt của Cung Húc bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt. "Vấn đề gì?" Hàn Thiên Vũ hỏi. "Cung Húc, Diệp ca hắn có bạn gái, thật sao?" Hàn Thiên Vũ gật đầu một cái đáp, "Không sai, hơn nữa, nghe nói rất đẹp, mặc dù tôi còn chưa gặp qua người thật." cung húc hơi nhíu mày anh xác định hắn yêu thích con gái sao hàn thiên vũ nghe được vấn đề này không khỏi bật cười vẻ mặt bất đắc dĩ nói dĩ nhiên cậu đang miên man suy nghĩ cái gì đó sẽ không phải là bởi vì chuyện đùa giỡn tối nay đi chứ tôi muốn thanh minh tôi cùng diệp bạch là trong sạch thấy thái độ thản nhiên của hàn thiên vũ cung húc trầm mặc lại một lát sau cung húc lại tiến tới trước mặt của lạc thần qua đây có chuyện muốn hỏi cậu chuyện gì lạc thần hơi nhíu mày cậu qua đây liền đi nhanh lên cung húc như kẻ cướp đem người kéo đi lạc thần rốt cuộc có chuyện gì vậy tôi hỏi cậu diệp ca có phải có bạn gái hay không cung húc lại hỏi giống như vấn đề lúc nãy vâng đúng thế có vấn đề gì sao lạc thần một mặt không hiểu hỏi lại cậu xác định diệp ca yêu thích con gái sao cung húc vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy hỏi hắn cũng không biết mình rốt cuộc tại sao phải một mực hỏi cái vấn đề này, cũng không biết câu trả lời mà hắn hy vọng nghe được là cái gì nữa. Chân mày của lạc thần nhíu chặt, mặt lộ vẻ không vui mở miệng nói, anh đang nói hưu nói vượn cái gì đó. Diệp ca yêu thích dĩ nhiên là con gái rồi. Cung húc bĩu môi một cái, cuối cùng không nói nữa, đại khái cũng cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Tối nay hắn nhất định là đã uống say rồi, cho nên mới không bình thường như vậy. Hắn là thẳng, Diệp ca càng là thẳng. Đúng, chính là như vậy. Cung húc, lúc này, Diệp oản oản đi về phía cung húc. Kết quả, trong nháy mắt lúc Diệp bạch đi tới trước mặt mình, trái tim cung húc vốn đã bình tĩnh lại lần nữa cuồng loạn, huyết dịch lại bắt đầu sôi trào. Cung húc dùng sức đè nén nhịp đập cuồng loạn nơi ngược lại. Đệt, trái tim A, mày vì một người đàn ông, đập như con nai và ngơ ngác nhảy nhót rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Thế nào? Diệp Oản Oản thấy vậy hỏi. Không có, không có việc gì. Diệp ca anh có chuyện gì sao? Cung hút rốt của ổn định lại nhịp tim quyết tâm mở miệng nói, nhưng ánh mắt có chút né tránh. Tóc của cậu thế nào vậy? Diệp oản oản mở miệng. Tóc của cung hút ướt nhẹp, vạt áo trước ngực cũng ướt một mảnh. Đường tinh hỏa trốn ở góc phòng, lệ rơi đầy mặt, đây là tội chứng, tội chứng A. Bằng chứng hắn xâm phạm tôi A. Không có việc gì, dính vào ít đồ không sạch, tắm một cái mà thôi. Cung Húc trả lời, sau đó một mặt muốn nói lại thôi, quấn quyết đến mức muốn nhanh chóng biến thành khói thoát khỏi nơi đây. Mẹ Kiếp, còn nhảy nữa a. À? Nhảy nhót nhảy nhót, nhảy em gái người a. À? sốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy? Tại sao vừa thấy được Diệp ca, mới nói chuyện một chút với Diệp ca, cả người hắn đều như có cái gì đó không đúng lắm, tim đập nhanh hơn, thân thể ấm lên, mất hết hồn vía. Chương 678, tình địch chân chính đêm lạnh, ngoài trời mưa tí tách rơi, giống như tâm tình hiện tại của cung húc. Hắn phát hiện, cảm giác lúc này của hắn quả thật là giống như là lâm vào yêu đương cháy bỏng. Nghĩ tới đây, cung húc không khỏi cảm thấy giận cả tóc gáy khắp người, nhất thời hắn bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. CMN, lâm vào yêu đương cháy bỏng sao? Điên rồi sao, hắn phát sinh tình yêu nồng đậm với một người đàn ông sao? Nhưng, dù sao hắn cũng là người có tình trường ngang dọc, cũng không phải là chưa trải qua chuyện lớn gì không có khả năng không hiểu chuyện được vì thế phản ứng thái quá của hắn như vậy là đang đại biểu cho cái gì đây thật sự là làm hắn kinh hồn bạt vía mà không được lại tiếp tục suy nghĩ như vậy nữa hắn sẽ muốn điên mất hắn có muốn hay không có muốn thân mật hơn với diệp ca một chút nữa hay không a à? nếu hắn cũng cảm thấy buồn nôn giống như khi hôn đường tinh hỏa vậy thì hắn nhất định liền có thể yên tâm cung húc đang xoa tay suy nghĩ lung tung Diệp Oản Oản mở miệng nói, là muốn hỏi tôi chuyện có liên quan đến Mứt Hoa Nhỏ sao? À, cái gì? Vào lúc này Cung Húc cũng sớm đã đem Mứt Hoa Nhỏ của hắn bỏ qua một bên đến ngoài chín tầng mây rồi. Diệp Oản Oản phát giác ra biểu hiện của Cung Húc có cái gì đó không đúng lắm, ánh mắt nhìn lại Cung Húc. Ngay tại lúc Cung Húc bị nhìn chằm chằm làm hắn càng thêm tâm hoảng ý loạn, ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn xéo qua, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ từ chậm rãi ngừng lại ở ven đường là xe của tư dạ hàn ánh mắt của diệp oản oản lúc này mới từ trên người cung húc rời đi nhìn về hướng đối diện chỉ thấy khi cửa xe mở ra một đôi chân thon dài bước ra theo sau chính là một bóng người thanh lãnh thật cao từ trong bóng đêm an tĩnh chậm rãi đi về hướng quầy rượu trong ngọn đèn lóa mắt từng bước từng bước đi tới trước mặt của diệp oản oản rồi đứng lại hàn thiên vũ nhìn người đi tới nhất thời con người hơi co lại người bạn mà diệp bạch nói Hóa ra là tư cửu. Tư tiên sinh lại gặp mặt nữa rồi, Hàn Thiên Vũ lên tiếng chào. Vẻ mặt lãnh đạm của tư giả Hàn nhìn Hàn Thiên Vũ, rồi gật đầu một cái. Lạc Thần mặc dù chỉ gặp qua tư giả Hàn một lần, nhưng ấn tượng cũng khắc sâu, lần đó tư giả Hàn ở trước mặt hắn cùng Hàn Thiên Vũ hôn diệp bạch một cái, khi đó hắn bị dọa đến vô cùng hoảng sợ. Thấy tư giả Hàn đến, Diệp Oản Oản cùng mọi người lên tiếng chào muốn rời đi, "Thiên Vũ, bạn của tôi đến rồi." Tôi đi trước đây. Được, trên đường đi chậm một chút. Lạc Thần, tiểu tình đã tới chưa? Diệp Oản Oản nhìn về phía Lạc Thần. Lạc Thần, còn 5 phút nữa. Được, Diệp Oản Oản gật đầu, nhìn về phía Cung Húc, Cung Húc, ở đây chờ tài xế qua tới, cậu uống rượu, đừng chạy xe. Ưm, ừ, Cung Húc mất tập trung nhìn người đàn ông bên người Diệp Oản Oản. Người đàn ông này là ai? Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng chỉ là một người xa lạ lại để cho hắn có loại cảnh giác cùng bài xích đến từ bản năng. Một loại cảm giác rất có tính uy hiếp. Đường tinh hỏa vẫn đang một mực muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình nhưng không nhịn được mở miệng nói, người đàn ông này là ai vậy? Khí thế thật là mạnh mẽ. Diệp Oản Oản cùng đám người Hàn Thiên Vũ chào hỏi bắt chuyện xong sau liền cùng tư dạ Hàn cùng rời đi đi về phía chiếc xe ở đối diện. Ban đêm gió có chút lạnh, Diệp Oản Oản đi được một nửa, chợt hắt hơi một cái. Bên cạnh, chân mày của tư dạ hàn nhíu lên hơi dừng chân lại anh cởi áo khoác màu đen to lớn trên người xuống nhẹ nhàng khoác ở trên vai của diệp oản oản được chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể bao bọc lại thân thể diệp oản oản nhất thời cảm thấy thân thể mình thật ấm áp diệp oản oản sững sờ sau đó sốt ruột nói a à, không cần cho em đâu vạn nhất anh bị cảm làm sao bây giờ nếu tư dạ hàn bị cảm thì đó cũng không phải là chuyện nhỏ hơn nữa hiện tại cô đang mặc đồ nam nha. Thấy Diệp Oản Oản muốn đem áo khoác trả lại cho mình, Tư giả dạ Hàn đột nhiên kéo tay cô một cái. Cảm nhận được nhiệt độ lạnh giá trên ngón tay của Oản Oản, chân mày của Tư giả dạ Hàn nhất thời nhíu càng thêm lợi hại, trực tiếp đem cái tay nhỏ bé kia kề sát vào trong lồng ngực ấm áp của mình. Chương 679, hai người các cậu là tên lường gạt. Sau khi thấy một màn này, cùng húc giống như sấm sét đánh chúng, trợn mắt tố cáo nhìn hàn thiên vũ và lạc thần đang đứng ở một bên tên lường gạt hai người các cậu tên lường gạt học sức lại lừa gạt tôi không phải nói diệp ca yêu thích là con gái sao hai người nói cho tôi biết nói cho tôi biết đây là cái gì đây là tình huống gì người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là có chuyện gì xảy ra a à? diệp oản oản đương nhiên chú ý tới phản ứng của đám người cung húc nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút nếu lúc này rút tay về hậu quả không lường được nên cuối cùng vẫn lựa chọn sáng suốt ngoan ngoãn không thay đổi. Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn qua hướng đám người lạc thần, cung hút cách đó không xa một cái, sau đó thần sắc bất đắc dĩ ngước mắt nhìn tư giả hàn mở miệng nói, bảo bối a, à, ở trước mặt nghệ sĩ nhà em, có thể cho em chút mặt mũi không? Mặt mũi, tư giả hàn lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Sau khi suy nghĩ một chút, tư giả hàn đại khái cũng hiểu được ý của Diệp Oản Oản chắc là cô sợ bị hiểu lầm, không thích mình ở trước mặt người của công ty cùng cô quá thân mật, ánh mắt hơi hơi âm trầm thêm vài phần, cùng lúc đó, bàn tay nắm lấy tay cô cũng buông lỏng. Diệp Oản Oản thấy vậy, khóe môi cong lên cũng không giải thích. Một giây kế tiếp, cô trực tiếp cởi áo khoác trên người mình xuống, nhẹ nhàng ném một cái, khoác trở về trên người Tư Dạ Hàn, sau đó, tháo khăn quàng trên cổ mình xuống, nghiêm túc quấn lấy hai vòng ở trên cổ của Tư Dạ Hàn, cười nhẹ một tiếng dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được mở miệng nói, ý của em là, cho dù có thể gây nên một ít hiểu lầm, tốt xấu gì em cũng nên là công A, nếu như bị nghệ sĩ dưới quyền ngộ nhận là thụ, cái này mất mặt cỡ nào A. Tư giả hàn, hai người đàn ông một người giữa hai lông mày đang hiện lên nụ cười lười biếng, tướng mạo rõ ràng tuấn tú tuyệt đẹp, như người giàu sang, một người khác khí thế thánh thoát, như đỉnh núi trăm ngàn năm trắng ngần, rõ ràng nhìn qua hoàn toàn xa lạ, nhưng lại vô cùng hài hòa, đứng chung với nhau tạo ra một màn đẹp như bức họa. Huống chi giữa hai người bọn họ còn có một loại không khí mập mờ không nói rõ được cũng không tả rõ được tỏa ra xung quanh. Cách đó không xa trên mặt tất cả mọi người lạc thần, hàn thiên vũ, cung húc, đường tinh hỏa đều là một vẻ mặt khó mà hình dung đầy phức tạp. Hình ảnh mới vừa rồi nếu như là một nam một nữ, đây tuyệt đối sẽ trở thành một tấn thức ăn cho chó, hình ảnh duy mi ấm áp, nhưng bây giờ là hai cái đại nam nhân, cái này có phải có chỗ nào không đúng hay không a? À? đường tinh hỏa nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí lại gần mở miệng. ai, người đàn ông kia là ai vậy? cùng diệp ca có quan hệ như thế nào thế? tại sao tôi cảm giác giữa hai người họ không đúng lắm? chẳng lẽ cảm giác của tôi bị sai à? cung húc trực tiếp nổi điên lên, như gió lốc vò tới trước mặt hàn thiên vũ cùng lạc thần. cái này chính là điều mà các cậu nói diệp ca thích con gái sao? hàn thiên vũ cùng lạc thần liếc nhau một cái sau đó, lạc thần mở miệng, có vấn đề gì sao? Cung húc trên trán nổi lên gân xanh, cậu còn hỏi tôi có vấn đề gì? Mới vừa rồi chính cậu không thấy sao? Lạc thần một mặt thờ ơ, thấy được thì đã có sao, chẳng qua chỉ là điều rất bình thường giữa bạn bè sống chung với nhau mà thôi. Đối với lạc thần đã từng tận mắt nhìn qua cảnh diệp oản oản đem tư dạ hàn đụng ngã ở trên ghế salon một màn kia mà nói, chuyện mới vừa mới xảy ra bất quá chỉ là cởi áo, sờ tay một cái mà thôi đối với lạc thần mà nói đương nhiên bình thường rất bình thường cậu con miệng nó là mù mắt sao cung húc gầm thét vừa nhìn về phía hàn thiên vũ thiên vũ ca anh cũng cảm thấy bình thường sao hàn thiên vũ sờ lỗ mũi một cái đáp hẳn là không có cái gì đi dù sao hàn thiên vũ so với lạc thần hiểu biết rộng hơn chính hắn đã thấy qua tư cửu còn thân mật với diệp bạch hơn nữa kia cuối cùng chỉ còn lại có cung húc cả người đều hỗn loạn muốn điên. chương 680, nhất định là có mở ám. Xe chạy trên đường vô cùng bằng phẳng, nhưng tâm tình của cung hút lại giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Trên ghế sau, cung hút gần như sụp đổ đang lầm bầm lầu bầu, xít. Chẳng lẽ sai thật sự là tôi sao? Là tôi nghĩ quá nhiều. Tiểu gia 3 tuổi đã bắt đầu ngang dọc trong giới tình trường, làm sao có thể có chuyện phán đoán sai lầm được? diệp ca cùng cái tên mặt liệt đó nhất định là có mở ám đúng nhất định có vấn đề đường tinh hỏa ngồi dán chặt vào góc cửa sổ xe yếu ớt mà mở miệng nói tôi có thể nói một câu không cung húc tức giận nhìn hắn một cái có dám mau thả đường tinh hỏa mở miệng tôi chính là muốn nói diệp ca thích đàn ông hay ưa thích phụ nữ cùng cậu có quan hệ gì đâu cậu hoàn toàn không cần phải không cần phải cuống quyết như vậy a à? trong nháy mắt đường hỏa tinh vừa dứt tiếng Sắc mặt của Cung Húc nhất thời cứng đờ. Không sai, giới tính của Diệp Bạch cùng hắn có quan hệ gì chứ, hắn tại sao phải để bụng như thế? Cung Húc cố gắng tự nói với mình, hắn không có chút nào để ý, có điều hắn để ý bởi vì Diệp Bạch là anh trai của Mứt Hoa Quả, cho nên mới quan tâm kỹ càng một chút. Nhưng trong đầu cũng không ngừng hiện ra hình ảnh tối nay Diệp Bạch thay người đàn ông kia mặc áo, đeo khăn quàng. Vẻ mặt lúc Diệp Bạch nhìn người đàn ông kia Đường tinh hỏa liếc nhìn vẻ mặt của cung húc, lầu bầu mở miệng, trừ phi cậu thực sự cong rồi. Cung húc thấp giọng hỏi lại, trừ phi tôi cái gì? Đường tinh hỏa nào dám nói sự thật, lắc đầu liên tục, khẩu khí kiên quyết nói, không có. Không có cái gì. Ánh mắt của cung húc âm u một mực nhìn chằm chằm đường tinh hỏa, tầm mắt giống như tia ích quang. Đường tinh hỏa bị nhìn chăm chú đến sợ hãi, kinh hoàng bưng kín miệng của mình. Không phải chứ, chẳng lẽ hắn còn muốn tới một lần nữa sao? Tài xế, dừng xe, dừng xe, tôi muốn xuống xe A. Vốn là hắn chuẩn bị tối nay đi đến biệt thự của cung húc ở, nhưng hiện tại nhìn tình huống này, cùng hắn ở chung một chỗ thật sự là quá nguy hiểm. Xe rốt cuộc cũng chạy đến biệt thự gần đó, đường tinh hỏa lập tức gấp gáp vội vàng đi xuống, kết quả, vừa muốn xuống xe, đột nhiên phát hiện tình huống trước mặt có cái gì đó không đúng. Bên ngoài biệt thự đông nghịt người tập trung bu đầy, có vô số phóng viên từ các tạp chí khác nhau, còn có vô số người kéo biểu ngữ có đèn LED. Trên biểu ngữ viết rõ ràng, Cung Húc cút ra khỏi giới giải trí, Cung Húc nói xin lỗi với Lăng Thiếu Chiết. Xe của Cung Húc mới vừa xuất hiện tại tầm mắt của mọi người, cửa sổ xe liền bắt đầu rầm 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 vang lên, không ngừng có hột gà túi cùng rau héo đập tới về phía xe. Tối nay tâm tình của Cung Húc vốn là không được tốt lắm, vào lúc này càng thêm phiền não, tiệm đi. Tiểu gia ta mới mua chiếc xe thể thao này. Đường tinh hỏa cao mày, biệt thự này của cậu trừ mấy người quen, không có ai biết đến, là ai tiết lộ tin tức. Còn có thể là ai? Cung hút hừ lạnh một tiếng. Tóm lại trước tiên tránh đi đã. Đường tinh hỏa mở miệng nói. Sau khi vạn san san phát uây bua đến bây giờ, thời gian cũng chỉ mới mấy tiếng ngắn ngủi, nhưng sự kiện đã ẩm ý toàn bộ mọi người ai cũng đều biết. Truyền thông cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ truy tìm, đem vấn đề nhạy cảm đức hạnh của nghệ sĩ cùng giai cấp xã hội đưa lên. Mặc dù bối cảnh của cung húc quá cứng, thế nhưng, nếu như ảnh hưởng quá tồi tệ, phía trên ban ngành liên quan nhúng tay vào, sự tình liền khó giải quyết. Nếu như lại ẩm ý lớn thêm nửa, lần này cung húc thậm chí có khả năng bị đuổi ra khỏi giới. Đường tinh hỏa đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn truyền thông cùng đám fan điên cuồng nói, cung húc, lần này chuyện cậu làm đúng là có chút quá mức, tôi thấy cậu vẫn nên nói lời xin lỗi đi, nếu không làm lớn lên, hậu quả sợ là không thể cứu vãn được nữa audio điện tử võ tấn bền hết chương 680